Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 781, chuyện cũ đau thương 1. Trương Dương nói, trợ giúp xí nghiệp địa phương phát triển là bổn phận của các ngành chính phủ chúng tôi, các anh tạo ra ngoại hối càng nhiều, thu nhập từ thuế nộp lên trên cũng lại càng nhiều, chính phủ của chúng ta mới có thể trở nên càng thêm giàu có, chính phủ giàu có, phúc lợi của dân chúng mới có thể hoàn thành đề cao tiến lên thêm một bước. Liêu Vĩ Trung nói, chủ nhiệm Trương thực sự là người hiểu chuyện, thật hy vọng cán bộ như ngài càng ngày càng nhiều. Trương Dương cười nói, giữa xí nghiệp cùng chính phủ đó là quan hệ của cá với nước, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, cho các anh hoàn cảnh tốt nhất. Trong lòng Liêu Vĩ Trung thầm nghĩ, xét đến cùng chính là muốn ăn thịt cá, ngoài miệng lại nói, chủ nhiệm Trương miêu tả thật chuẩn xác. Trương Dương nói, tôi đã đi qua không ít xí nghiệp của Nam Tích, cũng nhìn đi nhìn lại, bất luận là quy mô xây dựng hay lát trình độ quản lý, Yên Hán các anh vẫn là số một. Liêu Vĩ Trung nói, tỉnh đã chuyển cho chúng tôi một khối đất tại khu khai phá, trong vòng 2 năm phân xưởng sản xuất chính của chúng tôi đều phải rời qua đó. Trương Dương còn chưa biết Yên Hán muốn bàn ra sự, có chút kinh ngạc a lên một tiếng. Liêu Vĩ Trung có chút không muốn nhìn xưởng thuốc lá phía sau một chút, thấp giọng nói, xí nghiệp phải phục tùng lợi ích của thành phố, để Nam Tích phát triển tốt hơn, chúng tôi làm ra hy sinh cũng là đáng giá. Trương Dương cười cười, không nói tiếp, hắn cũng nghe ra được. Liêu Vĩ Trung đối mặt với việc phải di rời sắp tới cũng còn có chút phiền muộn. Trên đường trở lại khách sạn, Ngưu Tuấn Sinh nói, nhà máy thuốc lá Nam Tích thực sự là làm cho tôi mở rộng tầm mắt, tôi đã đi qua không ít xí nghiệp toàn quốc, nhưng thật đúng là chưa có thấy qua quy mô như vậy. Trương Dương cười tủm tỉm nói, anh nói chỉ cái gì? Ngưu Tuấn Sinh nói, khách sạn Cẩm Loan, trình độ xa hoa vượt cả năm sao. Người nói vô tâm người nghe có ý. Trương Đại Quan Nhân bởi vì những lời này của Ngưu Tuấn Sinh bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, tuy rằng Liêu Vĩ Trung là người lãnh đạo của xí nghiệp, nhưng mà tại bên trong xí nghiệp lại làm ra một tòa khách sạn xoa hoa như thế, có phải là quá mức huy anh hoang hay không? Xét đến cùng, số tiền đó cũng là thuộc về quốc gia, tại trên ý nghĩa nào đó đây cũng là một loại tiêu xài lãng phí. Trương Dương lại nghĩ tới các thiết bị lắp đặt xa hoa bên trong, càng là chỗ xa hoa càng là dễ sinh sôi tệ nạn, rất khó nói Liêu Vĩ Trung không có vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi Trương Dương đang trầm tư, điện thoại của hắn vang lên, là Phó Thị trưởng Thường vụ Cung Kỳ Vĩ gọi tới, Nhật báo Đông Nam muốn lấy tin tức về Ngưu Gia Quân, mong muốn Trương Dương có thể an bài một chút. Trương Dương cùng Nhật báo Đông Nam có liên quan rất sâu xa, đầu tiên bởi vì bọn họ nhằm vào Đỗ Thiên Giã, Lưu Hy Văn làm đại biểu đám phóng viên kia bị Trương Dương hung hăng dạy dỗ, nhưng sau lại bởi vì chuyện nước sông Thoan ô nhiễm. Nhật báo Đông Nam đứng ở góc độ của Nam Tích tiến tới đi đưa tin, cho nên quan hệ giữa hai bên có chút được cải thiện. Lần này Nhật báo Đông Nam tới là để đặc biệt phỏng vấn về trung tâm thể dục mới Nam Tích, đồng thời cũng là vì chứng thực chuyện đưa tin về tỉnh vận hội, cho nên phía tòa soạn báo cũng rất coi trọng đối với chuyện này, tổng biên tập Lý Đồng Dục tự mình dẫn đầu. Lý Đồng Dục rất có lai lịch, y xuất thân từ thế gia tin tức, anh cả là phó trưởng ban tuyên truyền Trung ương, anh hai là tổng biên tập Trung Hoa xã. Cũng là bởi vì bối cảnh này, địa vị của Lý Đồng Dục rất đặc biệt tại Bình Hải, y dám nói những điều người khác không dám nói, có rất nhiều chuyện mẫn cảm y đều có can đảm đưa tin, mấy người lãnh đạo trong tỉnh vẫn đều rất đau đầu với y, cũng lén cùng y giao lưu qua, đáng tiếc Lý Đồng Dục vẫn là ngoan cố như cũ. Lý Đồng Dục cùng Cung Kỳ Vĩ có quen biết, lúc học đại học, y là học trưởng của Cung Kỳ Vĩ, hơn Cung Kỳ Vĩ hai khóa, đồng thời cũng là chủ tịch hội sinh viên khóa trước của Cung Kỳ Vĩ. Sau khi y tốt nghiệp thì chức vị này do Cung Kỳ Vĩ tiếp nhận, cho nên quan hệ của hai người vẫn khá tốt, có điều là sau khi tốt nghiệp Lý Đồng Dục đi lên đường nhà báo, mà Cung Kỳ Vĩ lại bước lên trên chính đồ, lão học trưởng đến Nam Tích, Cung Kỳ Vĩ tự nhiên muốn dốc lòng tiếp đãi. Sau khi Trương Dương dập điện thoại, trưng cầu ý kiến của Ngưu Tuấn Sinh một chút, Ngưu Tuấn Sinh gật đầu nói, dù sao tôi tới Nam Tích chính là để hỗ trợ làm tuyên truyền, không tránh được phải tiếp xúc với phóng viên, được thôi. Có điều là tôi chỉ có thể cho bọn họ một giờ, dù sao còn phải cùng các đội viên đi Cẩm Loan ngắm cảnh. Trương Dương cười nói, anh yên tâm, tuyệt đối không muộn được đâu. Trương Dương bảo Lão Hà lái xe trực tiếp đi tới quán trà bên trong Ủy ban Nhân dân thành phố, Cung Kỳ Vĩ đang tiếp đãi các phóng viên của Nhật báo Đông Nam ở chỗ đó. Đợi tới khi đến nơi Trương Dương mới biết được, lần này không chỉ có tổng biên tập Lý Đồng Dục tới, còn có ba gã phóng viên đi theo, trong đó có một người Trương Dương rất quen thuộc. Phóng viên Lương Đông Bình của Nhật báo Bình Hải trong quá khứ, Trương Dương có ấn tượng rất sâu đối với phóng viên này. Lương Đông Bình là một tên mềm cứng không ăn, năm đó đã từng bởi vì việc muốn đưa tin Bộ Giáo dục Giang Thành,
đã phát sinh xung đột với Trương Dương, thiếu chút nữa nhảy xuống từ trên nhà cao tầng đối phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau lại bởi vì làm loạn trị an xã hội mà bị giáo dục đi lao động, sau khi hết hạn ra tù, cũng đã đánh mất công việc, lại nghĩ không tới bây giờ lại có thể làm việc tại Nhật báo Đông Nam. Lương Đông Bình nhìn thấy Trương Dương, ánh mắt rõ ràng tràn ngập hận ý, y đối với Trương Dương là một điểm ấn tượng tốt cũng không có, cho rằng Trương Dương là quan trong thế lực đen tối. Cung Kỳ Vĩ cười đứng dậy, y giúp đỡ Lý Đồng Dục giới thiệu nói, vị này chính là huấn luyện viên Ngưu. Lý Đồng Dục cười cùng Ngưu Tuấn Sinh nắm tay nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mỗi lần Ngưu ra quân các anh chém vàng đoạt bạc, Nhật báo Đông Nam chúng tôi đều tiến hành đưa tin kể lại. Ngưu Tuấn Sinh cười nói, cảm ơn các bạn giới truyền thông quan tâm. Sau khi hàn huyên vài câu, Cung Kỳ Vĩ an bài các phóng viên đi tới phỏng vấn Ngưu gia quân. Đồng Dục cũng không đi, y là người quản lý của tòa soạn báo, cũng không cần phải tự làm, Trương Dương cũng không đi, người phụ trách phỏng vấn của người là Lương Đông Bình, Trương Dương không muốn cùng thằng nhãi này tiếp xúc quá nhiều, trong gian phòng chỉ còn lại có ba người Cung Kỳ Vĩ, Lý Đồng Dục cùng Trương Dương. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương, anh đại khái không biết, tổng biên tập Lý là học trưởng của tôi hồi học đại học. Trương Dương rất khách sáo tới một câu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, những lời này thuần túy là có lệ, hắn đã nghe nói qua Lý Đồng Dục, thế nhưng đối với loại người này chính là không thể ngưỡng mộ đã lâu, không những không có ngưỡng mộ, trái lại còn có chút phản cảm, trước đây Nhật báo Đông Nam nhằm vào Đỗ Thiên Giã, chọn dùng thủ đoạn tương đối ti tiện, người phía sau màn sai khiến chính là tên Lý Đồng Dục này. Tượng mạo của Lý Đồng Dục rất dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm, khuôn mặt hiền hòa, mỉm cười đầy mặt. Y cười tủm tỉm nói, chủ nhiệm Trương, tôi bình thường được nghe nói rất nhiều chuyện của anh. Trương Dương cười nói, chuyện tốt hay chuyện xấu? Lý Đồng Dục ha hả cười nói, hẳn là xấu, nửa nọ nửa kia. Trương Dương nói, không thể, cho tới nay đều là nói tôi nói bậy nhiều, tôi nói lời hữu ích rất ít. Lý Đồng Dục cười nói, ai nói thế, vừa rồi thị trưởng Cung nhắc tới anh tất cả đều là từ ngữ khen ngợi đó. Trương Dương nói, thị trưởng Cung biết tôi không chịu được khoa trương. Cho nên bình thường khen tôi, một khi khen tôi liền hăng hái với cấp trên, càng là gian nguy càng hướng tới liều mạng. Cung Kỳ Vĩ cười nói, làm sao nghe thấy lời này của cậu giống như đang oán giận tôi vậy nhỉ? Trương Dương cười nói, không dám không dám, ngài là lãnh đạo của tôi, làm sao tôi dám oán giận ngài chứ? Cung Kỳ Vĩ nói, chính là oán giận tôi đó. Lý Đồng Dục nói, ngày hôm nay chúng tôi đã đi trung tâm thể dục mới tham quan, tuy rằng công trình còn chưa có hoàn thành. Nhưng nhìn ra được chất lượng của công trình thực sự là không tồi, chủ nhiệm Trương tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn. Người ta biểu hiện khách khí, Trương Dương tự nhiên không thể ác ngôn hướng tới, tuy rằng đã từng Lý Đồng Dục có mâu thuẫn, nhưng ngày hôm nay người ta là khách, huống chi lại là bạn già của Cung Kỳ Vĩ, trên chuyện mặt mũi, Trương đại quan nhân khẳng định phải để ý đến. Trương Dương nói, tỉnh vận hội sắp được tổ chức, hy vọng tổng biên tập Lý đưa tin nhiều hơn, tuyên truyền nhiều hơn. Nói xong cảm giác được ý tứ biểu đạt chưa hoàn chỉnh, lại nói một câu nữa, nâng cao hình tượng chính diện của Nam Tích. Lý Đồng Dục cười tủm tỉm nhìn Trương Dương, y nghe ra được, trong mỗi lời nói này của Trương Dương đều ẩn chứa oán niệm đối với mình. Chương 782, chuyện cũ đau thương 2. Cung Kỳ Vĩ cũng không biết chuyện cũ giữa Lý Đồng Dục cùng Trương Dương, cười nói, lần này tôi mời tổng biên tập Lý qua, chính là vì giúp chúng ta làm tốt tiến công tuyên truyền. Đem ưu điểm cùng sở trưởng của Nam Tích chúng ta tuyên truyền ra toàn bộ tỉnh. Cuối tuần này, Nhật báo Đông Nam sẽ đặc biệt mở ra một trang báo dành cho tỉnh vận hội, đưa tin về chuyện liên quan với lần thịnh hội này, phỏng vấn các huấn luyện viên, vận động viên của Nam Tích, còn có cả người làm công tác thể dục ưu tú, cậu cũng có phần đó. Trương Dương nói, tôi hay là quên đi, tôi sợ nhất chính là hấp dẫn tầm mắt của công chúng. Cung Kỳ Vĩ muốn nói cái gì đó thì lúc này thư ký của y đi qua. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói câu gì đó, Cung Kỳ Vĩ lập tức đứng dậy nói, ngại quá, tôi có chút việc gấp cần trở lại xử lý, Trương Dương, cậu thay tôi chiêu đãi tổng biên tập Lý, buổi tối tôi an bài rồi, ngay tại nhà khách mở tiệc chiêu đãi hoan nghênh tổng biên tập Lý đến. Cung Kỳ Vĩ nói xong liền vội vã đi ra, xem ra đích xác có việc gấp phải làm. Trương Dương từ đáy lòng là không muốn tiếp nhận cái việc này, nhưng chuyện đã đè đến trên đầu, hắn không thể không tiếp. Chỉ có thể nhẫn nại nói vài câu có lệ với Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục vẫn là bộ dạng mỉm cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói, chủ nhiệm Trương, anh cùng biên tập Lưu Hy Văn chúng tôi là bạn cũ phải không? Trương Dương cười nói, thật ra cũng có chút quen biết, không nói là bạn cũ,
Quen đầu tiên là ở thôn Tiểu Kiều xã Hắc Giả Sơn, anh ta dẫn một đám phóng viên nằm vùng, rượt dây dân chúng nháo sự, chúng ta còn xảy ra một chút mâu thuẫn, chính là không hòa thuận, từ đó bắt đầu quen biết. Trương đại quan nhân trên mặt đầy hòa khí, trong miệng nói lại không chút khách khí. Lý Nồng Dục cười ha ha lên, xem ra chủ nhiệm Trương chưa hiểu đầy đủ đối với người viết báo chúng tôi làm tin tức chỉ có một nguyên tắc, đó chính là tôn trọng sự thực, tại trong tin tức đưa tin cần phải làm được công bằng, không thể hỗn loạn cảm tình cá nhân vào. Trong lòng Trương Dương nói công bằng cái rắm, cho tới bây giờ hắn cũng đều không thể hiểu được động cơ trước đây của Lưu Hy Văn, hắn cho rằng người giật dây Lưu Hy Văn làm loạn ở thôn Tiểu Kiều tuyệt không chỉ là vì tìm tin tức đưa lên trang báo, mục đích của bọn họ là nhằm vào bí thư thành ủy Giang Thành Đỗ Thiên Dã. Trương Dương nói, đều nói phóng viên là ông vua không ngai, tôi cũng có chút ước ao nghề nghiệp của các vị. Lý Nồng Dục nói, kỳ thực phóng viên là một nghề nghiệp có tính mạo hiểm rất cao, lúc chiến tranh, số người chết nhiều nhất chính là binh sĩ, thứ hai phải kể tới phóng viên chúng tôi, cho dù là xã hội hiện nay, rất nhiều người cũng không biết công việc của phóng viên chúng tôi, cho rằng chúng tôi chỉ tới các chỗ náo nhiệt, vắt óc tìm mưu kế đưa tin nội tình đen tối của người ta, có rất nhiều người, truyền ra lời vô liêm sỉ để phòng phóng viên như phòng cháy phòng kẻ cắp. Trương Dương ha hả nở nụ cười, trong lòng lại cực kỳ không cho là thúng, phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên, lời này sai ở chỗ nào chứ? Lý Nồng Dục nói, thị trưởng Cung là bạn già của tôi, lần này Nhật báo Đông Nam chúng tôi sẽ phối hợp với Ban tuyên truyền thành ủy Nam Tích và Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích các anh, tận lực làm tốt công tác tuyên truyền cho tỉnh vận hội, có điều là chủ nhiệm Trương cũng phải cho phóng viên Nhật báo Đông Nam chúng tôi một cái đường đi xanh. Trương Dương nói, vì tỉnh vận hội lần này, chúng tôi đặc biệt thiết lập một trung tâm tiếp sóng tin tức tại sân thể dục chính là cho các phóng viên thể thao sử dụng. Lý Nồng Dục nói tốt, đầy đủ để chứng minh phía Nam Tích các anh rất coi trọng đối với công tác truyền thông, tôn trọng đối với người viết báo chúng tôi, cũng nói giờ ánh mắt của chủ nhiệm Trương tương thối đi trước, đã có thể sánh bước theo thế giới. Trương Dương nói, tôi nào có vĩ đại như vậy. Lý Nồng Dục bỗng nhiên nói, anh gần đây có gặp qua Yên Nhiên hay không? Thình lình xảy ra câu hỏi làm cho Trương Dương sững sờ, hắn có chút cực kỳ kinh ngạc nhìn Lý Nồng Dục, chẳng biết vì sao y lại đột nhiên nhắc tới Sở Yên Nhiên. Lý Nồng Dục cười cười nói, có phải cảm thấy có chút kỳ quái hay không? Từ lúc Yên Nhiên còn bé tôi đã biết nó, hơn 10 năm bởi vì quan hệ công tác nên không liên lạc, nhưng mà ngày lễ ngày Tết nào tôi cũng đều tới chỗ tư lệnh Sở thăm hỏi. Trương Dương cảm thấy Lý Nồng Dục cũng không chỉ có là kéo gần quan hệ hai bên đơn giản như vậy. Hắn tỉ mỉ tìm tòi ký ức liên quan tới Lý Nồng Dục trong quá khứ, rốt cục nhớ ra, trước đây khi người miền núi ở thôn Tiểu Kiều làm loạn, sau khi hắn hướng Chủ tịch tỉnh Tống Hoài Minh báo cáo, lúc nhắc tới Lý Nồng Dục thì vẻ mặt của Tống Hoài Minh có vẻ có chút mất tự nhiên, lẽ nào y đã sớm quen biết cùng Tống Hoài Minh? Lời Lý Nồng Dục nói kế tiếp càng chứng thực điểm này, y cười nói, tôi cùng mẹ của Yên Nhiên quen biết từ nhỏ, tư lệnh Sở đã cứu cha tôi, sau khi lập nước. Cha tôi đã từng đảm nhiệm bí thư thành ủy tại thành phố Bắc Nguyên, lúc bị ép hại gần chết, là tư lệnh Sở bảo vệ cho cả nhà chúng tôi. Trương Dương còn không biết Lý Nồng Dục cùng Sở ra lại có thể có uyên nguyên sâu xa đến vậy, hắn nhẹ giọng nói, tổng biên tập Lý cùng chủ tịch tỉnh Tống cũng nhất định rất quen thuộc chứ. Nhắc tới Tống Hoài Minh, trên mặt Lý Nồng Dục toát ra một tia khinh miệt, y không chút nào che giấu phản cảm đối với Tống Hoài Minh, lạnh lùng nói, tôi không bình luận về người này, khi tuổi còn trẻ. Chúng tôi đã từng là bạn tốt, hắn cùng Tĩnh Chi kết bạn cũng chính do tôi. Nhắc tới cái chuyện cũ này, trong lòng của Lý Nồng Dục đau đớn giống như bị rắn độc cắn. Chuyện hối hận nhất cả đời này của y chính là giới thiệu cho Tĩnh Chi quen với Tống Hoài Minh. Nếu như không có chuyện này, làm sao Tĩnh Chi lại gặp được Tống Hoài Minh, rồi lại làm sao yêu Tống Hoài Minh, gả cho hắn, rồi sinh hạ con gái cho hắn, mà Tống Hoài Minh cho nàng cái gì? Trương Dương mơ hồ đoán được giữa Lý Nồng Dục, Tống Hoài Minh cùng Sở Tĩnh Chi nhất định có một phe khúc mắc tình cảm, chuyện tình cảm đó hắn không có tiện hỏi. Lý Nồng Dục cũng không có ý tiếp tục giải thích, y lại nâng chung trà lên, lại phát hiện nước trong chén trà đã cạn, Trương Dương nâng chung bình trà lên rót trà nóng cho y, lời nói vừa rồi của Lý Nồng Dục đã khơi dậy lê hứng thú trong lòng hắn, Trương Đại Quan Nhân muốn nghe y tiếp tục nói. Lý Nồng Dục nói, Tĩnh Chi mất quá sớm, ký ức của Yên Nhiên đối với mẹ chỉ sợ không có bao nhiêu. Trương Dương nói, Yên Nhiên từ đáy lòng thủy chung vẫn nhớ mãi mẹ của mình, chính là vì nguyên nhân như thế, nàng đem cái chết của mẹ quy tội cho cha của nàng, thến bây giờ còn chưa thực sự hòa giải với cha. Lý Nồng Dục lạnh lùng nói, về cái chết của Tĩnh Chi, hắn đích xác không thể trốn tránh trách nhiệm, giọng nói kiên quyết làm cho Trương Dương chợt cả kinh,
xem ra Lý Đồng Dục rất rõ ràng đối với chuyện nãm đó. Trương Dương tại lúc này, thích hợp nhất là sắm vai một người lắng nghe. Lý Đồng Dục nói, thời gian có thể hòa tan tất cả, thế nhưng vĩnh viễn không thể xóa đi sự thực, trong tay tôi có một đồ vật của Tĩnh Chi, vẫn muốn giao cho Yên Nhiên, nhưng quá khứ Yên Nhiên quá nhỏ, hôm nay cô ấy đã trưởng thành, tôi nghĩ là đã đến lúc đem thứ này giao cho cô ấy. Trương Dương bỗng nhiên có loại dự cảm, mấy thứ trong tay Lý Đồng Dục kia chưa hẳn đã là chuyện tốt đối với Yên Nhiên, hắn cười cười nói, tổng biên tập Lý, chuyện quá khứ dù sao cũng đã qua đi, nếu Yên Nhiên bây giờ đang hạnh phúc, hà tất lại phải muốn vạch trần dấu vết, làm cho vết thương chảy máu một lần nữa chứ. Lý Đồng Dục nói, Trương Dương, xin cho phép tôi được gọi cậu như thế, bỏ qua tất cả chức vị, tôi hẳn là được cho là trường bối của cậu, tôi xin khuyên cậu một câu, giữa người với người quan trọng nhất chính là phải thẳng thắn đối đãi, lừa dối chính là lừa dối, không nên ngụy trang đánh lên thiện ý, bất luận nói ra lời nói dối dù có lý do đàng hoàng thế nào, vẫn không thay đổi được sự thực, không được nói sai chuyện có thật. Lừa dối cùng nói dối bản thân chính là một loại tự thương tổn. Trương Dương không nói gì, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đồng quan điểm đối với nhận thức này của Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục nói, Yên Nhiên là một cô gái tốt, cậu phải biết quý trọng. Chương 783, chuyện cũ đau thương 3. Trương Đại Quan Nhân bắt đầu cảm thấy Lý Đồng Dục có chút kỳ hơn, đầu tiên là tự cho mình lấy tư cách là trưởng bối, bây giờ lại bày ra mặt giáo huấn mình. Nếu như lòng hiếu kỳ của Trương Dương mạnh mẽ, đã sớm phẩy tay áo bỏ đi rồi, trong lòng hắn căn bản không nghĩ tới chuyện cũ của Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục cũng ý thức được lời mình nói có chút quá, áy náy cười nói, kỳ thực những lời này không nên là do tôi nói, thế nhưng tôi đã từng thể tại trước mộ Tĩnh Chi, tôi sẽ đối xử tử tế với người nhà của cô ấy, trong lòng tôi vẫn đều là đối đãi với Yên Nhiên giống như con gái. Trương Dương thản nhiên cười nói, quá khứ tôi chưa bao giờ nghe Yên Nhiên nhắc tới ông. Những lời này nói có chút không khách khí. Lý Đồng Dục mỉm cười nói, có một số việc có liên quan, cậu không muốn nói, không muốn đề cập, vị tất đã đại biểu cho chúng không quan trọng. Trương Dương cũng phải tán đồng những lời này của Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục thở ra nói chuyện phiếm với cậu là một chuyện rất hài lòng, kỳ thực chúng ta sớm nên gặp mặt. Trương Dương nói, bất luận thế nào, tôi vẫn là mong muốn, vật ông nắm giữ sẽ không mang đến thương tổn cho Yên Nhiên. Cậu để ý cô ấy. Hai mắt Lý Đồng Dục lấp lánh có thần nhìn Trương Dương. Trương Dương gật đầu. Lý Đồng Dục nói, tôi sẽ không thương tổn đến cô ấy. Khi nói những lời này với Lý Đồng Dục, Trương Dương bắt đầu phỏng đoán động cơ của Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục không đem chuyện muốn nói cho Sở Yên Nhiên là gì nói ra, nhưng là chuyện này lại làm Trương Dương bối rối. Điều duy nhất hắn có thể kết luận chính là, Lý Đồng Dục thụ oán Tống Hoài Minh, khi hắn nhắc tới Tống Hoài Minh, thụ oán giấu ở sâu trong nội tâm không tự chủ được mà lộ ra, đã trải qua nhiều năm như vậy, quan hệ giữa Sở Yên Nhiên cùng Tống Hoài Minh cuối cùng cũng có chút hòa hoãn, Lý Đồng Dục có thể làm cho hiểu lầm giữa bọn họ gia tăng một lần nữa hay không? Sau khi Trương Dương thận trọng suy nghĩ, quyết định đem chuyện này tiết lộ cho Tống Hoài Minh, đây cũng không phải bởi vì Tống Hoài Minh là chủ tịch tỉnh Bình Hải, Trương Dương càng không có ý lấy lòng hắn, tuy rằng bởi vì chuyện Sở Yên Nhiên làm cho hắn cùng Tống Hoài Minh bất hòa không ít. Thế nhưng Trương Dương thủy chung cho rằng Tống Hoài Minh là một người chính trực, hắn cũng tin tưởng tình thương của người cha Tống Hoài Minh đối với Sở Yên Nhiên không có bất luận cái chỗ dối trá gì. Có một số việc không tiện nói rõ tại trong điện thoại, 6 giờ tối Trương Dương đến Đông Giang, kế hoạch của hắn là đêm đó đi bái phỏng Tống Hoài Minh, đem chuyện của Lý Đồng Dục nói cho y, dừng lại tại Đông Giang một đêm, sáng mai liền đi tới Bắc Nguyên, đi hẹn hò cùng Sở Yên Nhiên, hắn đã nói với Sở Yên Nhiên. Sẽ đến Hồ Mộng Tiên lúc 12 giờ trưa. Nếu như không có Lý Đồng Dục chen ngang, tâm trạng của Trương Dương trong khoảng thời gian này là cực kỳ vui vẻ, nhưng từ lúc gặp qua Lý Đồng Dục, hắn có loại dự cảm không tốt, người này khẳng định nắm giữ một ít căn cứ chính xác bất lợi với Tống Hoài Minh, việc này rất có khả năng sẽ làm quan hệ của Sở Yên Nhiên cùng cha trở nên xương đọng trên tuyết, lạnh đi. Khi Trương Dương lái chiếc xe Jeep màu lục đi tới khu nhà ở của người nhà tỉnh ủy thì gặp phải ngăn cản. Rất nhiều lúc biển số xe đại biểu cho một loại đặc quyền, bây giờ chỉ là một cái biển xe bình thường, cùng biển xe của Trương Dương không thể so sánh, hắn ý thức được cần phải mất thời gian đi tới đăng ký đi vào. Sau khi thành thật tại trước cửa đăng ký, bảo vệ cửa lại kiểm tra đối chiếu chứng thực thân phận của hắn, hướng Tống Hoài Minh gọi điện thoại xác nhận quả thực có vị khách này, lúc đó mới cho Trương Đại Quan Nhân đi vào. Trương Dương lái xe Jeep đi tới trước cửa nhà Tống Hoài Minh, thấy cánh cửa đã mở. Thư cư Trung Bồi Nguyên của Tống Nhất Minh vừa vặn từ bên trong đi ra, y cười hướng Trương Dương gật đầu, tiểu Trương tới hả?
Trương Dương cười cười, chào thư ký Trung. Trung Bồi Nguyên nhìn tay Trương Dương một chút, Trương Dương không có thói quen đến tay không, trong tay mang theo đặc sản địa phương của Nam Tích. Trương Dương nói, anh chờ một chút, hắn đem các thứ bỏ ra, lại tới bên trong xe, cầm ra hai hộp trà xuân vừa đưa ra thị trường đưa cho Trung Bồi Nguyên. Trương đại quan nhân ở trong quan trường đã lăn lộn khá lâu, mắt cũng trở nên càng ngày càng linh hoạt. Trung Bồi Nguyên cười nói, tôi làm sao không biết xấu hổ chứ? Trương Dương nói, cầm nếm thử đi, cũng không phải người ngoài, Trung Bồi Nguyên cũng không có tiếp tục chối từ, nhận lấy hộp trà, hướng Trương Dương nói, Chủ tịch tỉnh Tống mới vừa trở về, gần đây công tác tương đối khổ cực, tâm tình cũng không phải quá tốt. Thu của người ta cái gì đó, đương nhiên phải tiết lộ một ít tin tức cho hắn, kỳ thực Trung Bồi Nguyên cũng hiểu rõ quan hệ giữa Tống Hoài Minh cùng với Trương Dương, cho dù tâm tình Tống Hoài Minh không tốt, hẳn là cũng sẽ không phát hỏa đối với Trương Dương. Thế nhưng những lời này do y nói ra liền có vẻ bán một cái nhân tình cho Trương Dương. Trương Dương cười nói, biết rồi. Trung Bồi Nguyên xoay người đi. Trương Dương chờ sau khi y đi mới mang đồ trên mặt đất đi vào trong nhà Tống Hoài Minh. Trong nhà Tống Hoài Minh gần đây có rất nhiều người, cha vợ mẹ vợ của y đều đi tới Đông Giang, chính là hỗ trợ chăm sóc con gái. Anh trai chị dâu của Liễu Ngọc Oánh cũng đặc biệt tới thăm hai vị lão nhân gia, thêm cả bảo mẫu trong nhà, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Khi Trương Dương tới cũng không biết trong nhà có nhiều người như vậy, Liễu Ngọc Oánh ôm con trai đi tới, mọi người đang nói chuyện phiếm tại trong phòng khách, thấy Trương Dương tiến đến, Liễu Ngọc Oánh cười đứng dậy, ôm tiểu tân sinh đi qua, nhìn là ai tới kìa. Trương Dương vui tươi hớn hở bắt tay bà, kêu một tiếng gì, cúi đầu nhìn đứa bé kia một chút, như phấn điêu ngọc mài rất là khả ái. Trương Dương vươn ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc với khuôn mặt non nớt của tiểu tân sinh, cười nói tiểu tân sinh, có nhận là anh hay không? Tiểu tân sinh đem một đôi mắt to đen lúng liếng hướng Trương Dương nhìn một chút, lại có thể nở nụ cười, vươn ra bàn tay nhỏ bé hướng quần áo của Trương Dương chộp tới. Trương Dương cười nói, nó nhìn thấy cháu rất hài lòng đó. Để cho cháu bế nào. Liễu Ngọc Oánh cười nói, tiểu tân sinh biết cháu là người cứu mạng Enso sao? Ân, đương nhiên cùng cháu thân cận rồi bà đem con trai giao cho Trương Dương, tuy rằng Trương đại quan nhân hai kiếp làm người, nhưng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm bế trẻ con. Ôm đứa bé nhỏ như vậy vào trong ngực, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, đồng thời lại có vài phần hứng thú, nhìn hai mắt trong sáng của đứa bé, Trương đại quan nhân âm thầm cảm thán, thảo nào nói trẻ con là thuần khiết nhất, bởi vì thế giới của chúng còn chưa bị thế tục làm ô nhiễm. Trương Dương nói, tiểu tân sinh, mau mau lớn lên, chờ em trưởng thành, anh dạy cho em công phu. Tiểu tân sinh hiếu kỳ nhìn Trương Dương, vươn tay nhỏ bé muốn đi bắt mũi của Trương Dương nở nụ cười. Nhưng khuôn mặt nhỏ bé của tiểu tân sinh lại đột nhiên trở nên phi thường ủy khuất, oa một tiếng khóc lên, trong lòng Trương đại quan nhân buồn bực, đang tốt mà đứa bé này khóc cái gì. Khuôn mặt như trăng rằm của đứa bé trở nên đỏ bừng, trong lúc buồn bực lại cảm thấy ngực nóng lên, nhất thời hiểu ra, chúng chiêu rồi. Liễu Ngọc Oánh cuống quyết đón lấy con trai, cười nói, cháu xem đứa bé này, lại tiểu nữa rồi. Đã thấy trên người Trương Dương ướt một tảng lớn. Trương Dương cười nói, nước tiểu trẻ con là thứ tốt, tiểu tân sinh thật đúng là chiếu cố cháu. Anh cả Liễu Ngọc Sơn của Liễu Ngọc Oánh đi tới nói, tiểu Trương, tôi có quần áo, nếu không cậu đi vào trong phòng thay trước đi. Trương Dương cười nói, không có việc gì, sấy qua là được thôi. Tống Hoài Minh nghe được động tĩnh cũng từ trong thư phòng đi ra, y hướng Trương Dương nói, Trương Dương đến lúc nào thế? Trương Dương nói, mới vừa vào chưa được một phút. Tống Hoài Minh nói, ăn gì chưa? Trương Dương chưa ăn cơm, nhưng bây giờ đã là hơn 7 giờ tốt, nếu như trong nhà Tống Hoài Minh ân không có những người khác, hắn sẽ không khách khí, nhưng hiện tại nhiều người ở đây như vậy, đương nhiên không thể ăn ở chỗ này, cười nói, ăn rồi ạ. Tống Hoài Minh nói, lên đây nói. Trương Dương hướng Liễu Ngọc Oánh cười cười, lại chào hỏi với người nhà của Liễu Ngọc Oánh rồi mới đi lên thang lầu, theo Tống Hoài Minh đi tới thư phòng của y. Tống Hoài Minh cười nói, trong nhà rất ít khi náo nhiệt như thế, bây giờ mọi người đang vây quanh thằng bé. Trương Dương cười cười, cùng Tống Hoài Minh cùng nhau ngồi tại trên sofa. Tống Hoài Minh nói, uống trà không? Trương Dương lắc đầu nói, cháu chỉ là có chuyện muốn nói một tiếng với chú rồi lập tức đi. Tống Hoài Minh nói, chuyện gì quan trọng thế? Trương Dương gọn gàng dứt khoát nói, chú Tống, chú có biết một người tên là Lý Đồng Dục chứ? Tống Hoài Minh nghe được tên của Lý Đồng Dục rõ ràng sửng sốt một chút, y đứng dậy lấy từ trong ấm trà rót một chén cho Trương Dương, đưa cho hắn nói, biết, tổng biên tập của Nhật báo Đông Nam.
Chương 784, chuyện cũ đau thương 4. Trương Dương nói, ngày hôm qua y đi tới Nam Tích vì chuyện tuyên truyền cho tỉnh vận hội, cháu cùng y trò chuyện một hồi. Tống Hoài Minh nói, cậu chuẩn bị công tác đầy đủ thật, chuyện gì cũng đều nghĩ tới. Trương Dương nói, y nói tới Hiên Nhiên. Tay của Tống Hoài Minh bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó cười nói cái gì? Trương Dương nói, y nói quen biết Tư lệnh Sở, còn nói quá khứ đã từng là bạn tốt của chú. Tống Hoài Minh ngẩng đầu, vẻ mặt của y cực kỳ phức tạp, ngóng nhìn Trương Dương, thanh âm trầm thấp nói, y đến tột cùng là nói gì? Trương Dương nói, y nói có chút chuyện về mẹ Hiên Nhiên muốn nói cho cô ấy. Tống Hoài Minh hé miệng nhấp trà, y biết Hiên Nhiên đã trở về. Trương Dương gật đầu nói, cháu nghĩ y hẳn là đã biết. Nói xong lúc hắn lặng lẽ quan sát biểu tình của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh rơi vào trầm mặc trong một lúc lâu, qua một hồi lâu mới nói Hiên Nhiên đang ở tại Tĩnh An. Trương Dương nói, cháu biết, cháu có thể nhìn ra Lý Đồng Dục cũng không thân mật với chú, cho nên tôi lo lắng y nói cho Hiên Nhiên biết chuyện có khả năng sẽ làm tổn hại đến quan hệ của cha con hai người. Tống Hoài Minh yên lặng uống trà, lại đem chén trà lên môi, ánh mắt nhìn chăm chú vào màu nước tổng của chén trà, thấp giọng nói, Lý Đồng Dục đã từng là bạn tốt nhất của tôi, năm đó chúng ta thường cùng ở một chỗ đánh bóng bàn, kỹ thuật của chúng ta không sai biệt lắm, tuổi cũng không sai biệt lắm, có một lần, chúng ta hẹn nhau đi tới cung văn hóa công nhân chơi bóng, y mang đến một cô gái qua xem đánh bóng, y bắt chuyện với tôi, nói nhất định phải để cho y thắng. Nói đến đây Tống Hoài Minh rơi vào trong trầm tư đối với chuyện cũ. Trương Dương không dám làm nhiễu y, lẳng lặng tay để lên chén trà. Tống Hoài Minh nói, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tĩnh Chi, tôi biết Lý Đồng Dục rất thích nàng, đang theo đuổi nàng, cho nên ngày đó tôi cùng Lý Đồng Dục đánh bóng, tất cả đều là tôi thua, nhưng liên tục thua nhiều ván như vậy, thấy Tĩnh Chi đang cười, tôi cảm thấy mất mặt mũi, cho nên thay đổi chủ ý, cuối cùng tôi muốn thắng, vì vậy tôi dùng hết toàn lực, Lý Đồng Dục cũng dùng hết toàn lực, trình độ của chúng tôi không sai biệt lắm. Cho nên ván này đánh rất đặc sắc. Trương Dương cười nói, cuối cùng ai thắng? Không nghĩ tới người trầm ổn như Tống Hoài Minh cũng có lúc mưu khinh khí thịnh. Tống Hoài Minh cười lắc đầu nói, cuối cùng vẫn là tôi thua, tôi không chỉ thua, hơn nữa để cứu một pha bóng cuối cùng, bởi vì khuyết điểm trong pha khó khăn, thân thể mất đi thăng bằng, đầu của tôi đập vào góc cạnh trên bàn bóng bàn. Trương Dương nga một tiếng. Tống Hoài Minh nói, rất không may, bàn bóng bàn khi đó là xi măng. Cái trán của tôi bị đập ra máu, lúc đó Tĩnh Chi liền vọt qua, lấy tay ngăn máu trên trán của tôi lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc, từ đó tôi liền thích nàng. Hai người bọn họ đưa tôi đến bệnh viện, lúc tới bệnh viện, tôi mới biết được, hóa ra Tĩnh Chi là bác sĩ của bệnh viện này, trán tôi phải khâu tới 5 mũi. Tống Hoài Minh chỉ vào phía bên trái cái trán của mình, Trương Dương tỉ mỉ nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy chỗ y chỉ có một đạo dấu vết nhợt nhạt, bởi vì khôi phục tương đối tốt. Nếu không nhìn kỹ là không nhìn ra được, không nghĩ ra dấu vết này còn có chuyện cũ như vậy. Tống Hoài Minh nói, tôi cùng Tĩnh Chi từ đó về sau quen biết, vài lần thay thuốc, lúc bọn tôi ở đây, lòng dạ Tĩnh Chi thiện lương, tôi tự mình không cẩn thận đập đầu, nàng chung quy cảm thấy mình có trách nhiệm, còn nói với tôi xin lỗi, tôi thích sự thiện lương của cô ấy, tôi cũng biết bạn tốt thích nàng, cho nên tôi vẫn cùng Tĩnh Chi duy trì cự ly. Sau khi tôi lành vết thương, tôi cùng Lý Đồng Dục lại đánh bóng bàn. Tĩnh Chi cũng thường qua xem, lúc bắt đầu là Lý Đồng Dục mang nàng tới, nhưng từ sau nàng luôn luôn chờ tôi cùng nhau đi. Trương Dương thầm than, quả nhiên cừ hận của Lý Đồng Dục đối với Tống Hoài Minh là như thế, y cho rằng Tống Hoài Minh hoành đao đoạt ái, làm không tốt còn có thể cho rằng Tống Hoài Minh dùng tới khổ nhục kế, trước tranh thủ đồng tình của Sở Tĩnh Chi, sau đó nhân cơ hội đánh cắp trái tim của nàng. Tống Hoài Minh nói, chuyện tình cảm thực sự khó nói. Tuy rằng tôi biết như vậy là một loại đả kích với Lý Đồng Dục, nhưng sau đó tôi vẫn không cách nào khống chế cảm tình với Tĩnh Chi, rồi chúng ta yêu nhau. Sau khi Lý Đồng Dục biết chuyện này, đã bị kích thích rất lớn, y tìm được tôi, cùng tôi đánh một trận, chỉ trích tôi lợi dụng khổ nhục kế lừa dối cảm tình của Tĩnh Chi. Tôi khuyên y bình tĩnh, y như điên như dại công kích tôi, nhưng ngay lúc đó tình cảnh lại bị Tĩnh Chi nhìn thấy được, nàng đứng ở bên tôi, trách cứ Lý Đồng Dục cố tình gây sự. Từ đó Lý Đồng Dục không bao giờ liên hệ với tôi nữa, thế nhưng tôi biết, trong lòng y vẫn thủy chung không buông được Tĩnh Chi. Sau khi Tĩnh Chi sinh hạ Hiên Nhiên, bởi vì liên quan tới công tác, hai vợ chồng chúng tôi ở hai nơi riêng, Lý Đồng Dục vẫn đi dây dưa với Tĩnh Chi, tôi biết được thì rất tức giận, chủ động tìm Lý Đồng Dục nói chuyện này. Lý Đồng Dục nói cho tôi biết, có thể Tĩnh Chi không thích y,
thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không có quyền ngăn cản y đối tốt đối với Tĩnh Chi, tôi lúc đó cũng còn trẻ tuổi, tôi cảnh cáo y phải rời xa Tĩnh Chi, không nên quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của chúng tôi nói lời không hợp thì đánh lên. Lần này là tôi thắng. Nói tới chuyện cũ, trong miệng Tống Hoài Minh mang theo yêu thương sâu sắc. Trương Dương vốn chỉ là muốn nhắc nhở Tống Hoài Minh để phòng Lý Đồng Dục phá rối, cũng không ngờ Tống Hoài Minh sẽ nói nhiều với hắn như vậy, thậm chí đem đoạn gút mắt tình cảm năm đó nói thẳng ra, đủ thấy Tống Hoài Minh tương đối tín nhiệm đối với hắn. Tống Hoài Minh nói, động đất năm 82 cướp đi tính mạng của Tĩnh Chi, tôi mất đi vợ, cũng mất đi tín nhiệm của con gái. Thời gian đó tôi thành cái bia của nghìn người. Bọn họ đều cho rằng tôi là đầu sỏ hại chết Tĩnh Chi, tại lễ tang của Tĩnh Chi, bố vợ tôi khăng khăng không cho tôi tham gia, khi tôi tới ông ấy phẫn nộ móc ra khẩu súng muốn một súng bắn nát đầu tôi. Trương Dương có thể tưởng tượng ra được tình cảnh lúc đó, lấy tính tình nóng nảy của Sở Chấn Nam, loại sự tình này khẳng định làm được. Từ trên người Tống Hoài Minh, hắn không khỏi nghĩ tới mình làm cho Sở Yên Nhiên bị ủy khuất nhiều như vậy, trong lòng Sở lão gia tử còn không biết nghẹn đến như nào. Lần này đi qua đó, sẽ không đem khẩu súng chuyển hướng mình chứ? Tống Hoài Minh nói, Lý Đồng Dục lúc đó đã ở khu vực tai nạn, y là phóng viên, đang đưa tin khu thiên tai, sau khi biết được tin Tĩnh Chi chết, y đã chạy tới tìm tôi liều mạng, bị những người khác ngăn cản, tôi chính áp vẫn nhớ rõ lời y nói năm đó, y muốn tôi đền mạng cho Tĩnh Chi, y là người đã y tiên chỉ trích tôi hại chết Tĩnh Chi. Trương Dương tràn ngập đồng tình nhìn Tống Hoài Minh, tại trên vấn đề Sở Tĩnh Chi. Sợ rằng Tống Hoài Minh cả đời này cũng không cách nào ngẩng đầu lên khổ thân thằng bé tương đương. Chương 785, biến đổi khó lường 1. Tống Hoài Minh không tiếp tục đi xuống, ông lấy làm cảm kích khi Trương Dương chủ tâm đến để nhắc nhở mình, Tống Hoài Minh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, ông muốn nhanh chóng tìm Lý Đồng Dục nói chuyện một cách thẳng thắn. Về tình cảm của mình trước đây, Tống Hoài Minh bây giờ vẫn hiểu rất rõ, ông cũng không ngờ tới bản thân lại thành khẩn nhiều việc như vậy đối với Trương Dương. Những việc như tối hôm nay, thậm chí đến Liễu Ngọc Oánh cũng không hề biết. Tống Hoài Minh nói, Yên Nhiên về rồi à? Trương Dương gật đầu, mai tôi sẽ đi Tĩnh An. Tống Hoài Minh nghe thấy vậy, trong lòng như được an ủi, xem ra giữa Trương Dương và con gái mình vẫn còn chút tình cảm. Tống Hoài Minh tuy có ác cảm với Trương Dương nhưng ông ta quả thực không thể phủ nhận một sự thật rằng, trong lòng con gái mình chỉ có mình hắn, Trương Dương lại là một người trẻ tuổi giỏi giang, là một người cha. Tống Hoài Minh cũng hy vọng con gái có thể vui vẻ, ông cũng hy vọng Trương Dương sau khi trải qua một loạt biến cố, sẽ tự hiểu được tình cảm, hiểu ra mà biết trân trọng con gái mình. Tống Hoài Minh vốn định khuyên Trương Dương vài câu, nhưng lúc nói ra thành lời thì lại khác hẳn, chuyện tình cảm là việc riêng của hai đứa, dù có là mình cũng không thể thay đổi được gì. Ông nghĩ con gái mình cũng thông minh, hẳn là có đủ năng lực giải quyết vấn đề giữa hai đứa. Trương Dương cũng không có thời gian để lưu lại nhà Tống Hoài Minh lâu. Chưa đến 8 giờ tối đã rời đi, khi ngang qua nhà Trần Thiệu Bân, thấy xe của y dừng ở đó, lẽ nào y đã từ Thượng Hải trở về. Trương Dương ôm ý nghĩ đó mà thử gọi cho Trần Thiệu Bân một cuộc điện thoại. Không ngờ y quả thực đang ở nhà, biết Trương Dương ở ngay bên ngoài, Trần Thiệu Bân vô cùng hoan hỉ, thay đồ rồi chạy luôn ra ngoài đón tiếp. Nhìn thấy chiếc xe Jeep của Trương Dương, y cười, mẹ khiếp, lấy đâu quả đồ cổ này thế? Trương Dương không hài lòng trừng mắt nhìn hắn một cái, có tiền rồi, đại gia rồi phải không? Coi thường cán bộ đảng viên thanh bần này phải không? Trần Thiệu Bân cười, tôi nào dám coi thường cậu, bây giờ đường đường là chủ nhiệm thể ủy Nam Tích, nắm quyền cao chức trọng, chưa tính đến những hạng mục vài triệu cho đến vài chục tỷ, chỉ tính đến mấy năm làm chức chủ nhiệm tài chính cũng thừa biết, loại tôm tép như tôi tính làm gì? Trương Dương nói, chết tiệt, tao đâu có quyền lực như vậy. Sau đó Trần Thiệu Bân mở cửa ngồi vào trong xe, tôi nghe từ Lương Thành Long, nó bảo ăn chắc nắm trong tay thầu hạng mục công trình sân vận động mới, bao giờ giao cho nó, còn phải tùy tâm trạng mà định. Trương Dương nói, những trò hèn mặt này, sao lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến thanh danh của tao vậy, dành cho nó bao nhiêu hạng mục có phải là ít đâu. Thật quá tham lam, lần sau gặp tao phải mắng cho nó một trận mới được. Trần Thiệu Bân nói, Lương Thành Long giờ sướng rồi, có cả vợ lẫn con. Trương Dương vừa khởi động xe vừa cười, sao tao nghe như là có đứa đang ghen tị vậy? Trần Thiệu Bân cười, đừng nói linh tinh nữa, tôi với Lân Thanh Hồng chẳng có gì cả, Thanh Hồng là một người phụ nữ tốt, mọi người muốn sỉ nhục tôi như thế nào cũng được, đừng có mà lôi cô ấy vào. Trương Dương nói, đội ấy cũng lắm trắc trở, lục đục bao lâu rồi cuối cùng cũng đến với nhau, cũng tốt rồi.
Trần Thiệu Bân đáp, hy vọng lần này Lương Thành Long thật sự có thể thay đổi, sống cho tử tế. Trương Dương nói, tao còn chưa ăn cơm. Trần Thiệu Bân cười, tôi dẫn cậu đi ăn lẩu nhé. Trương Dương đáp, tao ghét nhất là món ấy. Trần Thiệu Bân nói, tôi biết một quán mới mở nhất Lão Đông Môn, rất ngon đó. Y giơ tay xem đồng hồ, rồi nói tiếp, tôi gọi cả Triệu Dũng đi uống rượu nhé. Trương Dương biết Triệu Dũng đang ở Đông Giang, nhưng sau khi đến đây cũng không liên lạc gì với gã, tuy hắn không phản đối chuyện yêu đương giữa Triệu Dũng và Triệu Tĩnh, nhưng Triệu Dũng đột nhiên từ bạn trở thành em rể, Trương Đại Quan nhân thực không thấy quen cho lắm. Trần Thiệu Bân cười, việc này có biết không? Trương Dương nhìn điệu cười gian xảo của y, đoán biết thằng nhãi này đang nghĩ gì, liền vuốt cằm nói, gọi điện bảo nó đến. Ninh Triệu Dũng được biết ông anh vợ tương lai đã đến Đông Giang, không dám chậm trễ lập tức đồng ý luôn. Trần Thiệu Bân cúp máy xong, mặt vẫn cười đều, biết rồi hả? Trương Dương trừng mắt nhìn, biết thì làm gì được chứ? Trần Thiệu Bân đáp, chúc mừng. Trương Đại Quan Nhân nói tiếp, tao nhìn thế nào cũng thấy nó chẳng có gì tốt. Trần Thiệu Bân đáp, tôi chỉ hơi xấu một chút, thực ra trong ấy anh em chúng ta tôi là người thật thà nhất, Lương Thành Long cũng vậy, còn thằng Đinh Triệu Dũng thì cũng không tốt đẹp gì, còn. Nói đến đây, y nhìn thấy mặt Trương Dương đỏ lên, trông cứ như là đang xấu hổ. Trần Thiệu Bân kỳ thực không hề biết Triệu Tĩnh có thai, nhưng tên này cũng không phải là kẻ tinh ý. Nói đùa thì vẫn là nói đùa, mà bây giờ Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đang có xích mích, bản thân y nếu như đùa quá đáng, không khéo hai thằng lại quay ra trở mặt mới nhau. Trần Thiệu Bân ho một tiếng, e hèm, chuyện tốt, đã thân lại càng thân. Họ đi đến Lão Đông Môn thấy Đinh Triệu Dũng đã kịp đến trước. Kỳ thực Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh ở ngay gần đây, đi bộ đến cũng chỉ mất gần 10 phút. Đinh Triệu Dũng đã gọi món sẵn, đứng ở ngoài cửa chờ, thấy xe của Trương Dương đến liền vội vàng đón tiếp. Vẻ mặt hớn hở nhìn Trương Dương, trước mặt Trần Thiệu Bân, gã cũng ngại không dám gọi một tiếng Anh, có chút lúng túng nói. Đến bao giờ thế? Trương Dương cười, vừa mới đến, tối nay qua đêm ở Đông Giang, mai đi thuyền đến Bắc Nguyên. Đi công tác. Trương Dương vuốt cằm. Trần Thiệu Bân nhìn ánh mắt của hai người, y cảm thấy buồn cười, cố ý nói, sao tao lại thấy hai đứa mày bây giờ đối xử với nhau có vẻ khách sáo thế nhỉ? Trương Dương mắng, bớt mồn đi cũng không ai cho là mày câm đâu. Trần Thiệu Bân đáp, được, chê tao chướng mắt chứ gì, tao biến, lần sau đi uống vậy nhé. Trần Thiệu Bân lùi lại, Đinh Triệu Dũng cười nhìn Trương Dương, vào đi, đều gọi món cả rồi. Trương Dương hỏi, Tĩnh đâu? Đinh Triệu Dũng đáp, cô ấy gần đây thấy trong người hơi mệt, bây giờ đã ngủ rồi, định đi cùng nhưng mà em không cho cô ấy đến. Nghe xong những câu này, Trương Dương biết rằng hai đứa đã dọn đến ở chung, thầm thở dài, con gái khôn 3 năm dại 1 giờ, đến mình cũng không quản nổi, hắn cười, nó không đến cũng tốt, anh em chúng ta càng dễ nói chuyện. Đinh Triệu Dũng cười, vì phải đi vào sớm ngày mai nên Trương Dương chỉ cho họ mở một chai bạch tửu, tuy hắn uống nhiều cũng không sao, nhưng việc gặp mặt Sở Yên Nhiên là vô cùng quan trọng, đến 12 giờ Trương Dương đành đến sớm hơn, như thế mới có thể thể hiện thành ý của mình. Hai ngày trước tới Nam Tích, Đinh Triệu Dũng đã biết việc Kiều Mộng Viện muốn đầu tư vào quảng trường thương mại Nam Tích, gã nói, em thấy cách nghĩ của Kiều Mộng Viện rất hay, hiện nay công ty Anh Đức Nhĩ có cơ sở ở Nam Tích, việc này ảnh hưởng rất lâu dài đến ngành công nghiệp máy tính trong nước, nếu quảng trường thương mại của Kiều Mộng Viện nhanh chóng tiến hành, sẽ đem lại lợi ích cho việc quy tụ thu hút nhân khí. Trương Dương cười nói, cô ấy đi Hong Kong bàn chuyện hợp tác rồi, chuyện làm ăn lâu dài như vậy, một mình cô ấy cũng không làm nổi. Đinh Triệu Dũng nói, đáng tiếc em không có thực lực lớn như vậy, nếu có em cũng tình nguyện đầu tư. Trần Thiệu Bân vừa nghe, cũng chen vào nói, chuyện tốt thì đừng có quên mất tôi, Trương Dương, vụ làm ăn béo bở gì thế? Có phải là vụ buôn một lãi 10, kiếm lời bất bồi, nếu mà phải thì cứ cho tôi một chân. Trương Dương đáp, về chuyện làm ăn thì đừng có trưng cầu ý kiến tao, việc tao phụ trách là tìm ra một nhà đầu tư hợp lý nhất cho miếng đất đó thôi. Đến bây giờ thì Kiều Mộng Viện đã giành được quyền đầu tư mảnh đất, cũng có nghĩa là nhiệm vụ của tao đã hoàn thành. Chúng mày muốn bàn chuyện làm ăn, hợp tác gì gì thì đi mà tìm Kiều Mộng Viện. Đinh Triệu Dũng nói, em cũng đang định tìm cô ấy để nói chuyện, nhiều thì cũng không có, số vốn tới 1000 vạn em cũng có thể, nếu cô ta bằng lòng hợp tác, em nhất định sẽ đồng ý tham gia không do dự. Trần Thiệu Bân nói, không phải công ty máy tinh đang làm ăn rất tốt sao? Đông Giang là tỉnh hội. Tại sao lại muốn chạy đến Nam Tích chứ? Đinh Triệu Dũng đáp, có thể nhìn ra là chính phủ tỉnh Nam Tích rất coi trọng tài xảo kỹ thuật cao,
tham gia càng sớm thì tương lai càng đạt được lợi nhuận dài. Trần Thiệu Bân nói, tốt như vậy thì cho tôi góp cổ phần với, tôi sẽ góp 200 vạn. Trương Dương vẫn giữ câu nói kia, chúng mày đi tìm Kiều Mộng Viện mà bàn bạc. Trần Thiệu Bân uống thêm vài chén, y bắt đầu nói nhiều hơn, cười tủm tỉm nói, thật là ngưỡng mộ hai người, trước đây là anh em tốt, bây giờ đã thân lại càng thêm thân, một người thành anh vợ, một người thành em rể. Mặt Đinh Triệu Dũng đỏ lên, Trương Dương mắng, tao dễ bực mình, ít nhắc đến chuyện đấy đi. Trần Thiệu Bân cười ha ha, được, tôi không phải các cậu, tôi sẽ, Trương Dương, sao lại kéo Thường Tâm Lăng sang làm thư ký hả? Trần Thiệu Bân đã từng theo đuổi Thường Tâm Lăng, tuy bị cự tuyệt nhưng vẫn rất thích cô. Trương Dương đáp, điều động công việc cho Thường Tâm Lăng là chuyện bình thường, bây giờ người ta đã là chủ nhiệm trung tâm thông tin của thị ủy, cán bộ chính khoa, không phải là thư ký của tao. Trần Thiệu Bân nói, quỷ mới tin, tôi sớm đã nhìn ra, cô ấy thích cậu, Trương Dương. Cô ấy từ chối tôi vì cô ấy thích. Chương 786, biến đổi khó lường 2. Trương Dương đáp, phụ nữ thích tao có đầy, lẽ nào cứ bị người cự tuyệt là đổ lỗi lên đầu tao sao? Trần Thiệu Bân ca thán, cái thế gian này thát không công bằng chút nào, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, theo lý mà nói tôi cũng được coi là trẻ tuổi lắm tiền, đẹp trai ga lăng. Sao lại phụ nữ lại không thích tôi chứ? Đinh Triệu Dũng nói, thế cái cô nữ sinh già khú đem đến lần trước đâu? Trần Thiệu Bân đáp, không hợp, cho tôi xin. Đinh Triệu Dũng nói, không già. Trần Thiệu Bân đáp, người không già nhưng mà suy nghĩ như một bà cụ non, trái tim này sớm đã chịu nhiều đau khổ, từ Lê San San cho đến Thường Tâm Lăng, đều là những người tôi thích, nhưng lại không thích tôi, sao đời tôi lại bị kịch thế này? Thật là sao lại bi kịch đến vậy? Trương Dương nói, nhân phẩm. Chắc chắn là do vấn đề nhân phẩm. Trần Thiệu Bân tức giận đá hắn một cái, cậu mới là thằng có vấn đề về nhân phẩm. Suy cho cùng cũng tại tôi đây quá là tốt bụng lương thiện, không có ý hại người. Chưa nói xong thì bên ngoài có tiếng sấm đánh inh tại, khiến Trần Thiệu Bân sợ đến rụt cổ vào. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đồng thanh cười ầm lên. Trương Dương nói, mặt dày quá, đến cả ông trời cũng không chịu nổi. Ngay sau đó mưa to ập đến, Trương Dương nhìn ra ngoài cửa, thở dài nói, được rồi. Chúng ta nhanh chóng kết thúc thôi, mưa dầm như thế này, không biết ngày mai có tạnh không? Tao phải về sớm nghỉ ngơi, sớm mai còn đi. Trần Thiệu Bân nói, không được, khó khăn lắm mới gặp nhau, còn chưa uống được mấy chén đã rút. Trương Dương bận việc, hắn cười nói, đợi tao đi công tác quay về, chúng ta cùng đến Nam Tích, tao gọi cả Lương Thành Long, anh em ta tụ tập một phen, hay là Tết Thanh Minh nhé? Trần Thiệu Bân mắng, tôi nhổ vào, nói thế như là điềm gở, Tết Thanh Minh. Coi bọn tôi là cô hồn dã quỷ hả? Lại một tiếng sấm rền ầm ĩ, Trần Thiệu Bân lè lưỡi nhổ bọt, hai tiếng sấm vừa rồi làm cho hắn sợ khiếp, nhỏ tiếng nói, đi, tự mà lo cho mình. Trương Dương sau khi đưa Trần Thiệu Bân về, hắn lái xe đến quán Ba Nam Quốc, ở đây hắn luôn được đãi ngộ cao cấp nhất, trời càng mưa càng lâu, Trương Dương cảm thấy nóng lòng, 4 giờ sáng đã tỉnh dậy, thấy bên ngoài vẫn mưa, không hề có hy vọng sẽ ngất hạt. Hắn quyết định sẽ đi thuyền sớm nhất có thể. Từ Đông Giang đến Tĩnh An trong thời tiết bình thường thì cũng phải mất 6 tiếng đồng hồ, hắn đi sớm hơn, dư ra 8 tiếng có lẽ sẽ không lỡ buổi hẹn với Sở Yên Nhiên. Sơn Trang Nam Quốc ở gần đường cao tốc, lúc Trương Dương lái xe vào đường cao tốc, mưa đã thưa dần, hắn vui thầm, trời đẹp như vậy, như thế khỏi lo trên đường sẽ bị chậm trễ. Nhưng đúng lúc này thì điện thoại của hắn reo lên, hắn gắn tai nghe, thấy số của Đinh Triệu Dũng gọi đến liên tục, chắc có việc gấp, Trương Dương nhận điện, alo. Đầu bên kia truyền tới giọng nói hoảng loạn của Đinh Triệu Dũng, Trương Dương, Triệu Tĩnh bị ngã rồi, ra rất nhiều máu. Trương Dương nghe thấy thế liền lo lắng, hắn giẫm phanh ngay lập tức, giọng run lên, sao cơ? Đinh Triệu Dũng nói, đến đây mau, em đưa cô ấy vào viện nhi phụ sản thị, ở đường Quang Vinh đó. Đinh Triệu Dũng lo quá đến cổ họng cũng run lên. Trương Dương cắn răng, nóng lòng vội vàng quay xe chạy về phía Đông Giang. Lúc hắn đến viện, Triệu Tĩnh đã được đưa vào phòng cấp cứu, Đinh Triệu Dũng đứng bên ngoài như người hồn bay phách lạc, mặt mày trắng bệch, từ tay đến cả người gã vẫn dính đầy máu. Gã vừa hút thuốc vừa lo lắng mà đi đi lại lại. Thấy Trương Dương, gã vội bước đến, Trương Dương, Triệu Tĩnh cô ấy, nói đến đây mắt gã ngân ngấn, có thể đoán được là gã thực sự quan tâm đến Triệu Tĩnh. Trương Dương cũng rất lo lắng, nhưng sự việc đã xảy ra, trách ai cũng vô dụng, hắn vỗ vai Đinh Triệu Dũng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đinh Triệu Dũng đáp, em không nên để cô ấy đi vào toilet một mình,
không cẩn thận trượt chân ngã, sau đó chấm sau đó máu cứ thế chảy, em không biết làm thế nào cả, chỉ có thể đưa cô ấy đến bệnh viện. Trương Dương nói, đừng buồn, tính có tướng cát lành sẽ không xảy ra việc gì. Đúng lúc này thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ phụ khoa bước ra, Trương Dương và Đinh Triệu Dũng cùng đi đến, vị bác sĩ bỏ khẩu trang nói, ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Tĩnh? Tôi Đinh Triệu Dũng giành nói. Tôi là anh cô ấy, Trương Dương nói sau đó. Người bệnh đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng rất tiếc không giữ được đứa bé. Đinh Triệu Dũng nói, người không sao là tốt rồi. Tuy nói như vậy nhưng vẫn không che giấu được sự mất mát ở trong lòng. Trương Dương nói, chúng tôi có thể vào thăm không? Bác sĩ nói, bệnh nhân sắp được đưa ra rồi. Hơn 10 phút sau, Triệu Tĩnh được đẩy ra ngoài, Đinh Triệu Dũng lao như tên bắn phi tới, chiếc giường bị đẩy đi dần, một tay gã nắm chắc tay của Triệu Tĩnh, một tay vuốt ve lên trán trắng bệch của cô. Cảm giác như trên trán của Tĩnh đầy mồ hôi, Đinh Triệu Dũng an ủi nàng một cách trìu mến, Tĩnh, không sao rồi, có anh ở đây, anh của em cũng ở đây. Triệu Tĩnh nắm chặt lấy tay Đinh Triệu Dũng. Mắt đỏ au, nước mắt cứ thế tuôn trào. Trương Dương mỉm cười, Tĩnh à, không sao rồi, chúng ta sẽ ở đây bên cạnh em. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, số phận thật là nghiệt ngã đối với Triệu Tĩnh. Họ đưa Triệu Tĩnh đến phòng bệnh, cô rốt cuộc cũng khóc ầm lên, Đinh Triệu Dũng ôm lấy vai của cô không ngừng an ủi. Trương Dương cũng thấy đau lòng, thấy em gái phải chịu đựng sự đau đớn như vậy, làm anh đương nhiên là thấy xót xa. Khó khăn lắm Triệu Tĩnh mới bình tâm trở lại. Lúc nhìn đồng hồ đã là 8 giờ hơn, Trương Dương mới đột nhiên nhớ ra cuộc hẹn với Sở Yên Nhiên. Dù bây giờ có vội vàng lao đến e là cũng không kịp, hắn đi ra ngoài phòng bệnh, gắn tai nghe gọi điện cho Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nhận điện, giọng nói vui vẻ Trương Dương. Trương Dương đáp, Yên Nhiên, anh có chút việc, e là đến trưa cũng không kịp tới Tĩnh An. Sở Yên Nhiên im thít không nói gì, từ sự im lặng đó Trương Dương có thể đoán ra Yên Nhiên đang thấy thất vọng. Tuy hắn biết lý do của mình rất đúng nhưng sự việc Triệu Tĩnh xảy thai thực sự không tiện nói. Trương Dương nói tiếp thật sự đã xảy ra chút việc gấp, đợi anh đến Tĩnh An sẽ giải thích rõ cho em. Giọng Sở Yên Nhiên trở nên lạnh nhạt, sẽ tới sao? Trương Dương đáp, sẽ tới, chỉ cần việc bên này giải quyết xong xuôi, anh sẽ lập tức tới Tĩnh An. Không cần đâu, em cũng không có việc gì gấp, không cần phải vội vàng đâu. Nói xong cô cúp luôn điện thoại. Trương Dương bỏ tai nghe ra. Trên mặt cười đau khổ, xem ra ông trời thật muốn gây khó dễ cho chuyện tình cảm của hai người, vì việc này mà Trương Dương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng giữa đường lại gặp sự cố. Việc khiến hắn không yên tâm nhất là thái độ của Yên Nhiên, nếu là trước đây, Sở Yên Nhiên nhất định sẽ tức giận, tỏ thái độ ngay, nhưng vừa rồi giọng nói của cô ấy lại không thể hiện sự giận dỗi nào, rất bình thản lạnh lùng. Có lẽ Yên Nhiên bây giờ đã trưởng thành rồi, sự trưởng thành làm cho Trương Dương cảm thấy có chút xa lạ. Dưới sự an ủi vỗ về của Đinh Triệu Dũng, Triệu Tĩnh đã mơ màng ngủ thiếp đi một lúc, gã nhẹ nhàng cẩn thận đi ra khỏi vòng, gã đến nói với Trương Dương, cô ấy vừa mới ngủ. Trương Dương cười, không sao là tốt rồi. Đinh Triệu Tĩnh nói, em quyết định rồi, mùng 1 tháng 5 năm nay, em và Tĩnh sẽ kết hôn. Trương Dương nhìn thẳng vào Đinh Triệu Dũng, trong lòng không khỏi cảm động, Đinh Triệu Dũng quả nhiên là một nam tử hán có trách nhiệm, hắn vỗ vai Đinh Triệu Dũng. Bất kể thế nào, anh thay mặt thành phố chúc mừng hai người. Đinh Triệu Dũng nói, em vẫn luôn mong có đứa con này, Tĩnh cũng từng kiên quyết bỏ, nhưng em biết trong lòng cô ấy cũng rất muốn. Trương Dương an ủi gã, hai đứa còn trẻ, còn có cơ hội. Đinh Triệu Dũng gật đầu, gã nghĩ đến việc công tác của Trương Dương, làm lỡ mất việc đi công tác của anh rồi. Trương Dương đáp, không sao, việc gì cũng không quan trọng bằng sự bình an của Tĩnh. Lời vừa nói ra, Trương Dương cảm thấy hổ thẹn trong lòng, bản thân mình thực đã thất hứa với Sở Yên Nhiên. Đinh Triệu Dũng nói, đi đi, ở đây có em chăm sóc rồi, bác sĩ cũng đã nói Tĩnh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Trương Dương vừa nãy cũng có xem qua mạch cho em gái, biết thân thể cô sẽ không còn nguy hiểm gì. Đinh Triệu Dũng nhìn thấy Trương Dương đang do dự, gã cười, đi đi, ngộ nhỡ lỡ mất việc công, em làm sao có thể gánh vác được trách nhiệm này, hay là không an tâm về em. Trương Dương rời khỏi bệnh viện đã là 9 giờ sáng, lúc này lại nhận được điện của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh hỏi hắn rời Đông Giang hay chưa, nếu chưa thì tới chính phủ tỉnh cùng với ông ta, ông muốn gửi cho Yên Nhiên một bức thư, việc này lại tốn mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi Trương Dương lần nữa đi vào đường cao tốc đã là hơn 10 giờ, hắn gọi cho Sở Yên Nhiên, lần này cô không bắt máy,
mặc cho tiếng điện thoại réo. Trương Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ vứt điện thoại lên ghế xe. Từ đây đi tới Tĩnh An Bắc Nguyên không ngừng nghỉ cũng phải đến 4 giờ hoặc 5 giờ mới tới nơi. Sở Yên Nhiên không nhận điện thoại của hắn, chứng tỏ vẫn đang giận hắn. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy việc này lại là việc tốt, nếu ngay cả chuyện hắn tới trễ cũng không thèm để ý thì chứng minh rằng giữa họ thật đang tồn tại một vấn đề nan giải. Giữa đường đến trạm nghỉ ngơi, Trương Dương lại gọi điện, Sở Yên Nhiên vẫn cứ không nhấc máy. Chương 787, biến đổi khó lường 3. Kỳ thực Sở Yên Nhiên vẫn đang ở ngay cạnh điện thoại, nghe tiếng chuông kêu liên tiếp nhưng vẫn cứ cắn môi, trong lòng cũng đang do dự. Sở Trấn Nam từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy vậy, không khỏi thở dài, lắc đầu, Yên Nhiên, sao cháu không nghe điện thoại? Có phải là Trương Dương gọi đến không? Sở Yên Nhiên đáp, cháu không muốn nghe anh ta giải thích. Sở Trấn Nam nói, có lẽ cậu ta thật sự có việc. Sở Yên Nhiên nói tiếp, anh ta luôn có một loạt các lý do. Sở Trấn Nam cười, có nhiều việc chẳng ai có thể đoán trước được, ông tin cậu ấy nhất định sẽ đến. Sở Yên Nhiên nói, một kẻ đến định nghĩa về thời gian cũng không có, đủ để chứng minh hắn không hề tôn trọng người khác. Sở Trấn Nam cười ha ha, Yên Nhiên, đã là chủ tịch thường trực của tập đoàn đa quốc gia rồi mà vẫn là một cô gái đang chịu thiệt thòi thế này sao? Sở Trấn Nam hiểu rõ, cháu gái mình vẫn còn yên Trương Dương sâu đậm. Nếu không cô sẽ chẳng để ý đến như vậy. Điện thoại lại reo lên, Sở Trấn Nam nói, nhận đi, ông nghĩ cậu ta đang trên đường tới đây, thế này đối với cậu ấy, lái xe mà cứ giữ tâm trạng như thế không an toàn cho lắm. Nghe ông mình nói như vậy, Sở Yên Nhiên có chút do dự, tiếng điện thoại lại vang lên, cô cuối cùng cũng nhấc máy. Vẫn là cầu. Sở Trấn Nam đi xuống cầu thanh, quay lại cười tủm tỉm nhìn cháu, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, chóng mặt đến choáng váng. Hai chân mềm nhũn ra, ông ngã lăn từ cầu thang xuống đất. Sở Yên Nhiên còn chưa kịp nói gì, vừa nghe thấy tiếng động liền vội chạy đến. Thấy ông bị ngã, cô hét toáng lên. Trương Dương qua điện thoại nghe thấy vậy vội vàng gọi, Yên Nhiên, Yên Nhiên. Xảy ra chuyện gì thế? Mau nói cho anh biết đang xảy ra chuyện gì thế? Sở Yên Nhiên ôm lấy người ông, thấy ông đã ngất lịm mất đi chi giác, liền thắt thanh kêu lên, người đâu, mau giúp tôi với. Giúp tôi với. Trương Dương lập tức lo lắng vô cùng, chân hắn cứ thế đạp ga liên tục, hắn biết nhất định là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không Sở Yên Nhiên đã không hoảng loạn như vậy. Điều mà Trương Dương có thể làm được là lái xe thật nhanh, hắn muốn nhanh chóng đến chỗ Sở Yên Nhiên. Lúc 4 giờ chiều, Trương Dương cũng đến được Tĩnh An, hắn gọi cho Sở Yên Nhiên nhưng không có ai nhấc máy, chỉ có thể gọi cho Hồng Trường Vũ Tổng Tư lệnh quân Tĩnh An, giọng Hồng Trường Vũ bi thương mà nghiêm trọng, chúng tôi đang ở bệnh viện quân khu. Trương Dương không hỏi gì thêm, hắn cũng cảm thấy sự việc không hề ổn tí nào, lúc đến phòng giám hộ trọng chứng ở bệnh viện quân khu, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Sở Yên Nhiên, bước chân của Trương Dương trở nên nặng nề hơn. Hắn chậm chậm đi tới, thấy đám người hộ tá đang đẩy một chiếc xe đẩy đi ra, ông Sở đang nằm trên xe đẩy, một chiếc khăn trắng xóa che phủ khuôn mắt của ông. Sở Trấn Nam bị đưa đến đây vì đột quỵ tim mạch, tuy bác sĩ đã dốc hết sức cứu chữa nhưng vẫn không thể giữ được tính mạng cho ông. Sở Yên Nhiên than khóc chết đi sống lại, vừa kêu gào ông ngoại vừa xông tới xác của Sở Trấn Nam, trên thế giới này người gần gũi nhất với cô chính là ông ngoại, từ khi mẹ mất, Sở Yên Nhiên sống với ông mình, cô chưa từng nghĩ tới việc ông sẽ bỏ mình mà đi. Tất cả đều không có dấu hiệu gì, Sở Yên Nhiên cảm thấy sụp đổ hoàn toàn, cô không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi ông mình. Trương Dương bước tới, đỡ lấy vai Sở Yên Nhiên, nhìn thấy hắn, trong lòng cô cảm thấy oán hận vô cùng. Nếu hắn có thể đến đúng hẹn thì có lẽ ông ngoại đã được cứu, chỉ cần dựa vào y thuật của hắn, ông ngoại chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Yên Nhiên đột nhiên vùng ra khỏi cánh tay Trương Dương, nổi giận nói, còn đến làm gì nữa? Đến làm gì nữa? Môi Trương Dương mím chặt, trong lòng hắn như có dao đâm, hắn biết Sở Yên Nhiên sao lại phẫn nộ đến vậy. Nếu không phải vì chuyện của Triệu Tĩnh mà lỡ hẹn, nếu không phải đi lấy bức thư của Tống Hoài Minh thì có lẽ Sở Trấn Nam đã được cứu. Hắn đau lòng cắn chặt môi, đi tới chiếc xe đẩy, cầm lấy tay Sở Trấn Nam trên chiếc xe đẩy, hơi ấm vẫn còn chút đây. Sở Yên Nhiên hoảng loạn la hét, đừng có động vào ông tôi, anh không có tư cách chạm vào. Cô xông tới lấy hai tay đập vào sống lưng Trương Dương, hắn không động đậy gì, vẫn cứ nắm lấy tay Sở Trấn Nam. Sở Yên Nhiên vừa khóc vừa đánh, Hồng Trường Vũ thực sự không thể chứng kiến tiếp được nữa, bước tới cản tay của Sở Yên Nhiên. Gã là người ngoài cuộc. Quan điểm của gã cũng khác với Sở Yên Nhiên, gã cho rằng, ai cũng không thoát được sinh lão bệnh tử,
Sở Chấn Nam đã tuổi đã 8 tuần, tuổi tác cao như vậy đương nhiên không thể tự mình quyết định được việc sống chết. Mắt Trương Dương đỏ hoe, giọng hắn nhỏ nhẹ, hãy cho anh một cơ hội, hãy cho anh một cơ hội, .ans phải cứu ông ấy, .ans phải cứu ông ấy. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời này của hắn, nhưng họ nghĩ Trương Dương đang nói những lời ngớ ngẩn, sinh tử có số phú quý tại thiên, kỳ thực không phải con người có thể vãn hồi được. Tim mạch và hô hấp của ông Sở đã ngừng hoàn toàn, bệnh viện cũng đã tuyên bố rằng ông đã chết. Trương Dương ôm lấy xác của ông Sở, đám hộ sĩ và cảnh vệ cũng xông tới ngăn cản hắn, Trương Dương giận dữ hét, tránh ra, tôi sẽ không để cho ông ấy chết, tôi sẽ không để cho ông ấy chết. Trương Dương hiểu rằng, nếu ông ấy chết như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ thật sự mất đi tình cảm của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nhìn thấy khuôn mặt của ông mình, tinh thần của ông lại trở nên bất ổn, ngã vào lòng Hồng Trường Vũ mà kêu khóc. Trương Dương hai mắt đỏ au nhìn đám người, hắn như điên dại nói từng câu từng chữ tôi phải cứu ông ấy. Đám cảnh vệ của Sở Chấn Nam cầm lấy súng lục bên hông, Hồng Trường Vũ ngăn họ lại. Bất luận Trương Dương có ý định gì, thì chắc hắn cũng không có ác ý gì với ông Sở, gã nhẹ nhàng vỗ vai Sở Yên Nhiên, nói tôi cho cậu 10 PS. Trương Dương ôm lấy xác của Sở Chấn Nam vào phòng bệnh, cửa phòng đóng lại ngay sau khi hắn vào, những người có mặt ở đó đều đứng nhìn ngoài phía cửa. Sở Yên Nhiên khóc lóc ầm ĩ, lúc này những thuộc hạ trước đây dưới tay Sở Chấn Nam cũng đã đến thăm. Tạ Chí Quốc cục trưởng cục Hình Sơn và vợ Lâm Tú cũng có mặt. Sau khi hỏi thăm tình hình, Tạ Chí Quốc không khỏi oán hận mà nói, Trường Vũ, tư lệnh đã đi rồi, sao lại có thể để cho di thể của ông ấy phải chịu dày vò như vậy, đây là tội bất kính với ông ấy. Tạ Chí Quốc quay sang nói với mấy người bạn chiến hữu của y, chúng ta hãy xông thẳng vào, đòi lại di hài của tư lệnh. Hồng Trường Vũ nói, nhưng tôi đã hứa là cho hắn 10 PS. Tạ Chí Quốc phẫn nộ, thật hoang đường, người đã chết rồi, sao có thể hồi sinh được chứ? Quanh đó tổ cấp cứu và các lãnh đạo bệnh viện đều có mặt, họ cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, không biết Hồng Trường Vũ vì sao lại có thể đáp ứng một yêu cầu hoang đường như vậy. Nếu đổi lại là những người thân của gia đình bệnh nhân thông thường, phía bệnh viện nhất định sẽ ngăn chặn hành động này. Tuy nhiên, người chết lại là Tổng Tư lệnh Quân khu Bắc Nguyên tiền nhiệm. Những người có mặt ở đây đều là nhân vật nổi tiếng công trạng hiểm hách trong giới quân đội, nên họ không dám làm mất lòng ai, dù sao thì cũng chỉ có 10 PS, có lẽ người kia cũng không chịu đựng được sự đả kích kinh khủng này, thôi thì cứ cho hắn cơ hội để đổi lại được sự thanh thản thoải mái trong lòng. Lâm Tú ôm lấy Sở Yên Nhiên, động viên an ủi cô, Sở Yên Nhiên vẫn khóc lóc, Lâm Tú nói với Tạ Chí Quốc, dù sao thì cũng thế, cứ cho hắn một cơ hội. Ai cũng biết sẽ chẳng còn cơ hội gì nữa. Kể cả Trương Dương hắn cũng không hề chắc chắn được điều gì, hắn ôm ông Sở đặt lên giường bệnh, cởi bỏ hết quần áo sau đó lấy kim châm mình mang theo ra. Hắn lần lượt châm theo thứ tự, thiên đột, trung cực, kỳ môn, niên giả cự, thiên trung, khí hải. Trong nháy mắt, sau khi châm cứu hết các huyệt đạo ở vùng ngực, hắn cởi tất ra trèo lên giường. Hắn đỡ người Sở Chấn Nam dậy, rồi dùng kim châm vào các huyệt sau lưng, niên giả truy, đào đạo, thần đạo, trí dương, mệnh môn. Tiếp đó dùng kim đâm vào các huyệt dương bạch, ấn đường, tứ bạch, bách hội, hậu đính, phong phủ, thiên trụ, ở đỉnh đầu. Lúc Trương đại quan nhân tiếp hành châm cứu bên trong phòng, những bác sĩ cấp cứu của bệnh viện quân khu không hề rời đi, lúc đầu họ nghĩ rằng người trẻ tuổi này vì quá đau lòng nên mất đi lý trí, nên mới đi châm cứu cho người chết. Nhưng khi họ nhìn thấy cách châm cứu nhuần nhuyễn thuần thục của Trương Dương mới hiểu ra được, người này thực là một cao thủ châm cứu. Trong tổ bác sĩ cấp cứu có cả chủ nhiệm khoa trung y, ông hành nghề đã bao năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy châm pháp tinh diệu như vậy, ông nhỏ giọng nói cao thủ. Tuy biết người trẻ tuổi này là cao thủ y quốc nhưng ông ta cũng không hề tin rằng Trương Dương có đủ bản lĩnh để khải tử hoàn sinh. Sau khi châm cứu xong, Trương Dương ngồi khoanh chân phía sau lưng người Sở Chấn Nam, hắn thả lỏng suy nghĩ, vận công nội tức trong cơ thể chuyển động. Hắn cần phải dùng chân lực của mình để tụ tập lại những nội tức đã phân tán trong cơ thể của Sở Chấn Nam, sau đó hồi tụ nó về huyệt khí hải, lấy đó để kích thích sức sống trong người ông. Trương Dương không biết có thành công hay không, chỉ còn biết ôm lấy ý niệm coi chết như sống ở trong đầu mà làm. Trương Dương càng biết rằng, dù nội lực của mình có mạnh cỡ nào, muốn thành công thì cũng phải dốc hết toàn lực. Chương 788, sống chết có số 1. Sau khi Trương Dương điều tiết một lúc, bỗng nhiên mở chừng mắt, tay vận chỉ nhanh như gió, điểm vào toàn bộ huyệt đạo trên người Sở Chấn Nam, nội tức hùng hậu bên trong cơ thể hắn cứ thế theo các huyệt đạo mà nhập vào 12 kinh mạch, Thái Âm Phế Kinh, Dương Minh Niên Dạ Tràng Kinh, Quyết Âm Tâm Bao Kinh, Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh,
Thiếu Âm Tâm Kinh, Thái Dương Tràng Kinh, Thái Âm Tỳ Kinh, Dương Minh Vị Kinh, Quyết Âm Can Kinh, Thiếu Dương Đảm Kinh, Thiếu Âm Thận Kinh, Thái Dương Bàng Quang Kinh trong cơ thể sở chấn nam. Kinh mạch trong cơ thể con người cũng giống như dương tràng đạo, khí huyết lưu thông trong các mạch cũng giống như dòng điện lưu áp lực thấp, cực kỳ yếu ớt, sở chấn nam đã được y học chấp nhận là tử vong. Còn nguyên nhân mà Trương Dương quyết định mạo hiểm làm điều này là do Sở Chấn Nam mới chết không lâu, tuy đã tim ngừng đập nhưng kinh mạch trong cơ thể vẫn chưa bị bế tắc. Hắn muốn tranh thủ trước khi kinh mạch chưa bị bế tắc, đoạt lại chút khí huyết yếu ớt, nhập trả lại đan điền. Muốn làm việc này không đơn giản chỉ dùng hết nội lực của mình mà còn phải am hiểu uyên thâm về huyệt đạo, 12 kinh phân thành âm dương, âm kinh trúc tạng, dương kinh trúc phủ. Để đánh thức khí huyết trong kinh mạch, khi Trương Dương truyền nội lực vào cơ mạch của ông Sở cần phải sử dụng cả hai thủ pháp âm dương bất hợp, điều khiển âm dương nóng lạnh luân phiên. Việc này cực kỳ khó khăn kể cả khi người đó là một cao thủ, hơn nữa còn rất nguy hiểm, chỉ hơi chút kinh suất cũng không được, thậm chí còn bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào thâm uyên vạn khiếp bất phục. Bên ngoài vô cùng im lặng, tất cả đều chăm chú theo dõi tình hình phía trong phòng, họ chỉ nhìn thấy hai cánh tay của Trương Dương cứ thế linh hoạt chuyển động đả vào các huyệt đạo trên người Sở Chấn Nam. Sau đó, lại nhìn thấy một nửa người của Trương Dương bắt đầu bốc lên làm khói màu trắng, nửa người còn lại đầy lãnh khí u ám đến mức tóc tai lông mày đều kết xương trắng. Để cứu Sở Chấn Nam, Trương Dương đã hoàn toàn vứt bỏ sống chết, kinh mạch của hắn đang trong trạng thái âm dương luân phiên, bị sự tuần hoàn nóng lạnh dày vò. Bất luận phải trả giá như thế nào, hắn cũng phải cố gắng thử một lần. Chấm. Tạ Chí Quốc và Hồng Trường Vũ mặt mày đều ủ rũ, hai người lặng lẽ đi sang một bên. Tạ Chí Quốc thở dài, Trường Vũ, thật là hồ đồ. Hồng Trường Vũ cũng không tin Sở Chấn Nam sẽ khải tử hồi sinh, y nói với Tạ Chí Quốc, đã liên lạc với phía bên Mỹ rồi, ngày mai Lão Thái Thái có thể sẽ đến nơi rồi. Tạ Chí Quốc thở dài, sức khỏe của Lão Thái Thái cũng không ổn, biết tin dữ này chỉ e sẽ không chịu đựng nổi. Hồng Trường Vũ đáp, tạm thời không thông báo cho bà ấy tin tư lệnh đã qua đời. Tạ Chí Quốc nói, cho phép Trương Dương làm như này. Có phải là quá bất kính với tư lệnh không? Tạ Chí Quốc vẫn không thể chấp nhận được việc di hài của Sở tư lệnh phải chịu dày vò. Hồng Trường Vũ nói, sự việc đã xảy ra, thì 10 phút cũng vậy thôi. Để hắn thư xem, có lẽ hắn sẽ thấy trong lòng yên ổn hơn chút. Tâm trạng của Sở Yên Nhiên dần ổn định hơn, Lâm Tú ôm lấy vai cô. Đối với những người này, Sở Chấn Nam chiếm một vị trí tương đối quan trọng, mắt Lâm Tú đỏ hoe, nhẹ nhàng nói với Sở Yên Nhiên. Phải khuyên Trương Dương, để cậu ấy chấp nhận sự thật thôi. Sở Yên Nhiên dưng dưng, ông ngoại đến một câu cũng không để lại. Ông có chưa kịp gặp mặt bà ngoại lần cuối, ông còn muốn cầu hôn bà ngoại, ông muốn phục hôn nói rồi Sở Yên Nhiên lại bật khóc. Lâm Tú ôm sát nàng, nhẹ giọng an ủi, ai cũng không biết trước lúc nào mình phải đi, vì thế, chúng ta càng phải biết mà quý trọng sinh mệnh mình, cố gắng tiếp tục sống, phải vui vẻ lên mà sống. Chị tin rằng Sở tư lệnh trên trời có linh thiêng cũng sẽ không muốn nhìn thất cháu gái bảo bối của ông đai lòng như vậy đâu. Đám người xung quanh đó bỗng nhiên loạn lên, Lâm Tú ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trương Dương vẫn đang cố gắng ở trong phòng bệnh, người hắn một nửa nhiệt khí rừng rừng, khuôn mặt một nửa đỏ bừng, một nửa trắng bệch đến kinh người. Chủ nhiệm khoa trung y của bệnh viện thở dài nói, không được rồi, cứ như thế này e là cậu thanh niên này sẽ bị nội thương, phải có người đi khuyên cậu ấy dừng lại thôi. Hồng Trường Vũ và Tạ Chí Quốc cũng đi đến, Hồng Trường Vũ nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa, Tạ Chí Quốc nói, Trường Vũ, đừng để cậu ta làm loạn nữa. Hồng Trường Vũ gật đầu, y nhìn đám cảnh vệ ra hiệu. Lúc họ chuẩn bị xong vào phòng thì đột ngột nghe thấy bác sĩ chủ nhiệm khoa kia ồ lên một tiếng. Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng, tuy chỉ cách một cánh cửa thủy tinh nhưng họ vẫn nhìn thấy từ đỉnh đầu của Sở Chấn Nam bốc ra đám khói màu trắng mờ mờ. Đám bạch khí lúc mỏng lúc dày. Cứ chuyển biến không ngừng. Tạ Chí Quốc cũng ngây người ra, lẽ nào tên tiểu tử này thực có bản lĩnh này, có thể làm cho Sở tư lệnh khởi tử hồi sinh. Sở Yên Nhiên cũng ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe mở tròn to nhìn vào bên trong. Trương Dương tuy cường mạnh nhưng âm dương cứ biến đổi không ngừng như vậy làm cho cơ thể hắn đạt tới cực hạn, hắn chuyển sang nắm một tay quyền ở phía sau lưng phần tim của ông Sở. Tay phải cầm một kim châm cứu. Châm vào huyệt đạo trên đỉnh đầu của mình để kích thích tiềm năng cơ thể sau khi kim châm đâm huyệt. Nếu không phải đúng thời điểm, Trương Dương cũng không dám mạo hiểm lần nữa. Hắn đã từng vận dụng chiêu kim châm đâm huyệt này để cứu sống Văn Linh, nhưng lần đó kinh mạch của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, lần này e là càng thêm hung hiểm. Trương Dương rốt cuộc cũng quy tụ được khí tức trong người ông Sở,
hắn dùng chân lực của mình để ép luồng nội tức này nhập vào đan điền. Sau khi nhập vào đan điền, Trương Dương mới dần cảm nhận được chút nội khí yếu ớt từ cơ thể ông ấy. Kim châm trên cơ thể ông Sở bây giờ rung nhẹ nhẹ, Trương Dương bỗng nhiên mở chừng hai mắt, gầm một tiếng nhỏ rồi đột nhiên mở quyền mạnh mẽ đả tới, xuyên thẳng tới đan điền của Sở Trấn Lương như vũ bão, từ đan điền lại xuyên thấu vào khắp kỳ kinh bát mạch. Nội tức của Sở Trấn Nam dần mạnh lên, của người bình thường thì mạch đập của tim có cả động mạch tức, còn của Sở Trấn Nam lại ngược lại, mạch tức của ông là do Trương Dương dùng âm dương luân phiên tác động vào. Sau đó thông qua kinh mạch đem loại mạch tức này truyền vào tim ông, tiếp đó kích thích nhịp đập, khôi phục trạng thái đập của trái tim. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không có ai tin rằng Sở Trấn Lương có thể chết đi sống lại, mạch đập của cơ thể ông được phục hồi lại đầu tiên, sau đó đến lượt trái tim, sau đó là hơi thở, lông mày hoa râm của ông bắt đầu rung rung, đôi mắt dần dần mở mắt ra, ánh mắt uể oải trông có vẻ mơ hồ không biết gì. Khi ông ý thức được mình đang sống, câu đầu tiên ông nói là tôi chưa chết sao? Trương Dương lắc đầu, tay quyền của hắn chậm chậm rời khỏi phần tim sau lưng Sở Trấn Nam, hắn đang cảm thấy như đang bị hư thoát. Sở Trấn Nam nói, cậu đã cứu ta. Trương Dương giơ ống tay áo lên lau mồ hôi trán, hắn nhỏ giọng, cháu không cứu được, cháu chỉ có thể giúp ông sống được thêm 3 ngày nữa thôi. Sở Trấn Nam vuốt cằm, nhưng không hề có chút thất vọng hay đau lòng. Từ tình trạng của Trương Dương cũng có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này đã vì cứu ông mà tiêu hao toàn bộ sức lực. Trương Dương nói, cháu biết, ông còn chưa kịp nói lời từ biệt với người thân, cháu chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hắn lảo đảo đứng dậy, bên trong đan điền trống không, cả người hắn cứ như bị vắt cạn huyết mạch, cứu ông Sở đã làm tiêu hao hết nội lực của hắn. Tuy đã kia sức nhưng vẫn không thể hoàn toàn cứu được Sở Trấn Nam. Đây chính là số mạng, dương thọ của Sở Trấn Nam đã hết, Trương Dương chỉ có thể giúp ông sống thêm được 3 ngày. Đúng như hắn nói, Sở Trấn Nam còn chưa kịp nói lời từ biệt với người thân, như thế hẳn là giúp một vị lão nhân đáng kính có chút thời gian thực hiện tâm nguyện của mình. Trương Dương mở cửa phòng, gặp mọi người với vẻ mặt mệt mỏi kiệt sức, ai cũng đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, họ còn chưa kịp thừa nhận sự kinh hãi mà Trương Dương vừa đem đến cho họ. Khởi tử hồi sinh, kiến thức y học hiện đại căn bản không thể giải thích nổi. Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương, trong lòng lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô không biết phải làm sao, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trương Dương, sự kích động mạnh mẽ sau khi biết ông ngoại sống lại làm cho cô không thể nói ra lời, Trương Dương cười ảm đạm, đi gặp ông ấy đi. Sở Yên Nhiên gật đầu, nhanh chóng đi vào, đám người cũng theo vào đó. Trương Dương ngăn Hồng Trường Vũ lại, nhất định phải bảo tất cả mọi người ở đây giữ bí mật việc hôm nay. Hồng Trường Vũ sừng sốt, y cũng nhanh chóng hiểu vì sao Trương Dương lại đưa ra yêu cầu này. Nếu tin tức hắn làm cho Sở Trấn Nam chết đi sống lại này mà truyền ra ngoài không biết sẽ đem lại phiền toái như nào cho hắn. Trên thế giới này mạng sống là thứ vô giá nhất. Trương Dương không dám ở lại đây quá lâu, trong khi mọi người đều vui mừng vì việc Sở Trấn Nam sống lại, Trương Dương đã một mình quay ra chỗ chiếc xe Jeep, hắn đã quá mệt, cần phải nghỉ ngơi một chút. Sở Yên Nhiên nắm lấy tay ông ngoại, đôi mắt long lanh đầy nước mắt, ông ngoại. Chương 789, sống chết có số 2. Sở Trấn Nam cười nhìn cháu, ông đưa bàn tay nhăn nheo ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Sở Yên Nhiên, hiểu hậu nói, khóc cái gì? Con bé ngốc, Sở Yên Nhiên vừa khóc vừa cười, ông ngoại, cháu vui quá nên. Sở Trấn Nam gật đầu, ta còn có nhiều điều chưa nói, còn có nhiều việc để dặn dò mọi người, ta chưa nỡ ra đi đâu. Sở Yên Nhiên đáp, ông phải sống thật lâu, phải ở bên cạnh cháu. Còn tận mắt nhìn cháu lập gia đình nữa. Sở Trấn Nam đáp, ông sẽ làm, ông còn phải gặp bà ấy, ta muốn nói xin lỗi bà ấy. Bà ngoại biết ông bệnh đã lên máy bay trở về đây, ngày mai sẽ đến Tĩnh An. Bà vẫn quan tâm, vẫn thương ông. Ông biết, ông cũng thương bà ấy. Lúc Sở Trấn Nam nói câu này, trong lòng thấy thật xót xa. Ông không hề sợ cái chết, mà ông không nỡ rời xa đứa cháu gái yêu quý này, cũng không muốn rời bỏ người bạn đời của mình. Nhìn lại quá khứ, ông thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, bỏ qua quá nhiều cơ hội. Sở Trấn Nam nói, ông không sao đâu, đi xem Trương Dương thế nào. Sở Yên Nhiên quay lại nhìn, lúc này cô mới phát hiện ra Trương Dương đã rời đi, Sở Yên Nhiên lau nước mắt đứng dậy, Sở Trấn Nam nói, đi tìm cậu ấy đi, giúp ông cảm ơn cậu ấy. Sở Yên Nhiên tìm thấy Trương Dương ở trong xe, Trương Dương uể oải dựa vào ghế xe mà nằm, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch. Có thể nhận rõ rằng tình trạng của hắn không ổn chút nào. Hắn ngơ ngác nhìn gương phản chiếu trên xe, có phải là đầu óc đang nghĩ gì nữa?
thậm chí không nhận ra sự xuất hiện của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa xe, Trương Dương chậm rãi quay sang, hắn cười với cô. Sở Yên Nhiên mở cửa xe ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn bộ dạng tiều tụy của Trương Dương, trong lòng thiếu nữ cảm thấy vô cùng áy náy đồng thời cũng cảm thấy thương cảm hỗn độn. Cô muốn nói những lại không biết phải bắt đầu như thế nào, do dự hồi lâu rồi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Trương Dương, da bàn tay của hắn lạnh như băng không hề có chút nhiệt nào. Lòng Sở Yên Nhiên tựa như kim đâm, cô thấy rất hối hận về thái độ ti tiện của mình hôm nay khi gặp Trương Dương, co dùng đôi tay mình ôm lấy tay hắn. Nước mắt lại lăn nhẹ trên má cô như những hạt châu sa tinh khiết. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Sở Yên Nhiên, Trương Dương cảm thấy trìu mến, hắn nhẹ nhàng, đừng khóc, em biết là anh sợ nhất phụ nữ khóc mà. Sở Yên Nhiên lại càng khóc nhiều hơn. Trương Dương nói, phụ nữ càng khác thì càng nhanh già, thế thì anh sẽ không đuổi kịp đâu. Sở Yên Nhiên lắc đầu, em không nên tức giận. Một tay của Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô nói, rạng sáng anh đã chuẩn bị đi rồi, nhưng em gái anh bị tai nạn, em ấy bị sảy thai nên. Sở Yên Nhiên rơi lệ nói, sảy thai ư, xin lỗi, em xin lỗi. Trương Dương vốn định sẽ nói với Sở Yên Nhiên việc Sở Trấn Nam chỉ có thể sống được 3 ngày, nhưng thấy bộ dạng cô như vậy hắn lại không nỡ nói ra lời. Hết đau lòng rồi vui vẻ, vui mừng rồi lại tiếp nữa bi thương. Việc này quả là đả kích quá tàn nhẫn với Sở Yên Nhiên, cứ để cho cô ấy vui vẻ ở bên cạnh Sở Trấn Nam nốt những ngày cuối cùng vậy. Sở Trấn Nam không nói về 3 ngày còn lại của mình với bất cứ ai, tính mạng quý báu với ông như vậy, ông phải tận dụng nó để làm vài việc, hoàn thành tâm nguyện của mình. Ông kiên trì trở về Mộng Tiên Hồ, quay về khu biệt thự của mình. Nếu bắt buộc phải rời xa thế giới này, ông thà chọn ở trong chính ngôi nhà của mình, ở bên cạnh những người thân yêu. Ông không muốn ở lại bệnh viện. Ông không thích những khuôn mặt lạnh lẽo của y sĩ hay ngửi mùi thuốc khó chịu của bệnh viện. Buổi chiều Sở Trấn Nam liều về luôn nhà, cùng đưa ông về có Sở Yên Nhiên, Trương Dương và cả đám hậu bối từ các nơi đến thăm ông. Việc đầu tiên Sở Trấn Nam làm sau khi về nhà là gọi một cuộc điện thoại cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh vô cùng kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Sở Trấn Nam. Trong ấn tượng của ông, vị nhạc phụ đại nhân này sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với mình. Ông ấy thậm chí còn quên mất lần điện thoại lần trước là từ bao giờ nữa. Lời nói của Sở Trấn Nam rất đơn giản mà dứt khoát, Hoài Minh, ta có chuyện quan trọng tìm cậu, có thể đến Tĩnh An một chuyến không? Tống Hoài Minh không hề do dự lập tức đáp bố, con sẽ lập tức ban giao lại công việc cho cấp dưới rồi sẽ lên đường ngay, ngày mai nhất định sẽ đến nơi. Sở Trấn Nam nói, ta sẽ đợi. Tiếp đó Sở Trấn Nam gọi Trương Dương lên phòng mình. Ông đã hiểu rõ tất cả những điều mà người thanh niên trẻ tuổi này làm cho mình. Trương Dương ngồi đối diện với Sở Trấn Nam, lặng lặng nhìn ông, lúc này trông Sở Trấn Nam cũng đã bình thản hơn nhiều, con người ta sau khi trải qua sự sống chết thường sẽ ngộ ra được nhiều điều, Sở Trấn Nam bây giờ cũng đã nhìn mọi việc thoải mái hơn nhiều, ông nhìn Trương Dương, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Trương Dương nói, đừng cảm ơn cháu, tuy cháu rất muốn cứu ông nhưng cháu không làm được. Sở Trấn Nam mỉm cười, cậu đã cho ta cơ hội được ngậm cười nơi chín suối, còn có nhiều việc ta chưa kịp làm, còn có nhiều điều chưa kịp nói. Trương Dương đáp, ông muốn dặn dò cháu điều gì? Sở Trấn Nam nói tiếp, hãy đối tốt với Yên Nhiên. Câu nói của ông chứa đầy tình yêu với cô cháu gái, cũng thể hiện sự kỳ vọng đối với Trương Dương. Trương Dương nhỏ giọng nói, cháu làm không được. Sở Trấn Nam nói, cháu có thích Yên Nhiên không? Trương Dương gật đầu. Sở Trấn Nam nói, vậy hãy đem lại hạnh phúc cho nó. Trương Dương đáp, cháu sẽ nỗ lực hết mình. Sở Trấn Nam lắc đầu, ta muốn nhất định phải làm được. Trương Dương không nói được gì, vì hắn không hề chắc chắn về bản thân mình. Ánh mắt của Sở Trấn Nam đầy hy vọng nhìn Trương Dương, ông chờ đợi hắn để có được lời đáp, nhưng Trương Dương vẫn không nói gì. Sở Trấn Nam nói, cậu thấy Yên Nhiên không xứng với cậu sao? Trương Dương lắc đầu, là cháu không xứng với cô ấy. Sở Trấn Nam đáp, nếu đã biết không xứng, sao còn đến? Sao còn để cho con bé ôm ấp hy vọng? Trương Dương không nói được lời nào. Sở Trấn Nam tức giận nói, kẻ nhu nhược. Ông rút súng từ trong ngăn kéo ra chĩa thẳng vào đầu Trương Dương. Hắn bình tĩnh nhìn ông, đưa tay ra cầm lấy tay Sở Trấn Nam, kéo miệng súng thẳng vào đầu mình. Sở Trấn Nam nói, cậu tưởng ta không dám sao? Trương Dương nói, cháu không muốn nói dối, vì cháu không biết tương lai cháu và Yêu Nhiên sẽ ra sao, cháu không thể tùy tiện hứa bừa cháu sẽ nhất định làm được. Trương Dương nhắm mắt lại, cháu có thể thừa nhận, là cả đời sẽ đối tốt với cô ấy,
còn việc có đem lại hạnh phúc cho cô ấy được hay không thì thực sự không nằm trong khả năng của cháu. Sở Trấn Nam thở dài một hơi, họng súng từ từ hạ xuống mà nói, xem ra chuyện tình cảm của hai đứa, ta không có quyền nói gì, ta chỉ muốn Yên Nhiên được hạnh phúc, ta cũng tin cậu sẽ làm cho nó được hạnh phúc. Trương Dương nói, cháu sẽ cố gắng hết sức. Sở Trấn Nam lại cất khẩu súng vào ngăn kéo, sao lại không tiếc tính mạng mà cứu ta? Vì Yên Nhiên phải không? Trương Dương gật, dù không phải do Yên Nhiên, cháu cũng vẫn sẽ cứu ông. Ông không chỉ là ông của Yên Nhiên mà còn là vị trưởng bối mà cháu kính trọng. Sở Trấn Nam cười, cả đời này ông không thích phải nợ tình cảm của người khác, nhưng giờ trước khi chết lại mắc nợ, cái nhân tình này ta lại không thể trả nổi, nếu có thể, ông muốn trả nợ bằng Yên Nhiên. Trương Dương đáp, cháu cứu người thực không phải để người ta đáp lại. Hắn có chút khó xử, Sở Tư lệnh, cháu vốn đã có mặt ở Tĩnh An vào buổi trưa, nếu cháu đến kịp thời, lúc phát bệnh thì cháu có thể sơ cứu ngay lúc ấy, bệnh tình của ông sẽ không lâm vào tình trạng như bây giờ. Sở Trấn Nam đứng dậy tiến hai bước tới trước mặt Trương Dương, ông giơ tay ra nhẹ vỗ vào vai hắn, con trai, con đang tự trách mình. Trương Dương ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ lên. Sở Trấn Nam nói tiếp, sống chết có số. Phú quý tại thiên, tuy y thuật có cao minh đến đâu, cũng không có quyền nắm giữ số mạng con người. Cho dù lúc ta phát bệnh, con có ở bên cạnh thì thế nào chứ? Cứu được một lần nhưng có thể cứu được lần sau không? Hay kéo dài tuổi thọ cho ông thành 1 năm 10 năm, có thể giúp ông sống mãi được sao? Không làm được, ai cũng không thể làm được. Ông đã hơn 70 rồi, nhân đạo thất thập cổ lai hy, cái chết đối với ông chỉ còn là điều không sớm thì muộn. Nếu ông thực là đã chết vào hôm nay thì quả thực chết không nhắm mắt nổi, vì ông còn chưa kịp nhắn nhủ gì, chết một cách không minh bạch. Cháu đã cho ông một cơ hội, 3 ngày là quá đủ rồi, ông có thể nhắn nhủ kỹ càng với con cháu, gặp những người cần gặp. Con trai, được quen biết con ông cảm thấy rất may mắn. Đôi mắt của Trương Dương long lang như muốn khóc. Sở Trấn Nam nói tiếp, cũng đúng, chuyện tình cảm với Yên Nhiên, ai cũng không thể xen vào được, nhưng ông với tư cách là trưởng bối. Là một người đứng ngoài cuộc, ông nhìn rất rõ, Yên Nhiên yêu cháu, từ trước đến giờ, trong lòng con bé không có người nào khác, vì chuyện mẹ của con bé nên nó rất quan trọng chuyện tình cảm, sợ bị tổn thương. Nhưng một khi yêu sẽ cố chấp lao vào vĩnh viễn không quay đầu lại. Sở Trấn Nam than một hơi, ông không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều ông cần phải nói, cháu rất xứng với Yên Nhiên, người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Thời gian của ta chẳng còn bao lâu nữa. Hy vọng cháu đừng chê ta dài dòng lắm điều. Chương 790, sống chết có số 3. Trương Dương đáp, cháu hiểu ạ. Sở Trấn Nam lại nói, cháu chưa hiểu đâu, lúc tình cảm ở bên cạnh, thì hạnh phúc đến một cách dễ dàng, người ta sẽ không bao giờ biết trân trọng, nhưng đến lúc người ta yêu thương rời xa ta, mới thấu hiểu cái tốt của người ấy, mới phát hiện ra sự quan trọng của họ. Lúc nói những câu này Sở Trấn Nam đang nghĩ đến Margaret, nhiều năm như vậy. Mà ông cũng không chủ động nói lời xin lỗi với Margaret, ông đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Ánh trăng đã chiếu trên nền trời, Trương Dương ngồi một mình trên đầu bến tàu của đảo, nhìn về phía đêm tối xa xăm của Hồ Mộng Tiên, hắn đang ngẫm nghĩ lại cái quá khứ ngày xưa những chuyện gặp gỡ hay cho đến giờ với Yên Nhiên. Chuyện xưa cứ như từng đoạn phim đang dần chiếu lại trong đầu hắn. Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng xuất hiện phía sau Trương Dương, cô cẩn thận bước lên cầu gỗ như sợ sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của Trương Dương. Trương Dương cất tiếng, đã trễ thế này còn chưa đi ngủ đi. Sở Yên Nhiên biết mình đã bị Trương Dương phát hiện, cô cắn môi bước đến ngồi bên cạnh hắn, cô ngồi thu lại đôi chân thon thả, hai tay ôm lấy đầu gối. Trương Dương nói, Sở Tư lệnh đã ngủ chưa? Sở Yên Nhiên lắc đầu, ông không chịu ngủ, ông nói cái gì mà sợ sau khi ngủ say sẽ không thể tỉnh lại được nữa, ông muốn đợi đến khi bà đến sẽ nghỉ ngơi. Trương Dương, em thấy hơi lo lắng. Trong lòng Sở Yên Nhiên như có dự cảm không tốt. Trương Dương cầm lấy một hòn đá nhỏ ở phía sau lưng hắn, dùng sức ném mạnh ra giữa hồ, lúc sau, mới nghe thấy âm thanh vọng lại khi hòn đá rơi xuống nước. Hắn cởi đôi tất ra, hai chân nhúng xuống nước hồ lành lạnh, bàn chân bắt đầu quẫy dưới nước. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên nói, xin lỗi. Trương Dương cười, sao cứ luôn xin lỗi thế? Sở Yên Nhiên đáp, em nghĩ là anh vẫn chưa tha lỗi cho em. Trương Dương nói, nếu anh không thể cứu được Sở Tư lệnh thì em có tha thứ cho anh không? Sở Yên Nhiên không nói gì, cô cũng bắt trước Trương Dương, cởi bỏ tất chất, nhúng hai chân xuống làn nước mà vung vẫy, không biết, lúc bác sĩ nói ông đã ra qua đời, trong đầu em hoàn toàn trống rỗng, lúc nghĩ lại thì người nào nghĩ đến đầu tiên chính là.
Trương Dương hỏi, hận anh ư? Sở Yên Nhiên gật, khuôn mặt xinh xắn có chút ửng đỏ, nhưng lúc em nhìn thấy anh ôm lấy thân thể ông ngoại dáng vẻ thẫn thờ như mất hồn, em lại thấy đau xót, em biết, anh không liên quan gì đến việc của ông, em không nên trách anh, cũng không nên bắt anh gánh chịu trách nhiệm nào cả. Trương Dương nói, nếu anh đến đúng hẹn, có lẽ Sở Tư lệnh sẽ không sao cả. Sở Yên Nhiên lắc đầu, một cơn gió đêm thổi qua, cô không chịu được hắt xì một tiếng, Trương Dương vội cởi chiếc áo ngoài của mình ra khoác lên vai Sở Yên Nhiên. Ánh mắt của hai người chợt gặp nhau, tình cảm bấy giờ lại ùa về, trong nháy mắt tràn đầy hết trong lòng. Sở Yên Nhiên mấp máy đôi môi, đầu cô ngả vào vai Trương Dương, nước mắt cứ thế lăn nhẹ trên gò má. Một người con gái kiên cường như cô, sao hôm nay lại tuôn rơi nhiều lệ đến vậy? Trương Dương ôm lấy vai cô, ôm trọn người cô vào trong lòng mình. Sở Yên Nhiên nói, em biết rồi cũng có ngày ông rời xa em. Em biết rõ, nhưng không hiểu vì sao cô đột nhiên lại cảm thấy cái cảm giác đau lòng khó tả đó, cô bật khóc trong vòng tay của Trương Dương. Trương Dương nói, người ta ai cũng có lúc phải ra đi, dù đó có là Sở Tư lệnh hay là người khác, thậm chí là cả chúng ta. Sở Yên Nhiên rưng rưng, Trương Dương, tối nay ông ngoại nói rất nhiều với em cảm thấy có gì đó không ổn. Trương Dương lấy hai tay ôm lấy mặt Sở Yên Nhiên, nói từng câu từng chữ, Yên Nhiên, anh nghĩ anh nên nói với em, tuy anh có thể làm cho Sở Tư lệnh tạm thời tỉnh lại, nhưng anh... Sở Yên Nhiên lắc đầu, không, cô đã hiểu được điều Trương Dương định nói. Xin lỗi, Trương Dương chân thành nói. Sở Yên Nhiên lấy tay che miệng lại, lúc này cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trong việc này, Trương Dương không cần phải nói xin lỗi, hắn không cần phải gánh chịu trách nhiệm này. Trương Dương nhìn Sở Yên Nhiên, hắn vẫn tự trách mình vì đã đến muộn, bất kể Sở Yên Nhiên muốn trách mắng như thế nào hắn đều chịu hết. Sở Yên Nhiên lau nước mắt, khuôn mặt lộ một nụ cười đau khổ, nhẹ nhàng nói anh còn cần em nữa không? Trương Dương cười ấm áp mà thân thiết, hắn gật đầu, anh chưa từng nghĩ tới sẽ rời bỏ em. Sở Yên Nhiên nắm lấy tay hắn, hai người cứ thế ôm tựa lấy nhau, lẳng lặng nhìn về phía hồ Mông Tiên xa xăm, không nói gì cả cũng không cần gì cả. Dường như trên thế giới này chỉ có duy nhất hai người. Sở Trấn Nam vẫn không hề đi nghỉ, Margaret đến Tĩnh An vào chiều ngay ngày thứ hai sau đó trong bộ dạng gấp gáp mệt mỏi. Khi bà nhì thấy ông Sở vẫn khỏe mạnh ngồi trên ghế, vừa cảm thấy yên tâm, nhưng cũng không kịp để ý tới người khác, vội chạy đến ôm chầm lấy Sở Trấn Nam, cái ông già này, dù sao cũng đừng có mà dọa tôi, không được dọa tôi đâu. Lúc nói câu này, một người phụ nữ kiên cường như bà cũng không khỏi bật khóc. Sở Trấn Nam cười, cô ngốc, sống lâu như vậy, không phải sợ người ta chê cười đâu. Margaret có hơi đỏ mặt, ngại ngùng như một thiếu nữ, ông gọi tôi là gì cơ? Sở Trấn Nam nói, cô ngốc, Margaret cầm chặt lấy tay Sở Trấn Nam, đôi mắt nâu rơi đầy lệ kích động nói, tôi thích ông gọi tôi như vậy. Không có ai cảm thấy phát ớn, những người xung quanh chỉ lặng lẽ nhìn hai người, không những không thấy ớn mà họ như thấy càng thêm cảm động, mắt như muốn phát khóc. Sở Trấn Nam vẫn ôm tồn nói, nhân dịp mọi người đều có mặt, ta muốn tuyên bố một tin vui. Lâm Tú nói, Trương Dương và Yên Nhiên vẫn đang ở bên ngoài, để cháu đi gọi hai đứa. Sở Trấn Nam gật đầu, lúc này Hồng Trường Vũ cũng đưa Tống Hoài Minh đến, Tống Hoài Minh sau khi sắp xếp công việc lập tức tới Tĩnh An. Tuy ông không biết có việc gì nhưng nếu đã là Sở Trấn Nam đích thân gọi mình, nhất định là việc gấp rồi. Mã Cách Đặc Lệ có chút kinh ngạc nhìn Tống Hoài Minh, trong ấn tượng của bà. Sở Trấn Nam đã hoàn toàn đổ lỗi cho Tống Hoài Minh về cái chết của con gái, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho Tống Hoài Minh. Nhưng sao Tống Hoài Minh lại có mặt ở đây, điều làm cho bà càng ngạc nhiên là, nhìn thấy Tống Hoài Minh, Sở Trấn Nam lại không có gì là tức giận, ông ấy còn cười vẫy tay với nó, Hoài Minh đến rồi à, ngồi đi. Tống Hoài Minh cũng thấy được ân cần lạ thường, ông đưa cho Hồng Trường Vũ cầm lấy túi thuốc uống dinh dưỡng, đến ngồi cạnh Sở Trấn Nam, cung kính nói, bố, nghe nói bố đổ bệnh. Sở Trấn Nam cười đáp, đỡ rồi, đỡ hơn rồi. Tống Hoài Minh nói, vậy thì tốt, thân thể của ba luôn cường tráng khỏe mạnh mà. Sở Trấn Nam nói, nghe nói con vừa có thêm một đứa con trai. Tống Hoài Minh gật đầu có chút ngại, trong lòng hơi thấp thỏm, nhạc phụ có khi lại không vui vì biết mình có thêm đứa con trai hay không đây. Sở Trấn Nam cười, tốt, tốt lắm, thật muốn xem mặt đứa bé quá. Nụ cười của ông rạng rỡ đầy nhân ái. Tống Hoài Minh nói, bố à, vài ngày nữa con sẽ đưa bố đến Bình Hải chơi, thoải mái đầu óc, cũng tiện thăm luôn cháu. Sở Trấn Nam cười gật đầu, trong lòng ông thầm tiếc mình chẳng có cơ hội. Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng đi vào phòng khách.
Sở Yên Nhiên nhìn thấy cha mình ở đây, cô cảm thấy rất bất ngờ, cô cắn chặt môi, né tránh ánh mắt ân cần của cha, đôi lông mi rủ xuống. Trương Dương gọi một tiếng Tống tỉnh trưởng rồi mới nhớ ra chưa đưa cho Sở Yên Nhiên bức thư mà Tống Hoài Minh nhờ mình, chủ yếu là hắn nghĩ bây giờ đưa cho Yên Nhiên bức thư thật không phù hợp lắm. Hai ngày nay, chỉ vì chuyện ông Sở Trấn Nam mà cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, bản thân mình không nên gây thêm phức tạp cho cô ấy. Sở Trấn Nam cười, Tạ Chí Quốc sao vẫn chưa về. Tạ Chí Quốc lúc này đã theo ý ông đi đón Trần Sùng Sơn. Lâm Tú đáp, tư lệnh, cháu vừa gọi điện, anh ấy đã đón được chú Trần, hiện nay đi đến Kinh Sơn rồi, chừng đến tối mới về đến Tĩnh An. Được, được, Sở Trấn Nam nói. Margaret bắt đầu nhận thấy có điều không ổn. Sở Trấn Nam nắm lấy tay Margaret, ông đột ngột quỳ xuống chân bà trước mặt bao nhiêu người, bà thét lên một tiếng kinh ngạc, lão già, ông làm gì thế? Sở Trấn Nam lấy ra một hộp gỗ nhỏ trong người, vì đã nhiều năm nên chiếc hộp đã sần màu, mở hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn đồng màu vàng chói sáng. Margaret nhìn thấy chiếc hộp, thấy chiếc nhẫn đó, tình cảm trong lòng không thể kiềm chế nổi, dường như trong hai dòng lệ rơi trên má, bà như sống lại trong ký ức năm xưa, cái thời loạn lạc chiến tranh đạn lửa. Sở Trấn Nam một người anh võ trực tính đang đường đường trước mặt mình, miệng nói dứt khoát từng câu từng chữ, Margaret, chúng ta hãy sống cùng nhau nhé. Ông đang cầu hôn tôi sao? Hèm, cứ cho là thế đi. Không có hoa, không có nhẫn, thậm chí cũng không quỳ cho ra dáng, đây là kiểu cầu hôn gì thế? Một lúc sau, Sở Trấn Nam đem đến một bó hoa cúc rừng, cầm trên tay hộp nhẫn bằng gỗ do chính mình làm, trong hộp đựng chiếc nhẫn đồng tự tay ông trằn trọc làm ra. Đường đường như một nam nhi trượng phu quỳ gối xuống chân bà và nói, làm vợ tôi nhé, nhân lúc còn trẻ, đôi ta sẽ sinh liền vài đứa con. Margaret không ngừng rơi lệ, bà cứ thế gật đầu. Sở Trấn Nam cầm lấy tay bà, đôi tay ấy đã già nua và đầy vết nhăn, họ đã qua rồi cái thời xuân sắc trẻ trung, nhưng trong lòng họ, đối phương vẫn đẹp đẽ như ngày nào, không hề thay đổi. Sở Trấn Nam nói, vợ à, quay lại với tôi nhé. Câu nói của ông trở nên nghẹn ngào. Chương 791, hôn lễ 1. Margaret khóc, bà nhận ra mình chưa hề thay đổi, trái tim bà chưa hề thay đổi. Bà vừa khóc vừa đáp, lớn như thế này rồi, thế này mà cũng cầu hôn tôi ư. Đến hoa cũng không có. Sở Trấn Nam nhanh tay như một nhà ảo thuật rút từ trong người ra một bông hoa hồng. Margaret nhận lấy bông hoa, bà đeo chiếc nhẫn đồng vào tay, nức nở nói, ông già vô lại, để tôi, chờ đợi câu nói này bao nhiêu năm rồi, có biết không hả? Người cứng rắn như Sở Trấn Nam lúc này cũng bật khóc, ông ôm lấy bà, tôi biết, thừa lúc chúng ta còn sống. Hãy tái hôn đi. Sở Yên Nhiên cũng khóc thành tiếng, mọi người ở đó cũng cảm động quá mà khóc. Tống Hoài Minh cắn chặt miệng, nhìn về phía con gái mình đang khóc, từ bộ dạng của con, ông nhìn ra được bóng dáng cô đơn khi mất mẹ, đã nhiều năm trôi qua, nó rốt cuộc vẫn không thể quên được mẹ. Sở Trấn Nam và Margaret còn có cơ hội, bản thân mình có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Trương Dương nắm lấy tay Sở Yên Nhiên, cô vừa khóc vừa nhìn hắn. Trương Dương đột nhiên ý thức được mình đã để cho Yên Nhiên chờ đợi quá lâu, Sở Yên Nhiên đã cảm thấy mòn mỏi chậm rãi trong quãng thời gian đợi chờ đó, hắn không thể tiếp tục để cô tiếp tục chờ đợi nữa. Hai người nhìn vào mắt nhau, trong chốc lát, cả hai như thấu hiểu được tâm ý của đối phương, Trương Dương quỳ gối xuống Yên Nhiên. Làm vợ anh nhé, Sở Yên Nhiên ngẩn ra nhìn Trương Dương, hạnh phúc đến quá đột ngột. Khiến cho cô không dám tin vào tai mình nữa. Trương Dương nói tiếp, Yên Nhiên, làm vợ anh nhé. Sở Yên Nhiên cắn chặt đôi môi, nước mắt vừa ngừng rơi giờ cứ thế tuôn trào, cô không hiểu tại sao có hạnh phúc lại luôn khiến cô bật khóc, Sở Yên Nhiên đáp không có hoa, cũng không có nhẫn. Thế này cũng gọi là cầu hôn sao, tuy trong lòng cô đã đồng ý nhưng sự rụt rè của phụ nữ lại làm cho cô thể hiện như vậy. Trương Dương chưa nói gì thì Margaret đã đi tới, bà đưa hoa cho Trương Dương. Tháo nhẫn trong tay mình ra đưa lại cho Trương Dương, như vậy có cả hoa lẫn nhẫn. Thế nên Sở Yên Nhiên không còn lý do gì để từ chối nữa, cô cũng không nghĩ đến chuyện từ chối gì. Sở Yên Nhiên nói, nhưng, bà à, đây là của, Margaret đáp, ông cháu tặng cho bà, tuy bà đã nhận rồi nhưng bà vẫn mang theo người, chiếc nhẫn này cứ coi như là lời chúc phúc của bà và ông cho hai đứa. Trương Dương ân cần giúp Sở Yên Nhiên đeo chiếc nhẫn vào tay, hắn đứng dậy. Ôm chặt Sở Yên Nhiên vào lòng trước mặt mọi người, rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của cô, hôn lên môi một nụ hôn ngọt ngào thật sâu. Sở Trấn Nam cười nhìn đôi trẻ hạnh phúc, ông cảm thấy mình thật hạnh phúc, Thượng Đế đã cho ông nhiều quá rồi,
tuy còn lưu luyến nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối gì nữa. Sở Chấn Nam và Margaret tổ chức lễ kết hôn vào luôn buổi tối hôm nay, Trần Sùng Sơn được mời từ Thanh Đài Sơn đến làm người chứng hôn cho họ. Bây giờ lại lần nữa trải qua cảnh này, không còn che trung hiếu chiến hay phong mạo như xưa nhưng thứ không hề thay đổi vẫn là tình cảm chân thực giữa hai người. Sở Chấn Nam nói với Margaret mình sắp phải từ bỏ cõi đời này, bà cũng đã dần đoán ra nên rất bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt ông ân cần nói, mỗi người lúc đến với thế giới này đều la khóc ầm ĩ, nhưng lúc ra đi, chúng ta có thể vui vẻ thoải mái mà lên đường, vì cả đời này chúng ta không sống uổng, tôi đã quen ông, yêu ông, kiếp sau vẫn sẽ như vậy. Hai mắt của Sở Chấn Nam ươn ướt, ông liên tiếp gật đầu, tôi sẽ vui vẻ mà ra đi, tôi sẽ ghi nhớ, dù tôi có đi đâu cũng sẽ không bao giờ quên. Ai cũng cảm động bởi tình cảm của hai người, khi Sở Chấn Nam gần kề cái chết, ông cũng dặn dò việc phần mộ mình, ông gọi Tống Hoài Minh và Sở Yên Nhiên đến bên cạnh. Dù Sở Chấn Nam không nói với mọi người về chuyện sắp ra đi của mình, nhưng hầu như ai cũng đã nhận ra điều này. Tống Hoài Minh biết thái độ của Sở Chấn Nam với mình đột nhiên thay đổi như vậy là vì nguyên nhân này, thực ra không phải Sở Chấn Nam chính thức tha thứ cho mình, ông càng hiểu rõ nỗi khổ tâm của nhạc phụ, Sở Chấn Nam không muốn ông và Yên Nhiên cả đời cứ tiếp tục xa cách như vậy. Sở Chấn Nam cầm lấy tay Yên Nhiên, đến tận bây giờ Sở Yên Nhiên vẫn không biết đối mặt với cha mình như thế nào. Nếu không phải do ông ngoại bắt cô gặp mặt cha, cô sẽ chọn việc lảnh tránh. Sở Chấn Nam nói, trước đây ta vẫn không hề thừa nhận mình già nua, nhưng sự thực già vẫn là già, Yên Nhiên đã dần trưởng thành hơn, có thể quản lý được tập đoàn tài chính lớn như vậy, theo lý mà nói không cần ta phải lo lắng, nhưng trước mắt ta bây giờ, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ta vẫn không thể yên tâm được. Tống Hoài Minh cười đáp cha, trong con mắt của người làm cha, bất luận là đến độ tuổi nào, con cái cũng đều là những đứa trẻ. Sở Chấn Nam nói, quay đầu lại nhìn thì đã mười mấy năm, ta đã dốc hết lòng chăm sóc Yên Nhiên, muốn con bé trưởng thành một cách khỏe mạnh bình an, ta đã cố gắng bù đắp yêu thương nó. Tống Hoài Minh cảm động nói, cha đã làm rất tốt rồi ạ. Sở Chấn Nam lắc đầu, ông nhỏ giọng, chưa đủ tốt, anh có biết tại sao ta lại gọi anh tới không? Tống Hoài Minh tuy biết rõ nhưng lại không nói. Sở Chấn Nam nói tiếp, sau khi Tinh Chi chết, ta đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Đồng thời cũng cự tuyệt nhượng lại quyền chăm sóc Yên Nhiên, có lẽ khoảng cách giữa Yên Nhiên và anh là do chính ta tạo ra. Tống Hoài Minh đáp cha, chuyện quá khứ đã qua bao nhiêu năm như vậy đừng nhắc lại nữa. Sở Chấn Nam đáp, rốt cuộc ta cũng phát hiện ra là mình đã sai, ta không nên vì chuyện của Tinh Chi mà tước đoạt quyền làm cha của anh, làm cho Yên Nhiên đã mất mẹ, lại mất đi cả tình yêu thương của cha, ta thực có lỗi với Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên rưng rưng nước mắt nói, ông ơi! Đừng như vậy nữa, mười mấy năm này cháu sống rất vui vẻ hạnh phúc. Sở Chấn Nam lắc đầu, không gì có thể thay thế được tình mẹ, tình thương yêu của cha cũng vậy. Ánh mắt của ông hướng về phía Tống Hoài Minh, làm một người cha, phải có trách nhiệm yêu thương che chở con gái mình. Tống Hoài Minh lấy sức gật đầu, con sẽ yêu thương chăm sóc Yên Nhiên. Sở Chấn Nam mỉm cười, cũng đến lúc phải trao trả trách nhiệm lại cho anh rồi. Sở Yên Nhiên nói, ông ơi, cháu có thể tự lo được cho bản thân. Sở Chấn Nam cười, ông tin sự quan tâm của ông là chân thành, mà trên đời này không chỉ có mỗi mình ông, cha của con cũng vậy. Ông dắt tay cháu gái, trịnh trọng đặt vào bàn tay của Tống Hoài Minh, lấy tay nắm chặt hai bàn tay của họ vào với nhau. Sở Yên Nhiên định kháng lại, nhưng ông ngoại lại kiên quyết làm như vậy, hơi ấm từ lòng bàn tay của cha ấm áp, hơi ấm ấy làm cho cô cảm thấy yên ổn, một cảm giác bình an khó tả. Sở Yên Nhiên ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt hiền từ dịu dàng của cha. Trong lòng không khỏi run rẩy đến xúc động. Tống Hoài Minh nhìn con gái, nhẹ nhàng nói, cha xin lỗi. Sở Yên Nhiên cắn chặt môi, cố kiềm chế mình không được chảy nước mắt. Sở Chấn Nam nói, Yên Nhiên, nó vĩnh viễn vẫn là cha của cháu. Sở Yên Nhiên gật đầu, nhỏ giọng gọi cha, tuy tiếng gọi rất nhỏ, nhưng vừa cất lên đã giống như viên đạn xuyên thẳng vào nỗi lòng sâu thẳm của Tống Hoài Minh. Một người cứng rắn không bao giờ để lộ nỗi lòng mình trước người khác như Tống Hoài Minh giờ đây đã bật khóc, đôi mắt ông ngấn lệ. Những năm qua, ông lúc nào cũng đợi chờ con gái công nhận người cha này, giờ thì cũng đã thành hiện thực. Tống Hoài Minh thậm chí còn không tin vào tai mình, ông không dám tin tất cả đều là thực. Tống Hoài Minh nắm chặt lấy tay con gái ngoan. Giọng ông run rẩy. Sở Chấn Nam vỗ vai Yên Nhiên, nói Yên Nhiên, ra ngoài giúp sắp xếp đi. Ông có vài lời muốn dặn dò cha con. Sở Yên Nhiên đứng dậy đi ra,
trong phòng chỉ còn lại hai người Tống Hoài Minh và Sở Trấn Nam, Tống Hoài Minh nói cha, cảm ơn cha. Sở Trấn Nam thở dài, người ta lúc chết rồi thì đều nói những lời lương thiện cả, ta chẳng còn nhiều thời gian nữa, có nhiều việc cũng đã nghĩ thông rồi. Bất kể ta có tha thứ hay không thì cũng không thể phủ nhận sự thực anh là cha của Yên Nhiên, ta không có quyền cướp đi tình yêu thương của cha mà con bé đáng được nhận. Tống Hoài Minh biết Sở Trấn Nam không thực sự tha thứ cho mình, bèn nói cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Yên Nhiên thật tốt. Sở Trấn Nam đáp, ta không thể yên tâm được, tuy Trương Dương vừa cầu hôn con bé nhưng ta vẫn không thể yên tâm về nó được. Tống Hoài Minh nói, nó là một đứa không định tính, nhưng có con ở đây, nó không đáp bắt nạt con gái con đâu. Sở Trấn Nam nói, có việc này ta trước sau cũng muốn hỏi anh, ngày đó, vì sao anh lại quyết định để mặc Tĩnh Chi? Tống Hoài Minh im lặng không nói gì, ông mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ đau khổ, đột nhiên ông khuỵu gối quỳ xuống trước mặt Sở Trấn Nam, con xin lỗi, cha. Nếu lúc đó con nghĩ cho Tĩnh Chi một chút thì sự việc đã không xảy ra. Con chỉ nghĩ tới là một cán bộ đảng, muốn làm tấm gương tốt, con sợ người ta nói này nọ, cho nên. Sở Trấn Nam lắc đầu, muốn người ta vô tư nghĩ tốt, muốn tiền đồ chính trị của mình thêm bước tiến sao. Tống Hoài Minh mắt đỏ hoe cha, tình hình lúc đó, con thật sự không hề nghĩ đếu tiền đồ chính trị gì hết, con xin thề. Chương 792, hôn lễ 2. Sở Trấn Nam đáp, đứng dậy đi, ta sẽ không nhắc đếu chuyện này nữa, nếu anh thực lòng quan tâm tới Tĩnh Chi thì hãy chăm sóc Yên Nhiên cho tốt, đừng để con bé chịu tổn thương. Con xin đảm bảo với cha. Trương Dương cùng đi tới phòng khách giúp sắp xếp, trong phòng có treo một chùm đèn lồng đỏ, trên tường còn có cả một chuỗi ớt đỏ dài, rồi chùm ngọc mễ vàng. Margaret bày khung cảnh đúng như lễ cưới ngày xưa trong trí nhớ của mình, bà ngồi trên ghế sofa, đang cắt giấy chữ hỉ. Trần Sùng Sơn đi theo Tạ Chí Quốc vào trong nhà, nhìn thấy khung cảnh như vậy y rất lấy làm ngạc nhiên, dưới sự giúp đỡ của mọi người, nơi đây dường như đã trở thành căn cứ cách Long Mệnh thời xưa. Margaret bỏ kéo xuống, cười đón Trần Sùng Sơn, ông Trần, hoan nghênh ông tới dự lễ thành hôn của chúng tôi. Trần Sùng Sơn gật đầu, Tạ Chí Quốc đã kể hết với ông mọi việc trên đường đến đây. Hồng Trường Vũ ôm một đống quần áo đi vào, đây là quân phục bát lộ quân y mượn được của Đoàn Văn Công. Hồng Trường Vũ nói với Sở Yên Nhiên, đem chỗ quần áo này phân cho mọi người. Sở Yên Nhiên nhận lấy, đem quần áo chia cho từng người, họ đều mặc bộ quân phục lên người, Sở Yên Nhiên tết tóc hai bên, Trần Sùng Sơn ra hiệu dạy mọi người làm thế nào để buộc băng một bên chân lại. Sở Trấn Nam thay xong quần áo đi ra khỏi phòng, trông tinh thần rất phấn khởi, ông bước đến trước mặt Trần Sùng Sơn, vui vẻ nắm lấy hai tay Trần Sùng Sơn nói, lão mọt sách, cuối cùng ông cũng đến. Trần Sùng Sơn cười, hôn nhân đại sự, sao tôi lại không đến chứ? Tân nương đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Yên Nhiên cười đáp, tân nương đi thay đồ rồi ạ. Sở Trấn Nam nhìn xung quanh nhà, lẩm bẩm, hình như thiếu cái gì đó. Trần Sùng Sơn đáp, thiếu bức tượng. Sở Trấn Nam nói, Trường Vũ, mau đi lấy. Còn nữa, đảng kỳ, cả đảng kỳ nữa. Trương Dương treo xong đèn lồng. Hắn xuống khỏi thang, tuy mấy việc này không nặng nhọc gì nhưng trán hắn vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, để cứu chữa cho Sở Trấn Nam, hắn đã tiêu hao quá nhiều công lực. Muốn hồi phục ít nhất cũng cần một thời gian dài. Sở Yên Nhiên thấy hắn mồ hôi đầm đìa như vậy, trong lòng có chút thương hắn, cô đi tới, lấy khăn lông giúp hắn lau mồ hôi. Trương Dương lau xong mồ hôi rồi lại đội quân mũ lên đầu. Sở Trấn Nam đi tới, ông cũng giúp Trương Dương cài phong hệ vào áo, chỉnh lại mũ cho hắn. Giọng ôn đồn nói, quân đội thì phải cho ra dáng quân đội. Trương Dương bộp một cái, người đứng thẳng lại, nghiêm chỉnh nói với Sở Trấn Nam, tuân lệnh. Thủ trưởng. Sở Trấn Nam cười ầm lên, ông vỗ vai Trương Dương, tốt. Như thế mới giống cháu rể của ta. Tống Hoài Minh cũng mặc quân phục bước ra, Sở Trấn Nam lại thấy không ưng ý với bộ trang phục này. Ông bước đến trước mặt Tống Hoài Minh, giúp chỉnh lại y phục, không có chút khí chất quân nhân gì cả. Kỳ thực đó cũng là lý do trước đây mà Sở Trấn Nam không hài lòng với đứa con rể Tống Hoài Minh này, ông vốn định gả con gái cho một quân nhân chân chính. Trần Sùng Sơn gọi Tống Hoài Minh lại, dạy cách buộc băng. Quân phục màu xám với tất trắng, dây vải tròn, thêm vào đó là đảng kỳ đỏ tươi, xung quanh trang trí những chùm ớt đỏ, ngọc mễ vàng óng, khung cảnh trong chốc lát như xuyên qua thời gian, trở về cái thời chiến tranh bom đạn. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Margaret bước ra cùng với cháu gái, bà mặc một chiếc áo hồng, váy mao ni xanh lam,
tết tóc hai bên giống như Sở Yên Nhiên, cũng đội cùng một chiếc quân mũ màu xám, trên mũ còn gắn một sao đỏ năm cánh, họ đang hướng về phía Sở Trấn Nam. Sở Trấn Nam nhìn theo Margaret, ánh mắt tràn đầy tình cảm, trước mắt ông dường như là một nữ phóng viên trẻ trung sinh tươi ngày nào, năm tháng tàn khốc đã lấy đi dung mạo tươi trẻ của họ, nhưng lại không thể thay đổi tình cảm mà họ dành cho nhau. Hai người đứng cạnh nhau, họ đứng trước bức tượng, dưới cờ đảng đỏ rực. Trần Sùng Sơn xúc động nói, tôi tuyên bố, hôn lễ của đồng chí Sở Trấn Nam và chị Margaret chính thức bắt đầu. Lúc này tiếng vỗ tay, tiếng pháo và tiếng nói cười vang lên không ngừng, không khí trở nên lãng mạn ấm áp tình người. Trần Sùng Sơn nói, đồng chí Sở Trấn Nam, đồng chí có bằng lòng lấy Margaret làm vợ không? Thề sẽ yêu cô ấy, chung thủy mãi mãi, cho dù có nghèo khổ, ốm đau hay tàn tật, bên nhau cho đến lúc chết chứ. Sở Trấn Nam đáp, tôi đồng ý. Đồng ý. Trần Sùng Sơn nói với Margaret, Margaret, cô có đồng ý lấy Sở Trấn Nam làm chồng không? Thề sẽ yêu cô ấy, chung thủy mãi mãi, cho dù có nghèo khổ, ốm đau hay tàn tật, bên nhau cho đến lúc chết chứ. Margaret cười nói, tôi đồng ý. Tôi đã dùng cả đời mình để yêu ông ấy, ông sẽ mãi chung thủy, bất kể ông ấy giàu hay nghèo, ông ấy vui lòng hay không không, ông ấy sống hay chết, trên đời này sẽ chẳng còn thứ gì có thể ngăn cách được chúng tôi. Nói đến đâu, Margaret lại rơi lệ. Sở Trấn Nam nắm lấy tay bà, Margaret dịu dàng nói, em có đẹp không? Sở Trấn Nam xúc động nói, em là tân nương đẹp nhất trên đời này. Margaret nói, đồ ngốc, còn chờ gì nữa? Sao còn không hôn tân nương đi? Sở Trấn Nam đột nhiên ôm lấy Margaret vào lòng. Mọi người đều đang cảm động rơi nước mắt, nhìn hai người một đôi gặp đầy trắc trở cuối cùng cũng ở bên nhau, họ đang say đắm trong tình cảm hồi ức của mình. Sở Yên Nhiên không ngừng khóc, Trương Dương bên cạnh ôm lấy vai cô, ôm vào lòng mình mà an ủi vỗ về. Lâm Tú cũng đang lau nước mắt, đang định đưa mắt tìm Tạ Chí Quốc thì y cũng đã kịp thời đưa tay ra an ủi vợ. Tống Hoài Minh mắt cũng ngấn lệ, ông đang nghĩ tới Sở Tĩnh Chi, nghĩ đến cái thời khắc đau xót vạn phần ấy, hình ảnh người vợ đã mãi tan biến trước mắt ông. Sở Trấn Nam hôn lên môi Margaret, tuy làn môi đã khô rát, dung mạo cũng tàn phai theo thời gian nhưng trong lòng Sở Trấn Nam. Bà vẫn là một cô gái ngoại quốc đẹp đẽ xinh xắn với đôi bím tóc, tình yêu của ông với bà đã vượt qua cả chiến tranh, bom đạn, qua bao phong ba bão táp. Khi hai người về già rốt cuộc cũng lần nữa bên nhan. Sở Trấn Nam nói vào một bên tai của bà một câu mà cả đời bà muốn nghe ông nói, một câu mà ông luôn cho là ấu trĩ tôi yêu. Đây cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc đời này của Sở Trấn Nam, trước khi sinh mạng ông kết thúc, ông cũng nói được câu này ra cho vợ mình. Sở Trấn Nam ra đi một cách yên bình, ông ngủ thiếp đi, cứ thế mà yên nghỉ. Mọi người nhìn thấy Sở Trấn Nam đột nhiên lặng đi, cánh tay buông thõng xuống, định chạy đến. Đừng qua đây, Margaret nói. Mọi người đều dừng bước, nhìn tấm thân gầy yếu của bà đang đỡ lấy thân người lớn hơn hẳn của Sở Trấn Nam, bà dần rời đến chỗ ghế sofa, bước đi khó khăn nhưng bà vẫn tươi cười, mãi mới có thể đặt thân thể Sở Trấn Nam lên trên ghế. Margaret lau mồ hôi trên trán mà ngồi xuống ghế, bà đặt đầu của ông lên đùi mình nhỏ nhẹ nói, mọi người đi ra hết đi, ông ấy mệt rồi, muốn ngủ một chút, để ông ấy ngủ. Sở Yên Nhiên lấy tay bịt chặt miệng đau khổ, cô quay lại áp sát vào lòng Trương Dương ôm lấy cô, hắn như cảm nhận được cả người Sở Yên Nhiên đang run rẩy vì quá mức đau thương. Trần Sùng Sơn phất tay ra hiệu, mọi người đều lặng lẽ đi ra, sau khi đi ra ngoài. Sở Yên Nhiên mới phát khóc ra tiếng trong vòng tay của Trương Dương, cô vật vã cắn vào ngực hắn, Trương Dương chịu đựng mà không hề nhúc nhích, cứ thế ôm lấy Sở Yên Nhiên. Lúc này trời lại mưa rả rích, hai người vốn cứng rắn như Hồng Trường Vũ và Tạ Chí Quốc cũng không khỏi rơi nước mắt. Trần Sùng Sơn không hề khóc, giọng ông trầm lặng, trái tim không bao giờ già theo năm tháng, chết cũng là một người hùng. Trấn Nam, ông ra đi mạnh giỏi nhé. Vì cái chết của Sở Trấn Nam mà Tống Hoài Minh đã chỉ hoãn thời gian trở về, Sở Trấn Nam sinh thời niên cao đức thiệu, sau khi ông qua đời, các chiếu hữu, cấp dưới của ông khắp nơi lần lượt đến chia buồn và kính viếng. Margaret không cho ai nhìn mặt Sở Trấn Nam theo như đúng lời di ngôn của ông lúc còn sống. Sáng ngày thứ hai sau đó đem xác của ông đi hỏa táng, cũng không sắp đặt linh đường gì hết, chỉ để cho những chiến hữu cũ và cấp dưới của Sở Trấn Nam hoài niệm lại trong trí nhớ. Margaret và người nhà đem cho của Sở Trấn Nam chôn trên đảo, không có bia mộ chỉ trồng trên đó một cây bạch quả. Tống Hoài Minh ném một nắm đất quanh cây, ông nói với Margaret, mẹ à, bạn hữu của cha rất nhiều, sao không tổ chức một buổi truy điệu cho cha?
Margaret đáp, lúc còn sống ông ấy thích náo nhiệt, có nhiều người, nhưng tổ chức truy điệu, nhiều người nhưng bầu không khí ảm đạm, rồi khóc lóc xót thương, ta chỉ sợ ông già này nghe thấy lại phiền não, cứ để ông ấy yên tâm mà ra đi. Tống Hoài Minh gật đầu. Trần Sùng Sơn nói, Trấn Nam ra đi rất hiên lòng, tôi nghĩ ông ấy có linh thiêng cũng muốn chúng ta tiễn ông ấy đi một cách vui vẻ. Margaret cười nhạt, ông Trần nói đúng đó, Trấn Nam không chết, ông ấy chỉ là đang sống theo một cách khác ở trong lòng chúng ta mà thôi. Bà nhìn về phía Sở Yên Nhiên, đôi mắt cô cháu gái sưng đỏ lên vì khóc, bà nói, Yên Nhiên, khi nào ta chết đi, nhớ chôn ta bên cạnh ông ấy nhé, cũng trồng một cây bạch quản lên đó, xem cây của ai lớn cao hơn. Sở Yên Nhiên rưng rưng gật đầu. Sau khi Sở Trấn Nam qua đời, Margaret lại thể hiện mình rất kiên cường, bà là người cuối cùng bốc một nắm đất bỏ lên gốc cây, tưới xong nước quay sang nói với mọi người, bận cả ngày rồi, mọi người quay về ăn cơm đi, tôi muốn ở lại đây với ông ấy một lúc. Trương Dương dắt tay Sở Yên Nhiên, họ cùng nhau rời đi, Sở Yên Nhiên không an tâm về bà mình lắm, đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy cảnh bà đang đứng trước cây bạch quả, mắt nhìn chăm chú vào nó. Trong lòng bà dường như Sở Trấn Nam đã hóa thân thành cây bạch quả, sinh mệnh của ông đang tiếp tục kéo dài bằng nó. Tống Hoài Minh đi đến bên cạnh Sở Yên Nhiên, nhỏ giọng, Yên Nhiên, đi ăn chút gì đi, từ tối qua đến giờ con chưa ăn gì rồi. Người cha đang thực sự quan tâm tới con mình. Sở Yên Nhiên gật, con biết rồi. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, cha cũng về nghỉ ngơi đi ạ. Để cha con hai người hòa hợp là tâm nguyện của ông ngoại. Sở Yên Nhiên gọi Tống Hoài Minh một tiếng cha âu cũng là để cho Sở Trấn Nam nghe thấy. Tống Hoài Minh cảm động gật đầu, lại quay sang Trương Dương, chăm sóc Yên Nhiên cho tốt. Ông cũng đã đòi lại bức thư hôm trước đưa cho Trương Dương, Sở Yên Nhiên cũng không cần phải xem bức thư đó nữa. Lâm Tú đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, chỉ đợi mọi người dùng, Sở Yên Nhiên không ăn cơm, cô trở về phòng mình, Trương Dương cũng không yên tâm để cô một mình, hắn mang bát mì mang lên phòng cô. Sở Yên Nhiên lặng lẽ sắp đồ trong tủ quần áo. Trương Dương nói, ăn chút đi, em cứ không chịu ăn gì thế, sẽ không trụ nổi đâu. Sở Yên Nhiên dừng lại, cô định nói gì đó, đi về phía Trương Dương, tháo chiếc nhẫn đồng trên tay đưa cho hắn. Trương Dương hỏi, làm gì vậy? Ánh mắt Sở Yên Nhiên vẫn đầy bi thương, nhưng bây giờ cô rất lý trí, cảm ơn anh đã cầu hôn em, có thể ai ủi được ông trước khi ông ngoại nhắm mắt. Trương Dương lắc đầu, anh không phải vì an ủi ông mà làm vậy, anh thực lòng muốn cầu hôn em. Sở Yên Nhiên nói, cảm ơn tất cả những gì anh làm vì em không muốn ép buộc anh. Trương Dương đáp, Yên Nhiên, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, anh không muốn chúng ta rời xa nữa, anh yêu em. Anh muốn cưới em, hắn nắm chặt lấy tay Sở Yên Nhiên, gồng lên ôm lấy cô vào lòng. Sở Yên Nhiên nói, em tin, nhưng em biết, anh vẫn còn chưa sẵn sàng. Cơ bắp của Trương Dương lúc này không thể tự chủ được cứ cuộn chặt lên. Lúc này điện thoại của Sở Yên Nhiên đổ chuông, cô nhẹ nhàng nói, để em đi nghe điện. Trương Dương buông cô ra, Sở Yên Nhiên nhấc máy nói, alo. Giọng một người đàn ông lạ vang lên, Yên Nhiên, đau thương rồi cũng sẽ qua đi, chú thực sự thấy thương tiếc với sự ra đi của Sở Tư lệnh. Sở Yên Nhiên tuy biết đối phương là ai nhưng vẫn lễ phép đáp một câu cảm ơn. Đối phương ngay sau đó mới nói ra thân phận mình, Yên Nhiên, chắc còn nhớ chú chứ, lúc trước vẫn hay đưa cháu đi chơi, tôi là chú Lý đây. Đối phương nói xong lại thêm lời, vẫn nhớ chứ, có năm chú đã đạp xe đưa cháu đi mua kẹo, vì đường trơn quá mà cả hai ngã lăn ra đường, đầu bị đập xuống, kết quả là bị ông cháu đánh cho một trận. Sở Yên Nhiên lục lại ký ức trong đầu, cô nhanh chóng nhớ ra chú Lý này, chính là Lú Đồng Dục, ông đối với cô rất tốt. Thời gian sau khi mẹ cô qua đời ông luôn đến thăm cô, sau đó thì biến mất luôn. Đã gần 10 năm không có tin tức gì của ông cả, Sở Yên Nhiên nhỏ nhẹ, chú Lý, cháu nhớ ra rồi. Trương Dương nghe Sở Yên Nhiên nói chuyện, bất giác tim đập mạnh, ngay lúc đầu hắn dường như đã nghĩ ngay đến Lý Đồng Dục, lẽ nào là Lý Đồng Dục đang gọi tới. Lý Đồng Dục nói, Yên Nhiên, chú đang ở Tĩnh An, chú có vài việc liên quan đến mẹ cháu muốn nói cho cháu biết. Sở Yên Nhiên nói, xin lỗi, chú Lý, tâm trạng cháu giờ đang rối bời, để hôm khác vậy. Lý Đồng Dục nói tiếp, có một số chân tướng sự việc bị che đậy lại, như thế là bất kính với người đã chết, trong trận động đất 14 năm trước, đã chôn vùi rất nhiều thứ, vì sao mà mẹ cháu lại quyết định ở lại đến cùng chứ? Vì cái gì mà bà ấy lại quên mất cô con gái đang còn ở trong nhà, tập trung chú ý vào công việc? Cháu có biết không, cả một đám người được cứu sống nhưng lại không có tên của mẹ cháu.
có biết trước cái đêm động đất ấy, vì cớ gì mà mẹ cháu đã cãi nhau với cha của cháu không? Đôi môi của Sở Yên Nhiên run rẩy, cháu không hiểu. Lý Nồng Dục nói, lúc mẹ cháu bị trần nhà đổ xuống đè lên người, cha cháu đang chỉ huy một đội cứu viện hành động, trận tai nạn ấy cứu được cả học sinh, cũng có một nữ giáo viên trẻ, tên là Liễu Ngọc Doanh. Sở Yên Nhiên cắm môi, ông đang lừa tôi. Lý Nồng Dục nói, chú đang có một tài liệu, là tài liệu chi tiết liên quan đến trận động đất đó, không chỉ thế, chú còn có thể chứng minh được, là cha cháu, Tống Hoài Minh. Ông ta đã quen với Liễu Ngọc Doanh trước khi cứu cô ta, chú có đủ bằng chứng, ông ta cho người cứu viện nhưng lại là lấy việc công làm việc tư, mà lại giả công tư lợi. Bởi vì người mà ông ta lo lắng nhất lại là Liễu Ngọc Doanh, còn với mẹ của cháu lúc trước lại xảy ra mâu thuẫn. Sở Yên Nhiên tức giận, nói dối. Lý Nồng Dục nói, chú đang ở bến tàu Hồ Mộng Thiên, tang chứng vật chứng cũng đang ở trong tay. Sở Yên Nhiên buông điện thoại xuống, không nói gì mà chạy vụt ra ngoài. Trương Dương nắm lấy cánh tay cô, Yên Nhiên, có phải là Lý Nồng Dục gọi đến không? Hắn ta là kẻ xấu. Sở Yên Nhiên nói, anh từng gặp rồi sao? Chương 793, thù mới hận cũ 1. Trương Dương gật đầu. Sở Yên Nhiên nói, bây giờ em phải đi gặp ông ta. Đừng có ngăn cản. Trương Dương vẫn luôn lo lắng tên Lý Nồng Dục sẽ gây rắc rối nên hắn mới tìm tới Tống Hoài Minh trước. Sở Chấn Nam trước khi chết khó khăn lắm với hòa hợp được tình cảm cha con Tống Hoài Minh, không ngờ ông vừa mới qua đời thì Lý Nồng Dục đã mò đến Tĩnh An. Trương Dương đương nhiên không yên tâm để Sở Yên Nhiên đi một mình. Trong tình hình này, muốn ngăn cản cô ấy là không thế, chỉ có lựa chọn duy nhất là đi cùng. Lý Nồng Dục đợi ở bến tàu Hồ Mộng Tiên, lúc gã nhìn thấy Sở Yên Nhiên và Trương Dương đi tàu đến liền nở nụ cười nham hiểm. Trương Dương không ưa gì Lý Nồng Dục. Lần này gã chọn đúng thời điểm để phá đám quan hệ cha con Sở Yên Nhiên, đây đúng là sát thêm muối vào vết thương của người ta. Nếu không phải có mặt Sở Yên Nhiên thì Trương Dương đã thẳng tay tóm lấy cái đầu gã ném luôn xuống hồ cho ba ba ăn. Trước ngực Lý Nồng Dục có cài hoa trắng, gã vừa đến buổi truy điện ở quân khu, Sở Chấn Nam có ơn với nhà gã, Lý Nồng Dục đến viếng thăm cũng là chuyện thường. Dù nhiều năm không gặp, Sở Yên Nhiên chỉ nhìn qua cũng nhận ra ngay Lý Nồng Dục. Sở Yên Nhiên tuy có vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng cô đang rối bời, mọi sự vướng mắc khó hiểu. Lý Nồng Dục đã tiết lộ cho cô một chuyện đáng sợ, nếu gã có thể chứng thực được tất cả thì quan hệ cha con cô. Sở Yên Nhiên không dám nghĩ đến, tuy cô hiểu rằng, gã Lý Nồng Dục trước mắt này là kẻ không có thiện ý gì, có mục đích cả, nhưng Sở Yên Nhiên vẫn không thể né tránh sự thật, cô muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chân tướng thật sự. Lý Nồng Dục nhỏ giọng, Yên Nhiên. Chú hiểu việc an táng của gia đình cháu, nên không đến quấy rầy sự yên tĩnh của Sở Tư lệnh, đau thương rồi cũng sẽ qua thôi. Cảm ơn. Trương Dương chế giễu nói, thật sự là rất biết nghĩ cho người khác. Lý Nồng Dục nói, tôi cũng không biết đứng từ góc độ của ai mà nói, tôi chỉ muốn kể cho Yên Nhiên một sự thực, cậu không có quyền gì mà đưa ra ý kiến ở đây. Tôi có quyền, Yên Nhiên là vợ sắp cưới của tôi. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô ấy. Trương Đại Quan Nhân vừa nói mắt nhìn chằm chằm. Lý Nồng Dục nói, nếu biết được chân tướng sự thực mà lại như một sự tổn thương, thì thôi vậy, tôi có thể không làm tổn thương đến Yên Nhiên. Gã lấy túi hồ sơ trong tay ra, châm bật lửa định đốt, tiếng bật tách một cái ngọn lửa đan nhem nhóm, dường như vẫn đang chờ đợi Sở Yên Nhiên quyết định. Sở Yên Nhiên đưa tay ra, đưa cho tôi. Lý Nồng Dục gật, gã đưa lại cho cô túi hồ sơ. Trương Dương giận dữ chừng mắt nhìn Lý Nồng Dục. Lý Nồng Dục nói tiếp, tất cả đều trong đó, xem hay không tùy cháu quyết định. Nói xong gã bước lên xe, lái đi thẳng. Trương Dương lo lắng nhìn vào phong thư kia, tuy hắn không biết bên trong có gì, nhưng hắn có thể đoán ra, tài liệu này hẳn sẽ càng làm cho Sở Yên Nhiên thêm đau khổ. Sở Yên Nhiên đứng ở đó, cô vẫn do dự có nên mở ra không. Đứng lúc lâu, cô mới nhét túi hồ sơ vào trong túi mình. Trương Dương nhìn thấy cô không định bóc tài liệu ra. Trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, hắn có thể thấu hiểu được lỗi lòng của Sở Yên Nhiên, cô chịu áp lực quá lớn, cô đã không còn là thiếu nữ ngây ngô dễ bị cảm động như trước nữa. Cô đã trưởng thành hơn, có thể phân biệt được trắng đen tốt xấu, bắt đầu học được cách tự che chở chính mình, ông ngoại qua đời đã khiến cho cô vô cùng đau lòng, cô không dám tiếp tục đối mặt với sự thật mà gã Lý Nồng Dục kia cung cấp, trước khi chưa chuẩn bị được tâm lý sẵn sàng, cô quyết định sẽ không mở phong thư này ra. Trương Dương nói, Lý Nồng Dục vẫn luôn yêu thầm mẹ em, hắn làm ra thứ này. Sở Yên Nhiên lắc đầu, không cho Trương Dương nói tiếp, cô
cô đi về phía một kho xe ở gần ngay bến, Trương Dương đi theo sau đó, cô mở cửa kho ra, bên trong có một chiếc xe Jeep màu đỏ. Nhìn thấy chiếc xe, Trương Dương không khỏi nghĩ đến cảnh khi họ gặp gỡ ở thôn Hắc Sơn, từ khi sang Mỹ, Sở Yên Nhiên chưa hề mở kho xe này, cạnh chiếc xe Jeep vẫn còn dựng một chiếc xe máy, Sở Yên Nhiên dỡ bỏ tấm vải phủ bụi ra, bên trong là chiếc Suzuki màu đen mà cô yêu thích. Sở Yên Nhiên vỗ nhẹ vào đệm xe, sau đó ngồi lên xe, cô nhấn nút ga, tiếng máy khởi động gầm lên từng đợt. Chiếc xe tuy bị để lâu trong kho nhưng vẫn có thể nổ máy khỏe như thường. Từ ánh mắt của Sở Yên Nhiên, Trương Dương như hiểu ra điều gì, hắn lên tiếng ngăn cản, Yên Nhiên, đừng. Sở Yên Nhiên đã tăng chân ga, chiếc xe máy phóng đi như tên bắn ra khỏi kho. Phóng qua cả Trương Dương, trong nháy mắt đã tuột khỏi tầm mắt. Trương Dương thầm nghĩ không ổn. Lúc Sở Yên Nhiên tâm trạng không tốt, cô ấy chỉ muốn đi bão, dùng cái cảm giác lướt nhanh với tốc độ cao để quên đi mọi thứ. Trương Dương vội vàng mở chiếc xe Jeep kia ra, may mà cửa xe không khóa, hắn ngồi vào đó rồi lấy khóa dự phòng sau tấm chắn ánh sáng mở khóa xe. Tiếng xe khởi động cũng được một tí lại đứt đoạn, ga đến 3 lần mãi mới được, hắn lái xe đuổi theo Sở Yên Nhiên. Cứ men theo dọc đường quốc lộ, Trương Dương nhanh chóng tăng tốc lên hơn 100 km/h. Hắn cũng nhìn thấy Sở Yên Nhiên nhưng cô đã đi xa như một chấm đen đang di chuyển. Trương Dương lại nhấn chân ga mạnh lên, Sở Yên Nhiên đương nhiên biết Trương Dương đuổi theo mình, cô cũng tăng tốc, lại càng làm tăng khoảng cách giữa hai bên. Chiếc xe này không hợp với đường cao tốc, đây không phải là đường đua thích hợp với loại Jeep này, bất lợi hơn nữa là, chưa đi được bao lâu thì xe đã báo hết xăng, Trương Dương đành phải tìm một trạm xăng trước. Đợi sau khi bơm xăng xong, Sở Yên Nhiên sớm đã đi mất tăm tích. Trương Dương lại men theo con đường này mà đuổi tìm, sắp đi vào khu thành Tĩnh An. Hắn có nhiều bạn ở đây, nhưng nghĩ lại trước sau vẫn gọi một cuộc cho Hồng Trường Vũ. Hồng Trường Vũ biết tin Sở Yên Nhiên mất tích, mà lại là cô ấy phóng xe máy đi, ông lại càng lo lắng, nói với Trương Dương, tôi lập tức cho người đi tìm. Trương Dương, cậu đi tìm xung quanh đó, nhất định không được để Yên Nhiên xảy ra chuyện. Đúng rồi, trước đây con bé rất hay đến trạm bảo dưỡng xe duyệt động, nó rất thân với ông chủ ở đó, cậu đến đó thử xem. Câu này đã nhắc Trương Dương nghĩ ra, trước đây có lần hắn và Sở Yên Nhiên đã từng đến đó, Sở Yên Nhiên còn nói chiếc xe máy kia là mua ở đó. Trí nhớ của Trương Dương cực kỳ tốt, hắn dựa vào đó mà tìm được trạm bảo dưỡng, tuy lần trước đến nơi này đã cách đây gần 3 năm, nhưng trạm xe này không thay đổi mấy, ông chủ Trang vẫn đang sửa xe cùng với đám thợ. Nhìn thấy chiếc xe Jeep màu hồng đi tới, ông ta dừng tay, ra đón tiếp. Trương Dương mở cửa xe, ông Trang. Ông Trang không nhận ra Trương Dương, là, sao lại lái xe của cô Sở thế này? Nói xong ông ta nghĩ ra điều gì cười nói, tôi nhớ rồi, trước đây cậu từng đến đây với cô Sở. Trương Dương cười gật đầu, ông Trang, có thấy Yên Nhiên qua đây không? Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Ông chủ đáp không, mấy hôm trước có đến đây, nói chuyện hai ba câu, sao thế? Hai người cãi nhau à? Trương Dương đáp, cô ấy vừa cưới con xe su đi mất, tôi không đuổi kịp cô ấy. Còn nhớ chứ? Chính là con xe Suzuki mua từ ông đó à còng. Ông chủ nói, nhớ chứ, tôi vẫn nhớ, nhưng cô Sở lâu lắm rồi có đi bão đâu. Trương Dương nói, ông có biết cô ấy có thể đi đâu không? Tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Ông Trang suy nghĩ một lúc rồi nói, hai hôm trước cô ấy đến đây có hỏi tôi, còn hỏi cái đám đua xe ở gần đây còn hoạt động không, còn tổ chức đua xe dưới tầng ngầm không, ha ha, tôi còn hứa rằng nếu có thời gian sẽ đưa cô ấy đi. Ở đâu vậy? Ông Trang nói, Bắc Tứ Hoàn, con đường đó đang được phong tỏa để thi công, gần đây dân bão đều tụ tập ở đó, đi, tôi sẽ đưa cậu đi. Ông Trang ở cửa xe bước lên. Trương Dương đi theo chỉ dẫn của ông mà đến Bắc Tứ Hoàn, con đường này đã được thi công hoàn thiện, gần 8 cây đường từ hồ của nhà Lý đến thôn Tào đã xây xong xuôi. Con đường mới này chưa đưa vào sử dụng đã thu hút sự chú ý của dân bão, họ lén vào đây bằng lối hổng từ thôn Tào dẫn vào. Sau khi đêm xuống thì tiến hành đua xe. Lối hổng này không lớn lắm nên xe của Trương Dương không qua được, ông Trang đành bảo Trương Dương để xe ở lại. Lúc dừng xe hắn nhìn thấy một loạt đám người cưỡi các kiểu mô tô lần lượt chạy vào lối hổng. Ông Trang quen biết hầu hết đám người ở đây, ông tìm đến hai người quen biết bảo họ cho đi nhờ vào trong, Trương Dương lấy làm lạ hỏi, đua xe dưới hầm không phải là đã bị cấm rồi sao? Sao vẫn có nhiều người đến đây tụ tập vậy? Lẽ nào cảnh sát Tĩnh An không quản sao? Người lái xe mô tô đằng trước Trương Dương nghe thế cười nói, dân nơi khác phải không? Có biết sân này là do ai tổ chức không?
Con trai thị trưởng Tôn của chúng ta đó. Trương Dương nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, thị trưởng Tôn nào cơ? Ông Trang khẳng định đúng như suy nghĩ của hắn, là công tử nhà phó thị trưởng thường vụ Tôn Quốc Bình đó, bây giờ là chủ tịch ma hiệp Tôn Hiểu Vĩ. Trương Dương vừa nghe biết là Tôn Hiểu Vĩ, trước đây đã từng xích mích với hắn. Trong lần đua xe ngầm lần đó, Trương Dương còn nhớ có thằng hỗn láo biệt danh là Hòa Thượng bị hắn đánh cho một trận tơi bời. Tôn Hiểu Vĩ thằng này lại xông vào ăn hôi đá thêm hai quả. Sau đó tên Hòa Thượng kia vì có bệnh tim mạch nên đột tử luôn. Vụ này khiến cho Tống Hoài Minh phải ra mặt giúp. Ông Trang và Trương Dương đi đến bãi đua, ở đây có gần 100 xe máy tập kết, tiếng mô tô ầm trời gầm gừ từng đợt cứ thế rú lên, Trương Dương nhìn xung quanh đám người mong thấy bóng dáng Sở Yên Nhiên. Hắn tìm khắp cũng vẫn không thấy chiếc xe mô tô đen của cô. Chương 794, thù mới hận cũ 2. Ông Trang cũng không thấy gì, thở dài, có lẽ không có ở đây đâu. Trương Dương gật đầu, theo tâm trạng của Sở Yên Nhiên có lẽ cô ấy chẳng có tâm trí đâu mà tới đây đua đòi, hắn cứ đi đến đây tìm không chắc sẽ thấy cô, hắn thực không biết làm thế nào để tìm được. Trương Dương chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói, xem ai đến với chúng ta này. Trương Dương cũng nghĩ sẽ gặp Tôn Hiểu Vĩ ở đây, bởi vì đám mô tô ở đây là do gã lập ra. Nhưng gã này lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vụ ân oán với Trương Dương đã qua hơn 3 năm nhưng gã vẫn không thể quên được nỗi nhục mà mình phải chịu đựng. Hơn 3 năm, nhiều sự đổi thay, cha gã Tổng Bí Thư Thị ủy Tôn Quốc Bình giờ đã là Phó Thị trưởng Thường vụ Tĩnh An, còn gã dựa vào danh tiếng của cha mà làm mấy vụ làm ăn. Vậy nên bất luận là quan hệ xã hội hay về thực lực kinh tế gã đều có thừa, hơn 3 năm trước ăn hai phát bạt tai giáng trời của Trương Dương làm gã găm sâu mối thâm thù, gã cũng khắc khổ rèn luyện thân thể, cho rằng mình là một nam nhi chi nhục. Rồi cũng có một ngày, gã sẽ báo thù, gã muốn trả lại Trương Dương vài cái bạt tai. Qua phong độ của Tôn Hiểu Vĩ, Trương Dương cũng nhận ra gã đã thay đổi rất nhiều. Trương Dương điềm đạm cười, Tôn Hiểu Vĩ, lâu rồi không gặp dấu lớn. Tôn Hiểu Vĩ kiêu ngạo nhìn hắn, Trương Dương, nghe nói mày đã đính hôn với Sở Yên Nhiên. Trương Dương gật đầu, Hiểu Vĩ chủ động đưa tay về phía hắn, chúc mừng. Chí ít lúc đầu Tôn Hiểu Vĩ cũng biểu hiện phong độ quân tử. Nhưng trong lòng gã lòng căm thù ghen ghét đang nảy lửa, chỉ hận một nỗi không thể thịt luôn Trương Dương. Trương Dương đưa tay ra, Tôn Hiểu Vĩ bắt lấy tay hắn, Trương Dương thấy cái nắm tay siết chặt, lúc hắn đang định vận lực đáp trả thì lại thấy đan điền của mình bị đau nhói. Trương Dương biết đó là do lúc vận công cứu Sở Trấn Nam làm nội lực hao tổn dẫn tới. Phải trong một thời gian dài, hắn không được vận động chân khí. Tôn Hiểu Vĩ nhìn sắc mặt yếu ớt của Trương Dương, thầm vui mừng. Cho rằng bao lâu khổ công luyện tập của mình giờ đã có hiệu quả. Gã lại không hề biết biểu hiện đó của Trương Dương là do nguyên nhân từ phía bên trong cơ thể. Sau khi buông tay ra, Trương Dương khen gã, đúng là có thực lực, xem ra không khổ công mấy năm này luyện tập. Tôn Hiểu Vĩ nói, sống ở cái thế giới này, dù sao thì cũng phải học cách bảo vệ chính mình. Trương Dương cười, hắn cũng không muốn dây dưa với gã đần này thêm nữa, tôi còn có việc, đi trước đây. Tôn Hiểu Vĩ nói, ai đến đây đều là vì đua xe, cuộc đua còn chưa bắt đầu. Sao lại đi chứ? Trương Dương đáp, tôi không hứng đua xe, hơn nữa tôi cũng không có xe. Tôn Hiểu Vĩ cười ha ha, không có hứng, hay là sợ. Gã cho rằng mình đã có đủ thực lực để khiêu chiến với Trương Dương, huống hồ hôm nay gã lại chiếm vị trí chủ nhà ưu thế. Đám người quanh đây đa số đều ở phe gã sẽ không tha cho Trương Dương dễ dàng như vậy, nhất định phải sỉ nhục hắn. Trương Dương còn đang nghĩ đến Sở Yên Nhiên, hắn không có thời gian để tiêu khiểu với gã Tôn Hiểu Vĩ này, hắn quay người bước đi, Tôn Hiểu Vĩ kêu to phía sau Trương Dương, quả nhiên không có gan. Trương Dương dừng bước chân, rồi hắn lại lắc đầu đi tiếp, chưa đi được vài bước thì đã có hai gã cưỡi xe mô tô to cao vòng qua chặn đường, Trương Dương nói tránh ra. Hai tên kia không hề tránh đường, ngược lại còn rú ga tiến thẳng về phía Trương Dương. Thân thể Trương Dương cũng không linh hoạt như bình thường. Hai chiếc xe máy nhanh chóng đâm vào hắn rồi lại chia vòng ra, cứ thế vậy quanh hắn chạy đi chạy lại, chúng đang bao vây Trương Dương. Tôn Hiểu Vĩ cười ngông cuồng, hoặc là đua xe, hoặc là tới đây cúi lạy tao nhận sai, tao sẽ để cho mày đi. Trương Dương đột nhiên cảm thấy mình như con hổ bị lạc bị ức hiếp, định đến đây tìm Yên Nhiên không ngờ lại gặp thằng oan gia này. Ông Trang thấy tình hình không ổn, vội lấy điện thoại gọi điện. Người ông có thể tìm chỉ có Sở Yên Nhiên. Ông có số của cô nhưng gọi mấy lần mà không được nhưng ông vẫn vừa gọi vừa xem tình hình. Giờ lại có thêm mấy chiếc xe máy chạy vây xung quanh Trương Dương, chúng cứ thế rú ga ầm ĩ. Trương Dương ở chính giữa,
hai tay để sau người, vẻ mặt vẫn bình thản không hề có chút kinh sợ. Tuy nhiên trong đầu Trương Dương đang rất buồn bực, nhìn thấy đám chuột nhắt hôi hám ngạo mạn này, nếu là bình thường Trương đại quan nhân hắn đã sớm cáu giận điên người, ra tay đánh cho cả đám tè cả ra quần. Nhưng bây giờ không đúng lúc, cơ thể hắn chưa hồi phục, đang suy nhược không được vận công chân khí, nếu không kinh mạch của hắn sẽ bị phá vỡ, khó mà hồi phục lại được. Gã Hiểu Vĩ cầm chai coca uống một hụm sau đó nén mạnh nó vào phía Trương Dương nhanh chóng né được. Chai coca rơi bịch xuống phía sau chân Trương Dương, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi. Một gã đầu chọc to cao lực lưỡng bước đến bên cạnh Tôn Hiểu Vĩ, gã là Nhị Bảo, em ruột của tên hòa thượng bị chết đột tử cách đây 3 năm. Lúc đó theo khám nghiệm tử thi của phía cảnh sát, đã giám định tên hòa thượng chết vì ngoài ý muốn, không liên quan gì tới Trương Dương và Tôn Hiểu Vĩ. Sau đó Trương Dương rời khỏi Tĩnh An, Tôn Hiểu Vĩ vẫn ở đây, khi người nhà tên hòa thượng tìm tới gã, tuy không phải chịu trách nhiệm hình sự gì nhưng để thoát khỏi sự việc gã đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền, tới tận 5 vạn đồng. Tuy nhiên cũng qua đó mà gã quen thân được với Nhị Bảo em của tên hòa thượng kia. Tiếp xúc lâu dần hai thằng trở thành bạn bè, gã đã chi phối hoàn toàn cái đầu chọc ngu ngốc của Nhị Bảo, gã nói, nhìn thấy chưa, lúc đó anh cậu đã đánh nhau với thằng đó, bệnh tim mới bị tái phát, chính là thằng Trương Dương. Mần mông oán hận từ đó mà nảy sinh, sự thù hằn khó mà nguôi ngoai, tên Nhị Bảo gọi thêm vài thằng bạn hữu, tất cả đều cầm chai coca mà vây quanh vòng tròn đó, chúng nó thay nhau ném liên tiếp chai coca về phía Trương Dương. Trương Dương lại không có cách nào thoát khỏi vòng vây xe máy bao quanh mình, trong chốc lát, xung quanh hắn toàn là mảnh thủy tinh vỡ vụn, ở dưới chân Trương Dương chai thủy tinh ném tới tấp, hắn không thể tránh nổi. Ông Trang gập điện thoại lại, ông đi đến phía Tôn Hiểu Vĩ, tươi cười, anh Tôn, đừng đùa nữa. Là tôi đưa cậu ta đến, nể mặt tôi đi. Tôn Hiểu Vĩ nhếch mép cười, đột nhiên giơ một chai coca lên đập thẳng vào trán của ông, mẹ mày là cái thá gì? Sao tao phải nể mặt mày? Đầu ông Trang bị đập bể, máy cứ thế chảy ròng ròng xuống mặt, ông hoảng sợ ôm chặt lấy đầu mình. Tiếng Trương Dương vang lên, Tôn Hiểu Vĩ, tao chơi. Mẹ mày không phải rất có khí phách sao? Một chọi một. Tôn Hiểu Vĩ cười ầm lên, gã vỗ tay bồm bộp, mấy chiếc xe máy đều tản ra. Trên mặt, trên tay Trương Dương đều bọ mảnh thủy tinh cắm đầy máu, hắn bình tĩnh nhìn Tôn Hiểu Vĩ chăm chú, mấy năm không gặp, vẫn chơi cái trò ấy, có được coi là một nam tử chân chính không mày? Ưỡn ngực lên xem, có gan thì tự mình đối mặt với tao. Nhị Bảo hùng hổ bước tới, tay phải gã cầm một ống sắt, gã dê ống sắt trên đường đi đến ma sát tóe lửa, theo sau đó là vết dài bốc cháy, âm thanh cực kỳ chói tai. Tên thỏ đế nhát chết chính là Tôn Hiểu Vĩ, Nhị Bảo chẳng qua bị gã lợi dụng phái làm tiên phong. Nhị Bảo đến trước mặt Trương Dương giận dữ hét, mày có biết bố mày là ai không? Trương Dương thở dài, thằng thộn này, tao không quen, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết mày đang bị thằng khác lợi dụng, bị nó mua chuộc rồi lại làm chân ô xin giúp nó kiếm tiền. Nhị Bảo giận dữ, chính mày hại chết anh tao. Gã vùng ống sắt lên, soạt, cây gậy nhằm thẳng vào đầu Trương Dương, tên Nhị Bảo này là kẻ hành động lỗ mãng, còn không có thuốc chữa hơn cả thằng anh nó. Đang lúc cơ thể Trương Dương suy nhược nhất, hắn cố gắng không hành động bừa dùng tới chân lực của mình, tay phải giơ lên đỡ lấy ống sắt rồi thuận theo hướng gậy mà đẩy xuống phía dưới, Nhị Bảo cảm thấy như sức đập của mình bị vô hiệu hoàn toàn. Ống sắt đập mạnh thế cuối cùng lại bị một tay Trương Dương gạt nhẹ nhàng như thế này, cứ như là tự mình phang ống sắt xuống đất, như thế thân thể của gã cũng theo quán tính mà mất thăng bằng. Thân người to cao của gã cũng bổ nhào về phía trước, gã định dùng ống sắt để chống mình, nhưng ống sắt lại vô tình chống lên một mảnh thủy tinh. Kết quả là gã ngã oạch xuống đát một phát thê thảm. Tiếng gã kêu thật khó nghe, nếu là chỗ bằng thì ngã không vấn đề gì, nhưng dưới đất toàn mảnh thủy tinh, đây đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Nhưng lúc gã ngã xuống đống thủy tinh cũng may phản ứng nhanh nên chống hai tay ra đỡ, cũng tránh khỏi tổn thương tới thân người. Hai tay gã bị thủy tinh trọn vào vô số, đau ghê gớm, máu chảy phun ra làm gã gào ầm lên. Trương Dương đã đi ra một cách tự do. Tuy vừa rồi ra tay chỉ trong phút chốc nhưng giờ nhịp thở của hắn cũng đã dồn dập căng thẳng hẳn lên. Tôn Hiểu Vĩ vung thay một cái, suốt hơn cả chục người quây lấy Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng, vẻ mặt đằng đằng sát khí như bị phủ bởi một màn xương dày đặc, Tôn Hiểu Vĩ được đà không hề buông tha người khác mà chọc giận vào Trương Dương. Trương đại quan nhân hôm nay dù có liều mạng tổn thương đế kinh mạch cũng phải dạy cho lũ nhãi nhép này một bài học. Phía sau lưng có bốn chiếc mô tô đang rú ga ầm lên. Mục tiêu của chúng là nhằm đúng vào Trương Dương. Tôn Hiểu Vĩ cười lạnh lùng, Trương Dương, mày cũng có ngày hôm nay.
Một chai coca đột nhiên từ đâu văng ra, lúc Tôn Hiểu Vĩ nhìn thấy thì cái chai đã phi thẳng vào đầu gã, bụp. Chúng luôn vào đầu, nhưng chai coca này lại không bị bể, rơi xuống đất choang một tiếng. Đầu Tên Hiểu Vĩ đau tê dại, gã gào lên thảm thiết, mẹ đứa nào. Sở Yên Nhiên vặn tay ga lái chiếc xe Suzuki xông vào, phân rẽ cả đám người ra, Trương Dương vui mừng nói, Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nói, lên xe mau. Tôn Hiểu Vĩ ôm đầu, đau đến mức cúi đầu sát đất. Sở Yên Nhiên nói, Tôn Hiểu Vĩ, nghe cho rõ đây, Trương Dương là chồng chưa cưới của tao, ăn hiếp anh ấy cũng là ăn hiếp tao. Toàn thân Sở Tiểu Thư như ánh lên chất anh hùng sáng chói, Trương Đại Quan Nhân lần đầu tiên có cảm giác được làm người đàn ông, hắn lại tự nhiên cảm thấy sự bình an tuyệt đối. Nam Nhi không nhất định lúc nào cũng là kẻ mạnh, cũng phải có lúc được phái nữ che chở, cái cảm giác đó. Thật sự là very good. Chương 795, Lão Hổ Phát Huy 1. Tôn Tiểu Vĩ đã học được kế kích tướng. Hắn hét lên, Trương Dương, nếu là đàn ông thì đứng ra đây, đừng có làm thằng hèn trốn sau lưng đàn bà nữa. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, lúc này hắn đang rất bình tĩnh, sẽ không mắc lừa Tôn Tiểu Vĩ, tranh giành chí khí để làm gì. Vừa nãy hắn vì lo lắng cho sự an nguy của Sở Yên Nhiên mới tinh thần bất ổn, bây giờ đã thấy Sở Yên Nhiên bình an vô sự, nên đã nhẹ nhõm hẳn. Trương Dương nói, mày có biết vợ chồng tình thâm là gì không? Vì Yên Nhiên tao nguyện làm người đàn ông đứng sau cô ấy. Lời này nói nghe rợn cả người, Sở Yên Nhiên nổi cả da gà, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một sự ấm áp, cô ấy biết Trương Dương đang mượn cơ hội để bày tỏ với cô ấy. Tôn Tiểu Vĩ nháy mắt, mấy chiếc xe máy lại tụ lại, bao vây lấy Trương Dương và Sở Yên Nhiên ở giữa. Sở Yên Nhiên nhấn mạnh ga, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tôn Tiểu Vĩ, cô thấp giọng nói, ngồi vững. Trương Dương nhìn ra ý đồ của cô ấy, liền ôm chặt lấy eo Sở Yên Nhiên, cơ thể áp sát vào cơ thể cô ấy, lâu rồi không gần như thế này, cảm giác cơ thể Sở Yên Nhiên càng ngày càng hấp dẫn. Sở Yên Nhiên đột nhiên khởi động xe, lao thẳng về phía trước, cô ấy nhắm chuẩn vào giữa hai chiếc xe phía trước, len vào giữa xông qua. Từ một chiếc xe có một tên chọc đầu lao ra, vùng chiếc thiết côn về phía Trương Dương, đây chính là Nhị Bảo lúc nãy bị mất thăng bằng ngã xuống, không đợi thiết côn của gã lao tới. Trương Dương đã ném chiếc mũ sắt về phía hắn, trúng vào mũi Nhị Bảo. Tuy Trương Dương đang ở trong thế yếu, nhưng trọng lượng vốn có của chiếc mũ sắt đã đập thẳng làm Nhị Bảo mặt mũi đầy máu, gã kêu thảm một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất, chiếc thiết côn trong tay cũng rơi xuống, lại rơi trúng chân hắn, Nhị Bảo đau đớn nhảy lên. Trương Dương cười lớn. Tôn Tiểu Vĩ vốn đứng chặn trước đường, gã không ngờ Sở Yên Nhiên lại đưa Trương Dương xông ra khỏi vòng vây rồi lại thấy Sở Yên Nhiên lao xe máy về phía mình. Khi sắp đến trước mặt gã, Sở Yên Nhiên liền bốc đầu xe lên, chỉ dê bánh sau hướng về phía Tôn Tiểu Vĩ. Tôn Tiểu Vĩ bị dọa sợ lùi ra sau, bọn chúng lùi ra để hở một khe, Sở Yên Nhiên không giảm tốc, bánh trước lại tiếp đất phi về phía trước. Tôn Tiểu Vĩ thần hồn thất kinh xoa mồ hôi, hét lớn, đuổi theo. Mười mấy chiếc xe máy dồn hết sức đuổi đem. Trên con đường mới xây này Sở Yên Nhiên lại không ngừng tăng tốc, Trương Dương ôm chặt lấy cô ấy, tiếng gió kêu vù vù bên tai. Lúc này tốc độ của họ đã đạt đến 150 km/h. Nhưng phía sau đám người Tôn Tiểu Vĩ cũng không ngừng tăng tốc đuổi theo, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Nhưng con đường đang phong tỏa này cũng sắp hết. Tuy nội lực của Trương Dương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng nhãn lực vẫn là nhất đẳng cao nhân, hắn nhìn thấy chỗ khuyết ở phía trước, liền nhắc nhở Sở Yên Nhiên giảm tốc. Sở Yên Nhiên giảm tốc lại, từ từ tiến vào con đường khác, con đường quả thật lắc lư. Từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy đám người phía sau đang tiếp cận gần. Trương Dương tức giận nói can, từ đây đi tới can lộ còn khoảng 3 km nữa, con đường này vì thường ngày có xe tải đi qua nên trở thành lồi lõm nhiều hố, tốc độ của bọn họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai chiếc xe đằng sau đã vượt lên ép trước đầu xe họ, làm cho bọn họ phải giảm tốc và mấy chiếc xe khác phía sau cũng đuổi lên. Tôn Tiểu Vĩ cười lớn nói, chạy à, tao xem mày có thể chạy đến đâu. Sở Yên Nhiên nhìn thấy không còn đường đi tiếp, chỉ có thể dừng xe lại, bỏ mũ ra, một mái tóc đen tuyền xõa ra như suối, khuôn mặt cô ấy vì tức giận mà đỏ cả lên, nhìn Tôn Tiểu Vĩ nói, Tôn Tiểu Vĩ, đừng có làm bậy. Tôn Tiểu Vĩ nói, việc này không liên quan gì đến cô, tôi đến tìm hắn. Gã đưa tay chỉ Trương Dương. Trương Dương muốn lên phía trước, cái đồ khốn kiếp, ông mày cho dù không được khỏe nhưng đối phó với loại mèo con như mày cũng chỉ cần một phút là xong. Nhưng Sở Yên Nhiên vẫn chắn trước mặt hắn, tức giận nói, tao xem đứa nào dám động đến một ngón tay cái của anh ấy. Tôn Tiểu Vĩ cười lớn.
Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vai Sở Yên Nhiên, nhà đầu này, sao lại không tin anh như vậy? Đối với loại thép này anh nhiều nhất cũng chỉ cấn đến một ngón út thôi. Sở Yên Nhiên biết trước đây khi Trương Dương trị thương cho ông ngoại đã dốc hết toàn sức, hai ngày này chính là lúc cơ thể hắn yếu nhất, cô không muốn Trương Dương mạo hiểm, đưa tay ra nắm lấy cánh tay hắn. Trương Dương cười, thấp giọng nói, em vẫn quan tâm anh rất vui. Khi nói ra lời này hắn cảm thấy mũi mình có chút cay cay. Sở Yên Nhiên nói, em không thể để anh mạo hiểm, anh nhớ có chuyện gì thì em biết làm sao. Hai người đã đính hôn trước mặt Sở Trấn Nam, nhưng không có nghĩa là khúc mắc trong lòng họ đã hoàn toàn được trừ bỏ, thậm chí có thể nói, về mặt tình cảm họ tương đối cẩn trọng, Trương Dương sợ mình sẽ làm hại đến Sở Yên Nhiên, còn Sở Yên Nhiên cũng sợ mình bị tình yêu làm tổn thương. Đính hôn lại nhưng trong lòng họ vẫn chưa có sự tin tưởng lại. Nhưng sự xuất hiện của Tôn Tiểu Vĩ lại làm cho tình cảm tận sâu trong đáy lòng dành cho đối phương bộc phát hết ra. Sở Yên Nhiên vẫn là Sở Yên Nhiên của năm đó, vì Trương Dương cô có thể bất chấp tất cả. Trương Dương nhìn vào khuôn mặt của Sở Yên Nhiên, trong đầu hắn lại lóe lên cảnh tượng bị bao vây khi ở lãnh sự quán Trung Quốc tại New York. Sở Yên Nhiên đã bất chấp tất cả để xông vào lãnh sự quán, rồi lái xe đánh lạc hướng của FBI, để cho mình có thể thoát khỏi đó. Lời này của Sở Yên Nhiên cũng làm cho Trương Đại Quan Nhân có được dũng khí vô hạn, tất cả những kiêng dè đều không còn, hào khí ngút trời, không sợ gì cả. Thứ tình yêu này có rất nhiều lúc có thể phát huy được tác dụng lớn như thế này. Nếu không tại sao người ta lại nói sống vì yêu, chết vì yêu chứ? Sức mạnh của tình yêu có thể làm cho người ta hưng phấn lên tột độ. Khi Trương Dương đang định ra tay, cho dù kinh mạch đang bị tổn thương, cũng phải cho bọn vô sỉ này một trận. Thì xung quanh bắt đầu có động tĩnh, 6 chiếc xe jeep quân dụng từ phía xa tiến tới, rồi bao vây lấy cả đám người vào giữa, từ trên xe nhảy xuống 20 mấy quân nhân súng vác vai đạn đã lên nòng sẵn, người đi đầu chính là tư lệnh viên phân khu Tĩnh An quân Hồng Trường Vũ. Đám người Tôn Tiểu Vĩ vừa nhìn thấy trận thế trước mắt lập tức hoảng sợ, nhiều quân nhân vác súng như vậy, uy lực vô cùng lớn. Có mấy tên liền nổ máy muốn chạy, nhưng lập tức có tiếng súng dứt khoát vang lên. Hồng Trường Vũ một phát súng đã làm cho chiếc lốp nổ banh, tên tiểu tử muốn chạy đó ngã xuống đất theo quán tính. Những tên khác đều bị tiếng súng làm sợ hãi, mẹ nó, đám quân nhân này thật sự dám nổ súng sao? Hồng Trường Vũ một thân giáp bị, trước ngực đép hoa trắng, gã vẫn đang để tang cho Sở Tư lệnh, bên này xương cốt Sở Tư lệnh vẫn chưa lạnh mà đã có người dám ức hiếp cháu ngoại của ông ấy, đúng là không thể nhịn nổi. Sở Trấn Nam khi còn sống đều rất quan tâm đến bọn họ. Nên đám thủ hạ này cũng coi ông ấy như một người cha, bây giờ tuy Sở lão ra đi rồi nhưng tình cảm vẫn còn, chỉ cần bọn họ còn sống sẽ không thể đứng nhìn người khác ức hiếp Sở Yên Nhiên. Tôn Tiểu Vĩ không phải không biết Hồng Trường Vũ, Hồng Trường Vũ là tư lệnh phân khu Tĩnh An quân, cũng là thường ủy thành phố Tĩnh An, cha của Tôn Tiểu Vĩ Tôn Quốc chính là phó thị trưởng thường vụ thành phố Tĩnh An. Hồng Trường Vũ tuy không thể nói là bạn tương giao với Tôn Quốc chính nhưng dù sao cũng có thể coi là bạn bình thường. Nhưng mối quan bạn bè cũng phải có giới hạn, Hồng Trường Vũ nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt như muốn phun ra lửa, hai ngày nay vì sự ra đi của Sở lão gia mà trong lòng y rất đau buồn. Luôn muốn tìm một con đường nào đó để giải tỏa, bây giờ có thể coi là đã tìm ra. Tôn Tiểu Vĩ cười bồi, gã gọi một tiếng chú Hồng, rồi nói, chú Hồng, cháu và Sở Yên Nhiên đang lái xe đi chơi thôi, không có gì, không có gì. Gã nghĩ rằng dù thế nào Hồng Trường Vũ cũng sẽ nể mặt cha gã một chút. Hồng Trường Vũ nhìn dò xét Tôn Tiểu Vĩ, chơi thôi sao? Tôn Tiểu Vĩ gật đầu lia lịa nói, đúng thế, đúng thế. Hồng Trường Vũ nhíu hai hàng lông mày lại, đột nhiên vung tay ra tát thẳng vào mặt Tôn Tiểu Vĩ hai cái, bà nội mày chứ, tưởng tao mù sao? Tôn Tiểu Vĩ bị y đánh bất ngờ, liền ôm mặt nói, sao chú lại có thể đánh người chứ? Hồng Trường Vũ nói, ai ức hiếp Yên Nhiên thì chính là đánh vào mặt Hồng Trường Vũ tao. Để tao xem cái đám có mẹ sinh ra mà cha không dạy chúng mày có bản lĩnh thế nào, đưa tất cả về cho tao, để tao xem cám đám rác rưởi bọn mày thích chơi như thế nào. Trương Dương mừng thầm trong lòng, vốn đã định ra tay rồi, may mà Hồng Trường Vũ mang người đến, vị Hồng Tư lệnh này không hổ là thủ hạ thân thiết của Sở Tư lệnh, nhiều năm đi theo Sở Tư lệnh cũng đã học được khí thế của ông ấy. Chớ nhìn Hồng Trường Vũ bình thường trước mặt Sở Tư lệnh luôn cúi đầu răm rắp làm theo, thực ra ở bên ngoài cũng là một con mãnh hổ. Hồng Tư lệnh vừa hạ lệnh thì đoàn binh sĩ liền xông lên phía trước, còng một loạt đám người Tôn Tiểu Vĩ lại, chỉ trong một lát đã khống chế hết. Đám tiểu tử này sớm đã bị khí thế của Hồng Trường Vũ làm cho sợ hãi, muốn chạy cũng không có gan. Chương 796, Lão Hổ phát huy 2.
Hồng Trường Vũ nói với Trương Dương, Trương Dương, cháu và Yên Nhiên về trước đi, việc ở đây giao cho chú. Trương Dương gật đầu, sợ Yên Nhiên cũng không nói nhiều, lại khởi động xe và đi về phía Tiên Hồ. Chấm chấm. Sở Yên Nhiên nói từ khi biết có chuyện phiền phức xảy ra, Tiểu Trang đã liên tục gọi điện cho cô. Cuối cùng Sở Yên Nhiên cũng nhấc điện thoại. Trương Dương nói, tại sao cậu ta gọi điện thì em nhấc còn anh gọi thì em không nhấc vậy? Sở Yên Nhiên nhỏ giọng nói, anh không giống. Sao lại không giống? Thì vì không giống nên em không nhấc. Trương Dương cười ha ha, sau đó vòng tay ông lấy Sở Yên Nhiên vào lòng, cảm ơn em đã bảo vệ anh. Chiếc xe lắc lắc, sau đó Sở Yên Nhiên nhanh chóng khống chế lấy phương hướng. Rồi nói, em đang lái xe, anh phiền phức quá. Phía trước không xa chính là chiếc xe màu đỏ, Sở Yên Nhiên dừng xe lại, bảo Trương Dương lái xe về. Trương Dương có chút không yên tâm, nói, lần này em không thể lại bỏ anh rồi chạy đâu. Sở Yên Nhiên nói, được rồi, biết rồi. Trương Dương lại nhớ tới Tiểu Trang đang bị thương, liền bảo Sở Yên Nhiên gọi điện hỏi thăm gã một chút. Tiểu Trang lúc này đã đến bệnh viện rồi, khâu 3 mũi ở đầu, vết thương không nghiêm trọng lắm, bảo bọn họ không cần lo lắng. Mau mau trở về. Khi lên đến cano ở Hồ Mộng Tiên, Trương Dương liền nhớ tới chỗ tài liệu Lý Đồng Dục giao cho Sở Yên Nhiên, lại không biết cô ấy đã xem nó chưa. Sở Yên Nhiên đã phát giác ra điều gì đó từ trong ánh mắt Trương Dương, liền nói anh đang quan tâm đến chỗ tài liệu đó. Trương Dương gật đầu. Sở Yên Nhiên nói anh quan tâm đến ông ta. Trương Dương lắc đầu nói anh không quan tâm đến ông ta mà là em, anh sợ chỗ tài liệu đó sẽ đả kích em. Sở Yên Nhiên nói, em biết mục đích ông ta đưa cho em những thứ này. Trương Dương nói, năm đó Lý Đồng Dục luôn yêu thầm mẹ em, vì yêu mà sinh hận là lẽ thường tình. Nghe Trương Dương nói đến mấy chữ vì yêu nên hận, Sở Yên Nhiên liền hậm hực nhìn Trương Dương. Cano đang đi sát tới đảo, từ xa đã nhìn thấy trên bến thuyền có một người đang đứng, đó là Tống Hoài Minh, ông ta đứng yên không động đậy, ánh mắt chăm chú nhìn bóng con gái đang lại gần. Sở Yên Nhiên thấy cha. Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác khó nói. Sở Yên Nhiên nói với Trương Dương, chuyện của Lý Đồng Dục anh không được nói cho cha em. Trương Dương nói, anh thấy có một số chuyện nên nói rõ thì tốt hơn. Sở Yên Nhiên giận nói, anh rốt cuộc là đứng về phía em hay ông ấy? Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, còn phải hỏi sao? Anh đương nhiên là đứng về phía em rồi. Hắn vừa từ từ cho thuyền cập bến vừa thấp giọng nói, thực ra trước đây ông ấy muốn gửi cho em một bức thư. Có điều sau khi đến Tĩnh An đã xảy ra nhiều chuyện, anh chưa có cơ hội giao cho em, sau khi ông ấy đến lại muốn lấy nó về. Sở Yên Nhiên gật đầu. Tống Hoài Minh nhìn Trương Dương và con gái đã bình yên vô sự trở về, trên mặt lộ ra sự yên tâm. Ông ta nhanh chóng đi tới đón, đưa tay ra định kéo lên, nhưng Sở Yên Nhiên lại không đưa tay ra mà đi thẳng lên bờ. Tống Hoài Minh từ hành động của con gái đã nhận thức được chuyện gì đó, Sở Yên Nhiên bước nhanh đi qua người ông ta. Trương Dương khi đang buộc dây cano lại thì hai cha con họ đã đi xa. Tống Hoài Minh đuổi theo con gái, Yên Nhiên, tại sao muộn như vậy mà con còn ra ngoài, mọi người đều rất lo cho con. Sở Yên Nhiên dừng bước quay đầu lại, nhìn cha nói, con biết, con từ nhỏ đã nghe theo cha vô số lần rồi. Tống Hoài Minh nói, Yên Nhiên, cha biết cha có lỗi với con, đã không làm tròn trách nhiệm một người cha, cha sẽ cố gắng làm, con cho cha một cơ hội đi. Để cha chứng minh cho con thấy cha không phải là một người cha tồi. Sở Yên Nhiên nói, cha cho dù có tốt hay xấu thì con cũng không thể phủ nhận sự thật cha là người sinh ra con, nhưng cha có hiểu không, điều con để tâm không phải là chuyện này, con luôn nghĩ, năm đó tại sao cha không đi cứu mẹ con, cha rốt cuộc có yêu bà ấy không? Tống Hoài Minh có chút kích động nói, cha yêu bà ấy. Trên đời này không có ai có thể thay thế vị trí của bà ấy trong trái tim cha, bà ấy đã rời bỏ ta nhiều năm như vậy rồi. Nhưng tình cảm của ta đối với bà ấy không một chút nào phai mờ. Dù sao mẹ con cũng chết rồi, cha nói như thế nào chẳng được. Thái độ của Sở Yên Nhiên vô cùng kháng cự. Yên Nhiên, trận động đất năm đó cha không để cho mẹ con tham gia đi cứu trợ, cha kiên quyết để mẹ con ở nhà chăm con, vì chuyện này mà cha và bà ấy đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Sở Yên Nhiên nói, e là không chỉ vì chuyện này. Tống Hoài Minh lấy một bức thư từ trong áo ra. Đây là bức thư mà hai ngày trước cha đã nhờ Trương Dương giao cho con, trong đây cha đã viết rất rõ chuyện năm đó. Sau khi ta đến Tĩnh An thì biết Trương Dương không kịp đưa cho nên ta đã lấy lại, muốn đích thân nói với con chuyện năm đó, nhưng lại xảy ra chuyện của ông ngoại con. Sở Yên Nhiên nói, cha nói đi, con nghe. Tống Hoài Minh nhìn vào ánh mắt của con gái, từ dáng người,
khuôn mặt con bé có thể nhìn ra bóng hình của người vợ năm xưa, Tống Hoài Minh đau khổ mím môi, thấp giọng nói, mà còn trước khi tham gia hội cứu trợ đã mắc phải bệnh nan y, bà ấy không nói cho bất kỳ ai, trước khi động đất xảy ra ta mới biết chuyện này, ta đã bảo bà ấy xin đi Mỹ điều trị, điều kiện y học bên đó tốt hơn trong nước, nhưng bà ấy luôn cho rằng mình đã hết thuốc chưa, đã bỏ cuộc điều trị, nguyện ở lại sống nốt những ngày cuối cùng với người thân. Cha nói dối, Sở Yên Nhiên lắc mạnh đầu. Tống Hoài Minh nói, cha không nói dối, cha sẽ không bao giờ nói dối người thân của mình. Bệnh án của bà ấy đến giờ cha vẫn giữ, mẹ con khi còn sống đã không nói với ai, bà ấy từng bảo rằng nếu như một ngày bà ấy chết thì sẽ yên lặng mà biến mất, trừ ta ra sẽ không nói cho bất kỳ ai, người khác hỏi bà ấy chỉ bảo ra ngoài du ngoạn xa, ít nhất vẫn có thể để lại một tia hy vọng cho người thân. Nhưng chúng ta không ngờ nó lại nhanh như vậy. Sở Yên Nhiên nói, nếu đã như vậy tại sao lại không giải thích với ông ngoại, để cho ông hiểu lầm cha nhiều năm vậy. Tống Hoài Minh nói, ta đã đồng ý với mẹ của con sẽ không nói bệnh tình của bà ấy cho bất kỳ ai. Ông ngoại con, bà ngoại con, bọn họ đã coi ta là hung thủ gián tiếp hại chết Tĩnh Chi, nếu như ta giải thích thì bọn họ sẽ càng đau lòng, để cho bọn họ hận ta, thì trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu hơn một chút. Sở Yên Nhiên nói, tại sao lại không nói cho con biết? Con là con gái ta. Ta không muốn để cho con phải chịu đả kích này, ta luôn chuẩn bị để chờ khi con lớn lên sẽ nói rõ chân tướng sự thật này cho con. Ta thậm chí từng nghĩ sẽ vứt bỏ hết con đường công danh để chăm sóc con, nhưng ta, đôi mắt Tống Hoài Minh đã đỏ lên. Sở Yên Nhiên lắc lắc đầu, cha tưởng rằng con sẽ tin cha sao? Hôm động đất đó, rõ ràng cha có cơ hội đi cứu mẹ, nhưng lại dẫn người đến trường tiểu học bên cạnh, cha đi cứu ai? Ngoài những đứa trẻ ấy ra, cha còn cứu ai? Trong mắt Tống Hoài Minh đầy sự kinh ngạc, trong lòng ông ta trào lên một cơn đau. Sở Yên Nhiên nói, Liễu Ngọc Doanh năm đó chính là giáo viên ở trong trường tiểu học đó. Tống Hoài Minh nói, ai nói cho con những điều này? Là ai nói cho con? Ông ta tức giận quát lên. Sở Yên Nhiên nói, cha mãi mãi không thể che giấu được chân tướng sự thực. Tống Hoài Minh nghĩ đến một người, Lý Đồng Dục, nếu Lý Đồng Dục xuất hiện ở trước mặt ông ta bây giờ. Ông ta chắc chắn sẽ xông tới đấm cho y mấy bạt tai. Ánh mắt Tống Hoài Minh hiện lên sự đau khổ bi thương, ông thấp giọng nói, không sai, Liễu Ngọc Doanh là giáo viên trường tiểu học đó. Nhưng khi ta đi cứu họ thì hoàn toàn không biết cô ấy ở đấy, cha sớm đã quen bà ấy. Đúng thế, những chúng ta trong sạch, ta luôn chung thủy với mẹ con. Tống Hoài Minh tức giận hét lên. Sở Yên Nhiên lấy chỗ tài liệu ra, bức thư đã bị bóc. Cô ấy cuối cùng cũng không khống chế được sự hiếu kỳ trong lòng nên đã xem hết chỗ tài liệu. Hai cha con đứng đối diện nhau trong đêm, khuôn mặt Sở Yên Nhiên trắng bạch như tuyết, Tống Hoài Minh thì co hết cả cơ thịt lại, ông ấy đang cố gắng khống chế sự đau khổ trong nội tâm. Sở Yên Nhiên lấy mấy bức ảnh đã lem nhem ra, trong đó có một ảnh chụp chung với Liễu Ngọc Doanh, tuy không phải là chỉ hai người chụp, nhưng chụp ảnh tập thể, Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Doanh đứng cạnh nhau, hai người cười rất ngọt ngào, Sở Yên Nhiên giơ bức ảnh đỏ lên. Sau đó ném xuống đất nói, đây là cái gì? Tống Hoài Minh không nói gì, vẻ mặt của ông càng lúc trông càng đau khổ. Sở Yên Nhiên lại đưa ra một bức thư, thời gian đã làm cho bức thư cũ nát đi, nhưng những chữ viết trên đó vẫn còn rất rõ ràng. Sở Yên Nhiên nói, có cần con phải đọc cho cha nghe không? Có cần con phải đọc những dòng chữ đầy tình cảm trong này cho cha nghe lại một lần không? Tống Hoài Minh trừng mắt lên, Yên Nhiên, cha thừa nhận bức thư này là Liễu Ngọc Doanh viết cho cha. Nhưng cha chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với mẹ con. Cha đi cứu cô ấy cũng không phải vì có tình cảm gì đặc biệt, ta chủ yếu là vì những đứa trẻ đó. Sở Yên Nhiên lại nói, cha sớm đã quen biết Liễu Ngọc Doanh, bức ảnh này, bức thư này đều đã chứng minh, hai người sớm đã qua lại. Còn mẹ của con thì luôn bị cha lừa gạt, thứ gì đã làm mẹ nản lòng chứ? Là sự phản bội của cha, là cha đã phản bội mẹ con. Câm mồm, Tống Hoài Minh điên cuồng hét lên. Sau đó không có cách nào giữ được bình tĩnh, đã vung tay lên tát cho Sở Yên Nhiên một cái. Đánh xong, hai người đứng ngẩn tại chỗ, Sở Yên Nhiên đưa tay lên ôm má, cô không khóc, trong ánh mắt đầy sự quật cường và oán hận, cô quay người đi xa. Chương 797, Lão Hổ phát huy 3. Tống Hoài Minh nhìn theo bóng con gái, từ từ giơ tay mình lên, lẩm bẩm nói, ta đã làm gì sao? Ta đã làm gì sai? Ông đưa tay nắm dựa vào thân cây. Trong lòng có nỗi đau như đang giày xéo, ông đột nhiên đưa tay lên, đấm mạnh từng nắm đấm vào thân cân, đấm đến toạc cả da ra, nhưng dường như ông không hề cảm thấy đau đớn. Thân hình nhỏ nhắn của Margaret xuất hiện sau lưng Tống Hoài Minh,
Bà ấy nắm lấy tay Tống Hoài Minh, có chút xót xa khi nhìn đôi bàn tay đang chảy đầy máu, thở dài, lấy khăn mùi xoa ra băng lại vết thương. Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt Tống Hoài Minh có hai hàng nước mắt long lanh như thủy tinh, ông nhanh chóng quay đầu đi lau nước mắt, thấp giọng nói, mẹ. Margaret gật gật đầu, nhặt bức ảnh và bức thư dưới chân lên. Margaret nhẹ giọng nói, những lời lúc nãy của hai con ta đều đã nghe thấy hết. Tống Hoài Minh nói, mẹ tin con không? Margaret không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông, thực ra trước khi Tĩnh Chi ra đi mấy tháng, ta đã phát hiện ra nó có rất nhiều thay đổi, nhớ khi nó sống, lần cuối cùng ta gặp nó đã nói rất nhiều chuyện, làm cho ta vô cùng mẫn cảm, ta vốn tưởng rằng giữa hai con xảy ra chuyện gì, Tĩnh Chi nói với ta, con đối với nó rất tốt, việc Liễu Ngọc Doanh viết thư cho con, nó cũng đã nói cho ta, nó còn nói, hai con tin tưởng lẫn nhau, con chưa từng giấu nó bất cứ chuyện gì. Tống Hoài Minh gật mạnh đầu. Margaret nói, Tĩnh Chi đưa cho ta một số bệnh án, bảo ta đi Mỹ nhờ tư vấn hộ phương pháp trị liệu, ta đã tìm một người bạn làm y, dựa theo bệnh án, họ chẩn đoán người này đã mắc bệnh ung thư, độ ác tính rất cao, khả năng trị liệu rất thấp. Lúc đó trong lòng ta có một dự cảm rất không tốt, ta sợ những bệnh án này là của Tĩnh Chi, ta đã gọi điện cho ông già, con biết đấy, ông ấy là một người không hãy để tâm mọi thứ, nên không hề phát giác ra chuyện này, sau đó ta đã gọi điện cho con còn nhớ không? Tống Hoài Minh nói, con nhớ, lúc đó mẹ đã truy hỏi con chuyện của Tĩnh Chi. Margaret thê lương nói, bất luận ta hỏi thế nào con đều giữ kín như bưng, con đều nói Tĩnh Chi không sao. Tống Hoài Minh buồn bã nói, Tĩnh Chi không muốn cho mọi người biết, cô ấy không muốn mọi người lo lắng, ngay cả con trước khi động đất không lâu cũng mới biết, không lâu sau đó Tĩnh Chi đã gặp nạn trong vụ động đất. Margaret nói, thực ra con nên nói chuyện này ra. Tống Hoài Minh mắt đỏ hoe nói, con đã đồng ý với Tĩnh Chi, con muốn bảo vệ bí mật cho cô ấy, hơn nữa tình hình lúc đó con không muốn mọi người nghĩ con muốn trốn tránh trách nhiệm. Margaret nói, sau khi Tĩnh Chi chết, ông gia đã đổ hết tội cho con, những năm qua con đã chịu không ít tủi nhục rồi. Tống Hoài Minh ngậm nước mắt nói, mẹ, là lỗi của con đã không chăm sóc tốt cho Tĩnh Chi, là con không chăm sóc tốt cho cô ấy, nói đến đây bao nhiêu ấm ức trong lòng Tống Hoài Minh những năm qua đều bộc phát ra hết. Ông khóc không thành tiếng. Sở Yên Nhiên ngồi trước mộ ông ngoại, ngẩn người nhìn cây ngân hạnh, đêm tối, gió thổi rất lạnh, nước mắt sớm đã bị gió thổi khô đi. Sở Yên Nhiên khịt khịt mũi, nhìn ra phía xa, thấy có một bóng đen, tuy không nhìn rõ là ai nhưng cô đoán được đó là Trương Dương, cô nói, ra đây đi. Trương Dương cẩn thận bước ra, hắn đến bên cạnh Sở Yên Nhiên, vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác rồi khoác lên người Sở Yên Nhiên, ôm cô ấy vào trong lòng. Sở Yên Nhiên không nói gì, dựa vào lòng hắn mà khóc, khóc một mới lau nước mắt nói, em phát hiện ra có một vị hôn phu cũng không tệ, ít nhất cũng sẽ có người cởi áo khoác lên cho mình. Trương Dương cười nói, thực ra anh luôn đi theo em. Sở Yên Nhiên nói, em và ông ấy cãi nhau anh đều nghe hết rồi à? Trương Dương nói, không có, anh trốn ở xa, không nghe thấy hai người nói gì. Thực ra với thính lực của hắn thì cho dù không muốn nghe, nhưng hai cha con họ lớn tiếng như thế thì âm thanh vẫn cứ chui vào tai thôi. Sở Yên Nhiên đương nhiên không tin, cô nói, em có quá đáng quá không? Trương Dương nói, tuy là anh nói có thể làm em tức giận, nhưng anh vẫn phải nói một câu, anh cảm thấy cha em là một người tốt. Khẳng định vậy sao, có phải là vì ông ấy là lãnh đạo của anh không? Anh không dám đắc tội ông ấy. Trương Dương nói, cha nào con nấy, em tốt như vậy thì cha em sao có thể là người xấu chứ? Sở Yên Nhiên nói, em giống mẹ. Trương Dương cười, mẹ em thì anh chưa từng nhìn thấy, có điều anh cảm thấy trên người em có rất nhiều điểm giống ông ấy. Đừng nói nữa, em không muốn nghe. Trương Dương nói, cái người Lý Đồng Dục này anh đã từng gặp, lần đầu tiên giao thủ với y là vì y phái người đến Thanh Thái Sơn, khi đó ông Trần vì cứu Đỗ Thiên Giã mà lỡ làm bị thương một sơn dân. Y đã phái ký giả đến Thanh Thái Sơn để khích sơn dân đó làm lớn chuyện. Nói đến chuyện này, Trương Dương đột nhiên nhớ ra, tại sao Lý Đồng Dục lại hãm hại Trần Sùng Sơn, y đã từng nói cha y đã từng là bí thư địa ủy Cận Liêu, chết vào thời kỳ văn cách, lẽ nào việc y hãm hại Trần Sùng Sơn không đơn giản chỉ nhằm vào Đỗ Thiên Giã? Giữa cha y và mấy người Sở Trấn Nam, Trần Sùng Sơn phải chăng có một số ân oán không thể để cho người ta biết? Sở Yên Nhiên nói, em nhớ khi còn nhỏ ông ấy thường đến nhà em, mọi người trong nhà đều không thích ông ta, lại có một lần bị ông em tức giận đánh. Trương Dương nói, qua mấy lần tiếp xúc, anh đã có thể đoán định được người này là một kẻ tiên han,
Sau này khi anh tìm quan Chỉ Thanh làm người đại diện hình tượng thì hắn lại phái ký giả đến gây rối, rồi bị anh đánh ngay tại chỗ. Sở Yên Nhiên không nhịn nổi mà bật cười, cô kéo cánh tay Trương Dương, em biết, Chỉ Thanh sau khi về nước đã kể cho em nghe, cũng là từ lần đó cô ấy đã thay đổi cách nhìn về anh, luôn nói những điều tốt đẹp về anh. Trương Dương nói, lần này hắn lại đưa ra những thứ này. Yên Nhiên, anh tuy không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì, nhưng con người Lý Đồng Dục này tuyệt đối sẽ không có lòng tốt gì, tại sao y lại chọn lúc này để tiết lộ hết bí mật? Vì y không muốn để cho Sở gia sống tốt. Sở Yên Nhiên nói, em biết con người này không có ý tốt gì, nhưng em không thể khống chế được sự tò mò nên đã xem mấy thứ đó. Trương Dương thở dài. Sở Yên Nhiên nói, rất kỳ lạ, em đã xem hết thứ mà y gọi là chứng cứ, em tưởng rằng em sẽ hận cha, nhưng cô ấy nước mắt long lanh nhìn Trương Dương, em không làm được. Giọng nói của Margaret vang lên sau lưng bọn họ, vì, con vốn không nên hận ông ấy. Sở Yên Nhiên và Trương Dương vội tách nhau ra, mặt cô đỏ lên, dù sao cô và Trương Dương cũng dựa vào nhau sát quá, để cho bà ngoại nhìn thấy cũng hơi ngại. Trương Dương nói một tiếng bà ngoại, Margaret cười cười nói, con về trước đi, ta muốn nói chuyện một mình với Yên Nhiên. Thấy Margaret xuất hiện, Trương Dương cũng yên tâm, thực ra tâm trạng của Sở Yên Nhiên không hề kích động như hắn nghĩ. Những tài liệu Lý Đồng Dục đưa ra chắc không gây ra được tác dụng như y mong muốn, Sở Yên Nhiên không hoàn toàn tin tưởng vào những thứ đó, tin rằng Margaret có thể gỡ bỏ được nút thắt trong lòng Sở Yên Nhiên. Khi Trương Dương trở về khu nhà thì phát hiện trong nhà có mấy vị khác, trong đó một người chính là Tôn Quốc Chính, phó thị trưởng thường vụ thành phố Tĩnh An. Tống Hoài Minh ngồi trên ghế sofa, tay phải buộc một chiếc khăn mùi xoa màu trắng, Tống Hoài Minh lúc này đã bình tĩnh lại, bê tách trà yên lặng ngồi uống. Trước mặt Tôn Quốc Chính không có tách trà nào, chắc là Tống Hoài Minh chưa bảo người mang lên. Tôn Quốc Chính bây giờ tuy là phó thị trưởng thường vụ thành phố Tĩnh An, một thành viên in trong thường ủy, nhưng trước mặt Tống Hoài Minh, y vẫn không thể ngẩng đầu lên, trước đây luôn đi theo Tống Hoài Minh, khi Tống Hoài Minh làm bí thư thị ủy, thì y làm thư ký trưởng thị ủy. Thấy Trương Dương bước vào, Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, qua đây ngồi. Trương Dương đến ngồi cạnh Tống Hoài Minh. Cung kính nói, chúc Tống tìm cháu có việc gì ạ? Tống Hoài Minh nói, cháu đã từng gặp thị trưởng Tôn chưa? Trương Dương gật đầu, nói với Tôn Quốc Chính, chào thị trưởng Tôn. Tôn Quốc Chính cười nói, nghe nói Trương Dương làm việc ở Bình Hải không tồi, tỉnh trưởng Tống thật có cách bồi dưỡng. Câu này của y là có ý muốn lấy lòng, nhưng Tống Hoài Minh không hề nể tình, lạnh nhạt nói, Trương Dương có thành tích ngày hôm nay đều là dựa vào bản thân cậu ấy, con người tôi không biết chăm sóc người nhà. Ngay cả đến con gái cũng không biết chăm sóc, nghĩ đến thật xấu hổ. Tôn Quốc Chính nói, tỉnh trưởng Tống bận rộn công việc, vì sự nghiệp đã hy sinh quá nhiều. Tống Hoài Minh nói, tôi tuy không giỏi chăm sóc người nhà, nhưng không có nghĩa là người khác có thể ức hiếp con gái tôi. Ông đập bàn một cái, nước trà bắn tung tóe. Tôn Quốc Chính bất giác run lên, thực ra từ mấy năm trước, vì sự xung đột giữa Tôn Tiểu Vĩ và Sở Yên Nhiên, cách xử lý của y đã làm cho Tống Hoài Minh vô cùng bất mãn. Khi đó mâu thuẫn đã được giải quyết, sau khi Tống Hoài Minh đi, Tôn Quốc Chính cũng không có bồi đắp lại quan hệ, may mà sau khi Tống Hoài Minh đi y đã lập tức lập lại đội ngũ, nịnh bợ bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Nguyên, quan lộ đi rất thuận lợi, bây giờ đã nhẹ nhàng lên tới vị trí thị trưởng thành phố Tĩnh An. Tôn Quốc Chính cười nói, thanh niên khó tránh khỏi xung đột gây hiểu lầm, tỉnh trưởng Tống, chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, trẻ con gây chút mâu thuẫn chúng ta đừng tưởng thật, đừng làm thương hòa khí. Lời này Tôn Quốc Chính sẽ không dám nói, đặc biệt là câu cuối, chớ làm thương hòa khí, đã ngầm ám thì Tống Hoài Minh phải nể mặt mình vài phần, nhiều năm làm đồng liêu thì không nói, nhưng bây giờ đang ở Tĩnh An, Tống Hoài Minh trước đây tuy là bí thư thị ủy Tĩnh An, nhưng bây giờ ông đã đi nhiều năm rồi, tôi là phó thị trưởng thường vụ thành phố Tĩnh An, Tôn Quốc Chính dám nói như thế này còn có một nguyên nhân khác, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Bắc Nguyên cũng đã thay đổi nhiều. Y tự tính thấy mình có quan hệ với các thành viên ở Bắc Nguyên mạnh hơn Tống Hoài Minh. Cường Long không ép đầu địa xà, hôm nay y đã chủ động đến cửa xin lỗi, Tống Hoài Minh cũng nên nhìn thấy mà bỏ qua. Đôi mắt Tống Hoài Minh lạnh lùng nhìn Tôn Quốc Chính, ánh mắt này dường như nhìn thẳng sâu vào trong đáy lòng Tôn Quốc Chính, làm cho Tôn Quốc Chính không khỏi hoang mang. Tống Hoài Minh đã nhiều năm làm lãnh đạo của y, về khí thế hoàn toàn áp chế y, Tống Hoài Minh đầy khiêu khích nói Quốc Chính, có vài năm mà thay đổi không nhỏ nhỉ. Chương 798, báo án 1. Tôn Quốc Chính vẻ mặt vẫn bình tĩnh, y mỉm cười nói, tỉnh trưởng Tống đã đi được vài năm rồi, biến hóa của Bắc Nguyên quả thực không nhỏ.
thay đổi khái niệm đối với cao thủ chính trị mà nói căn bản là vô cùng thuần thục. Tống Hoài Minh nhìn Tôn Quốc Chính trước mắt giống như là một tên nhà giàu mới nổi trong chính trị, quang vinh trong vài năm đã khiến y quên đi kinh lịch trước kia, y thậm chí còn quên kinh lịch năm xưa khi còn ở bên cạnh Tống Hoài Minh A Dua Nịnh Hót. Thật ra Tôn Quốc Chính không quên, ở trước mặt Tống Hoài Minh y thủy chung cảm thấy như thấp hơn một cái đầu, trên chính trị mặc dù có chức quan lớn nhỏ, nhưng bản thân người ta là ngang hàng, đó toàn bộ đều là lời vô nghĩa. Tôn Quốc Chính cảm thấy ánh mắt của Tống Hoài Minh lúc này vẫn giống trước đây, như từ trên cao nhìn xuống, điều này khiến cho y rất khó chịu, thời quá cảnh niên, hiện tại Tĩnh An đã không còn là lúc Tống Hoài Minh anh cầm quyền, anh dựa vào gì mà dùng ánh mắt từ trên cao để nhìn xuống tôi. Giống như Tôn Quốc Chính tôi là nô tài, phải nghe người ta gọi đi bảo lại. Ánh mắt của Tôn Quốc Chính chuyển hướng sang Trương Dương, Tiểu Trương, tối nay là hiểu lầm thôi phải không? Cậu và Yên Nhiên cũng không bị thương mà. Ngoài mặt y là nói với Trương Dương, nhưng trên thực tế là đang nói cho Tống Hoài Minh nghe, Tôn Quốc Chính cho rằng chuyện này bất kể phía nào sai, cũng không nên làm lớn, nguyên nhân y tìm đến Tống Hoài Minh là, con trai và đám bạn giang hồ của y toàn bộ đều bị quân đội khống chế, nếu là hệ thống công an thì còn dễ xử lý, nhưng vì sao lại là quân đội bắt người? Cho dù Tống Hoài Minh anh muốn ra mặt cho Sở gia thì cũng không nên xuất động quân đội. Trương Dương vẫn chưa kịp lên tiếng thì Tống Hoài Minh đã nói, Quốc Chính, anh muốn nói gì? Anh có nhìn thấy nhà của tôi đang làm đám tang hay không? Tôi không có nhiều thời gian tiếp anh. Tống Hoài Minh đã hạ lệnh đuổi khách. Sắc mặt của Tôn Quốc Chính rất khó coi, y ho khan một tiếng rồi nói, tỉnh trưởng Tống, Hiểu Vĩ và Yên Nhiên phát sinh chút mâu thuẫn, hiện tại đều bị quân đội giam giữ, tôi luôn thấy chuyện này ảnh hưởng không tốt, chỉ chẳng qua là xích mích của bọn trẻ, không cần thiết phải làm lớn như vậy. Anh nói đúng không? Tống Hoài Minh nói, Quốc Chính, tôi nghĩ anh tìm nhầm đối tượng rồi. Thứ nhất, quân đội làm gì, không có liên quan gì tới tôi. Chuyện của bọn nhỏ tự xử lý. Nếu chúng không xử lý được, có thể tìm chúng ta hỗ trợ xử lý. Tôi vẫn nói câu đó, tôi là một người dễ nói chuyện, nhưng có điều kiện tiên quyết là đừng làm thương tổn tới người nhà của tôi. Tôn Quốc Chính ngượng ngùng nói, tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh ua tay, thôi, tôi mệt rồi. Chuyện của nhà chúng tôi đã đủ nhiều rồi, chuyện của con anh phát sinh ở Tĩnh An, anh thân là phó thị trưởng thường vụ Tĩnh An, không nên tìm quan viên ngoại tỉnh như tôi để giải quyết. Tôn Quốc Chính vẻ mặt cứng đờ, nói, vậy, quấy rầy rồi, y đứng dậy. Tống Hoài Minh lại nói với Trương Dương, có người bức các cậu tham gia đua xe ngầm mà vì sao không nói với tôi? Tôi bảo cậu chiếu cố cho Yên Nhiên, cậu có làm được hay không? Nghe lời nghe âm. Trương Dương đương nhiên hiểu rõ những lời này của nhạc phụ không phải là chất vấn mình thật. Trương Dương nói, chú Tống, chú yên tâm, cháu sẽ không tha cho hắn đâu. Tống Hoài Minh nghiêm mặt, nói cái gì thế? Cậu có thể giải quyết được vấn đề sao? Thật uổng cho cậu là cán bộ quốc gia, sao có thể nói những lời như vậy? Trung Quốc là xã hội pháp trị, bất kỳ chuyện gì cũng phải thông qua pháp luật để giải quyết. Tôn Quốc Chính đi không được, không đi cũng không được. Y ngẫm nghĩ một chút rồi không ngờ lại ngồi xuống. Tống Hoài Minh là loại người nào thì y hắn biết rõ, y biết Tống Hoài Minh là người bao che cho con cái, nhưng không ngờ Tống Hoài Minh lại che chở tới mức này. Tuy rằng Tôn Quốc Chính mấy năm nay lông cánh cũng đủ cứng, cho rằng ở trước mặt Tống Hoài Minh cuối cùng cũng có vốn để nói chuyện, nhưng khi Tống Hoài Minh thật sự phát huy, y vẫn cảm thấy rét run từ tận đáy lòng. Tôn Quốc Chính nói, tỉnh trưởng Tống, thằng bé Hiểu Vĩ vẫn còn ham chơi, để lát tôi về sau dạy bảo nó. Bắt nó phải đăng môn xin lỗi Yên Nhiên. Những lời này đã cho thấy Tôn Quốc Chính đã bắt đầu chịu thua. Tống Hoài Minh nói, trẻ con dù sao cũng là trẻ con. Bọn chúng sai gì đâu chứ. Có sai thì cũng là cái sai cũng những người làm gia trưởng như chúng ta không biết dạy dỗ chúng. Tôn Quốc Chính lúc này biểu hiện cũng rất thành khẩn, tỉnh trưởng Tống, anh nói đúng, chuyện này là tôi trong giáo dục nó có sơ sót. Trương Dương đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng thấy buồn cười. Tôn Quốc Chính tuy rằng là một con cáo giả, nhưng ở trước mặt Tống Hoài Minh, tu vi của y vẫn còn nông lắm, Tống Hoài Minh đối phó với y, thắng bại là chuyện không cần phải lăn tăn. Thật ra Tôn Quốc Chính hoàn toàn là tự chuốc lấy nhục, y đã đăng môn xin lỗi thì đừng nên ra vẻ, anh ở trước mặt Tống Hoài Minh có gì mà dám khệnh khạng. Thành khẩn xin lỗi, đừng nói những lời dám chó gì như là tổn thương hòa khí, với lòng dạ của Tống Hoài Minh đương nhiên sẽ không thèm so đo với anh. Trương Dương tuy rằng phân tích chuyện rất thấu triệt, nhưng có một điểm hắn không ngờ tới, biểu hiện của Tống Hoài Minh đối với Tôn Quốc Chính là tư xê giận thật. Khi Tống Hoài Minh ở Tĩnh An, Tôn Quốc Chính lúc đó còn là thư ký trưởng thị ủy Tĩnh An,
đối với y luôn luôn bảo sao nghe vậy, hiện tại y mới rời khỏi Bắc Nguyên có mấy năm, quả nhiên ứng với câu tục ngữ, người vừa đi, trà liền lạnh, một phó thị trưởng thường vụ như Tôn Quốc Chính không ngờ dám uy hiếp mình, lòng dạ của Tống Hoài Minh tuy rằng rộng rãi. Nhưng cũng không có nghĩa là y làm chuyện gì cũng bấm bụng nuốt giận, khi tới Bình Hải đảm nhiệm chức tỉnh trưởng, y thủy chung đều bị người đứng đầu áp chế. Loại tình huống này từ sau khi Kiều Trấn Lương đến càng trở nên rõ ràng, chính bởi vậy, biểu hiện của những cấp dưới ngày xưa này rất mẫn cảm liền kích thích thần kinh của Tống Hoài Minh, huống chi Sở Trấn Nam vừa mất, con gái mình lại bị bắt nạt, cục tức này Tống Hoài Minh phải chút. Mà vừa hay nhất là, tâm tình của Tống Hoài Minh hiện tại cực độ ác liệt, y cũng cần được phát tiết. Tôn Quốc Chính nếu ngay từ lúc đầu đã cúi đầu nhận sai, Tống Hoài Minh có lẽ sẽ nể tình xưa, lưu lại cho y mấy phần dư địa. Có điều sự tỉnh ngộ của Tôn Quốc Chính thật sự quá muộn. Tống Hoài Minh nói, Quốc Chính à, anh nói đúng, không nên bởi vì chuyện của bọn nhỏ mà làm tổn thương tới hòa khí. Tôn Quốc Chính nghe thấy Tống Hoài Minh lặp lại câu vừa rồi của mình, trong lòng lập tức thắt lại, y bắt đầu ý thức được chuyện này trở nên càng lúc càng không ổn rồi. Tống Hoài Minh ở ngay trước mặt Tôn Quốc Chính cầm điện thoại lên, gọi cho Hồng Trường Võ. Hồng Trường Võ nhận được điện thoại liền hiểu ra là có chuyện gì. Y vẫn tức giận không thôi, nói cám đám nhóc con đó là hạng gì vậy. Tư lệnh vừa mới mất, bọn chúng dám khi dễ Yên Nhiên, Hoài Minh, anh đừng quản chuyện này, tôi cũng muốn xem thằng Ôn nào mà lại không có mắt như vậy. Tống Hoài Minh cười nói, Trường Võ à, anh đừng như vậy có được không, các anh là chú Yên Nhiên nhưng sao lại che chở cho nó đến vậy, há chắc phải là càng chứng tỏ người làm cha như tôi tắc trách hư. Cho dù là bọn chúng đua xe, cũng không thuộc về quân đội của các anh quản. Chuyện nhỏ thôi mà, đừng để tạo thành mâu thuẫn giữa quân đội và địa phương. Hồng Trường Võ nói, sao? Có phải Tôn Quốc Chính tới tìm anh hay không? Nhờ anh nói đỡ cho hắn hả? Tống Hoài Minh nói, thế này đi, anh đưa chúng đến cục công an, chuyện gì cũng phải giao cho địa phương xử lý chứ, ai chịu trách nhiệm nấy mà. Hồng Trường Võ nói, cứ vậy là xong à? Tống Hoài Minh nói, tôi lo cho con gái của tôi hơn bất kỳ ai. Hồng Trường Võ từ trong những lời này tựa hồ ngộ ra gì đó, y cuối cùng cũng đáp ứng. Khi Tống Hoài Minh gọi điện thoại, Tôn Quốc Chính Thủy Chung đứng bên cạnh nghe, y thấy chuyện này quá dễ dàng, thái độ của Tống Hoài Minh biến hóa thật sự quá nhanh, trong đây chắc không phải là có âm mưu gì chứ. Nhưng người ta dẫu sao cũng phải tỏ thái độ, Tôn Quốc Chính chỉ có thể tỏ vẻ cảm tạ rồi rời khỏi. Trương Dương đứng ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, nghiền ngẫm học tập mỗi một hành động của Tống Hoài Minh. Hắn cũng thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nếu Tống Hoài Minh cứ vậy kết thúc chuyện này, người ta sẽ nói y yếu đuối, con gái bị người ta khi dễ, không ngờ dễ dàng bỏ qua cho người ta như vậy. Nhưng nếu không phải vậy, Trương Dương thật sự là không nghĩ ra nên làm như thế nào, dựa theo thói quen của hắn thì sẽ là đến tìm Tôn Hiểu Vĩ đánh cho một trận, đập cho mặt gã nở hoa thì mới hết giận được. Tống Hoài Minh tựa hồ biết Trương Dương hiện tại đang nghĩ gì, cũng không có ý lảng tránh. Cầm lấy điện thoại gọi cho Cục trưởng Công an thành phố Tĩnh An Đàm Siêu. Đàm Siêu trước khi nhận được điện thoại của Tống Hoài Minh đã biết chuyện đêm nay, quan hệ giữa y và Tôn Quốc Chính rất tốt, cũng chính là y ra chủ ý cho Tôn Quốc Chính, bảo Tôn Quốc Chính trước tiên tới tìm Tống Hoài Minh nói vài câu dễ nghe, xin lỗi Tống Hoài Minh, để Tống Hoài Minh ra mặt bảo quân đội thả người, nhưng Đàm Siêu không ngờ Tống Hoài Minh lại trực tiếp gọi điện thoại cho mình. Chương 799, Báo án 2. Sau khi Tống Hoài Minh nói rõ thân phận, trong ngôn ngữ của Đàm Siêu lộ ra vẻ khách khí, Bí thư Tống, chào ngài, không biết muộn thế này rồi mà ngài còn tìm tôi là có gì phân phó. Y vẫn giữ cách gọi trước đây với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh cười nói, Đàm Siêu à, tôi tìm anh là muốn báo án. Những lời này chẳng những khiến Đàm Siêu giật mình, ngay cả Trương Dương đứng ở bên cạnh Tống Hoài Minh cũng há miệng trợn mắt. Tống Hoài Minh không nhân không chậm nói, nhớ năm xưa tôi còn làm bí thư ở Tĩnh An. Đã đặc biệt tiến hành công tác chỉnh đốn trị an đường phố, trọng điểm đặt ở đả kích hoạt động đua xe trái phép ngày càng càn rỡ, anh còn nhớ không? Đàm Siêu nghĩ thầm anh đã đi rồi, còn tưởng mình vẫn là bí thư thị ủy Tĩnh An chỉ huy tôi à? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn rất cung kính, nhớ chứ, nhớ chứ. Tống Hoài Minh nói, tối nay có người ở đường vòng tròn 4 phía Bắc tổ chức đua xe ngầm, hơn nữa bức con gái của tôi tham gia đua xe. Hơn nữa đối với sức khỏe của nó đã tạo thành uy hiếp cực lớn, anh có nghe nói không? Ặc, Tống Hoài Minh nói, anh chắc chưa nghe tới, cho nên tôi mới báo án. Đàm Siêu lập tức tỏ thái độ, Bí thư Tống, ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra chuyện này. Tống Hoài Minh nói, không cần phiền phức như vậy, không
không lâu nữa sẽ có quân nhân đưa những tên tội phạm đó tới cho anh, hỏi một cái là rõ thôi. Bí thư Tống. Tống Hoài Minh nói, tôi tin rằng anh sẽ xử lý công bằng, không ngờ tôi rời khỏi Tĩnh An nhiều năm như vậy, hoạt động đua xe ngầm ở nơi này lại càn rỡ như thế, Đàm Siêu, anh thân là cục trưởng công an, cũng có trách nhiệm đó. Đàm Siêu nói, bí thư Tống yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng. Lúc này Đàm Siêu khó xử tới cực điểm, y sao lại không biết chuyện này chứ? Tống Hoài Minh nói, vốn tôi muốn gọi điện thoại cho thính trưởng Thiếu, bảo anh ta lưu ý chuyện này, nhưng nghĩ lại, sợ chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với anh, tốt nhất vẫn trực tiếp giao cho anh xử lý. Đàm Siêu thiếu chút nữa thì giận đến nỗi đập đầu vào tường, thính trưởng Thiếu mà Tống Hoài Minh nói chính là thính trưởng thính công an tỉnh Bắc Nguyên Thiếu Minh Giác. Đàm Siêu biết Tống Hoài Minh khẳng định không phải đang dọa mình, thân phận của người ta là gì chứ, nói ra được thì ắt sẽ làm được. Như thế này Tống Hoài Minh chẳng khác nào ném tất cả nan đề lên người mình, Đàm Siêu thật sự là hối hận rồi, mình sao lại ra chủ ý này cho Tôn Quốc Chính. Thật ra bất kể y có nghĩ ra chủ ý này hay không, Tống Hoài Minh cũng sẽ đem chuyện này đè lên đầu y. Đàm Siêu rất nhanh liền nghĩ ra mấu chốt trong đó, Tống Hoài Minh và mình không cừu không oán, người ta không có lý do để gây khó dễ cho mình. Khẳng định là Tôn Quốc Chính đã đắc tội với y rồi. Đàm Siêu buông điện thoại, không lâu sau quân đội liền đưa đám người Tôn Hiểu Vĩ tới cục công an, người dưới tay y cũng biết lai lịch của Tôn Hiểu Vĩ, gọi điện thoại xin chỉ thị Đàm Siêu là phải làm gì, Đàm Siêu trả lời cũng rất dứt khoát án chiếu theo pháp luật, nên làm thế nào thì cứ làm thế. Phó thị trưởng thường vụ Tĩnh An Tôn Quốc Chính xác định con trai mình đã được đưa về thị cục, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tống Hoài Minh vẫn nể tình đồng nghiệp ngày xưa, giao con trai y cho địa phương, chẳng khác nào là thủ hạ lưu tình, thả cho Tôn Hiểu Vĩ một đường sống, Tôn Quốc Chính cho rằng như vậy nên y gọi điện thoại cho Đàm Siêu, bảo Đàm Siêu mau thả con trai mình. Nhưng Đàm Siêu nhận được điện thoại của Tôn Quốc Chính, không đợi y lên tiếng đã thở dài trước, nói thị trưởng Tôn, chuyện này khó lắm. Tôn Quốc Chính vừa nghe thấy vậy liền ngây ra, thế là sao? Không phải chỉ là mấy đứa trẻ phát sinh chút mâu thuẫn thôi ư, có gì mà khó. Đàm Siêu nói, thị trưởng Tôn, chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, tỉnh của chúng ta 5 lần 3 lượt đòi nghiêm tra đua xe ngầm, hơn nữa có người đã cung cấp chứng cứ, nói rằng người tổ chức cuộc đua xe trái phép lần này chính là Hiểu Vĩ, còn nữa, nó tổ chức nhiều người như vậy truy đuổi đánh nhau, tính chất như vậy, chỉ sợ là có chút nghiêm trọng. Đàm Siêu uyển chuyển nhắc nhở Tôn Quốc Chính. Hành vi của Tôn Hiểu Vĩ tối nay có tính chất xã hội đen. Tôn Quốc Chính là người thông minh, vừa rồi Đàm Siêu nhắc nhở y tìm Tống Hoài Minh, Đàm Siêu còn tỏ thái độ, chỉ cần Tống Hoài Minh lên tiếng bảo quân đội thả người về địa phương là sẽ dễ giải quyết, hiện tại xem ra chuyện không thuận lợi như vậy, khẳng định là trong đó xảy ra vấn đề đột nhiên nào đó. Tôn Quốc Chính đoán được, áp lực của Đàm Siêu có 10 phần là tới từ Tống Hoài Minh này ở trước mặt một kiểu. Sau lưng lại kiểu khác, Tôn Quốc Chính hận tới ngứa răng. Đàm Siêu nói, thị trưởng Tôn, tôi thấy chuyện này có phải nên sẽ tìm tỉnh trưởng Tống để câu thông một chút hay không? Anh ta là lãnh đạo cũ của chúng ta, chỉ cần giải thích rõ chuyện này thì chắc sẽ không tiếp tục truy cứu nữa đâu. Ý của những lời này của Đàm Siêu đã rất rõ ràng, Tôn Quốc Chính anh không chơi lại người ta thì phải cúi đầu cầu xin thôi. Tôn Quốc Chính nghe thấy Đàm Siêu nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút căm tức. Đàm Siêu anh sợ Tống Hoài Minh thành thế nào rồi? Tôn Quốc Chính vừa mới từ chỗ Tống Hoài Minh về, hiện tại bảo y quay lại cúi đầu nhận sai với Tống Hoài Minh thì so với giết y còn khó chịu hơn, y suy trước tính sau, điều mình nên làm thì cũng đã làm rồi, là Tống Hoài Minh không chịu buông, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ mà vì sao lại cứ thích làm lớn như vậy? Tôn Quốc Chính nói, Đàm Siêu, anh trước tiên thả Hiểu Vĩ ra đã, những chuyện khác để tôi giải quyết. Đàm Siêu nói, thị trưởng Tôn, tôi thấy chuyện này cần phải. Tôn Quốc Chính phát hỏa rồi, Tống Hoài Minh tuy rằng trước đây là bí thư thị ủy Tĩnh An, nhưng y hiện tại là phó thị trưởng thường vụ Tĩnh An, hơn nữa trên đại hội nhân dân năm nay rất có thể sẽ trở thành thị trưởng, một bí thư thị ủy đã đi nhiều năm như vậy rồi, dựa vào gì mà vẫn đòi khoa tay múa chân ở Tĩnh An. Mình đã tới xin lỗi rồi, giết người chẳng qua chỉ là chuyện đầu rơi xuống đất, y còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ muốn mình tới chỗ y dập đầu nhận sai ư? Con người ta ai cũng có lòng tự tôn, sự tự tôn của Tôn Quốc Chính cũng không phải là để Tống Hoài Minh chà đạp. Mỗi người đều có lúc xung động, một khi xung động sẽ quên mất thực lực của đối phương, Tôn Quốc Chính không phải chưa từng nghĩ tới hậu quả khi trở mặt với Tống Hoài Minh, có điều y cho rằng, thứ nhất chuyện con trai mình làm cũng không lớn, thứ hai, tôi đã xin lỗi Tống Hoài Minh anh rồi,
hiện tại là anh quá đáng, không phải là tôi không thể nào cứ xin lỗi đi xin lỗi lại anh được, nếu truyền ra ngoài, Tôn Quốc Chính tôi về sau làm sao lăn lộn ở Tĩnh An nữa. Thứ ba, anh trước đây là đương gia của Tĩnh An, nhưng hiện tại anh là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, tay anh không thể thò quá dài, không thể quản được chuyện của Bắc Nguyên. Tôn Quốc Chính cũng không có dũng khí xung đột trực diện với Tống Hoài Minh, y chỉ đành nói với Đàm Siêu, anh thả người đi, tôi giờ sẽ đi đón Hiểu Vĩ về. Đàm Siêu nghe thấy những lời này của Tôn Quốc Chính, không khỏi có chút sửng sốt, Tôn Quốc Chính chẳng khác nào tỏ thái độ rằng y sẽ không tới chỗ Tống Hoài Minh xin lỗi, Đàm Siêu nói thị trưởng Tôn. Tôn Quốc Chính không tâm tình nghe Đàm Siêu giải thích nữa, tôi lập tức đi đây. Đàm Siêu trong chuyện này là vô tội, đây là bàn cờ giữa Tống Hoài Minh và Tôn Quốc Chính, mình chỉ là rất bất hạnh bị cuốn vào trong mà thôi. Tống Hoài Minh bởi vì con gái bị khi dễ cho nên nổi giận, Tôn Quốc Chính tuy rằng đã xin lỗi, nhưng biểu hiện thiếu thành ý của y hiển nhiên không khiến vị tỉa bí thư thị ủy thành phố Tĩnh An này hài lòng. Còn có một điểm rất quan trọng, Tôn Quốc Chính đã sắm vai nhân vật làm cha, ở phương diện bảo hộ con trai mình, y tận hết sức lực. Tôn Quốc Chính cho rằng kết cục xấu nhất là mình trở mặt với Tống Hoài Minh, với nhân mạch của mình hiện tại ở Bắc Nguyên, Tống Hoài Minh cho dù căm tức cũng không làm gì được y. Đàm Siêu bị kẹp ở giữa nên rất khó xử, nhưng Tôn Quốc Chính tự mình tới đây nhận người, y không thể không thả, y không muốn đắc tội với Tống Hoài Minh, nhưng hiện tại Tôn Quốc Chính là phó thị trưởng thường vụ Tĩnh An, y đã tự mình tới đây nhận người, nói sao thì Đàm Siêu cũng phải nể mặt, huống chi chuyện lần này không hề nghiêm trọng như Tống Hoài Minh tô lên, Sở Yên Nhiên ngay cả một cọng tóc cũng không bị thương hại, ngược lại Tôn Hiểu Vĩ sau khi đi bị quân đội dẫn đi liền bị đánh mấy quyền. Sau khi đi Tôn Quốc Chính dẫn con trai từ trong cục công an ra, trong lòng vẫn là có chút không yên, y trong rất nhiều chuyện thượng biểu ra sự do dự, bất mãn đối với Tống Hoài Minh, nhưng thật sự phải trở mặt thì y vẫn có chút thiếu can đảm. Sau khi cân nhắc thận trọng, y vẫn gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh, y nói với Tống Hoài Minh cảm ơn tỉnh trưởng Tống đã khoan dung, ngày mai tôi sẽ dẫn Hiểu Vĩ tới đăng môn xin lỗi. Tống Hoài Minh chỉ trả lời hai chữ, không cần, buông điện thoại, sắc mặt của Tống Hoài Minh vẫn như thường. Nhưng trong lòng thì lại rất tức tối, Tôn Quốc Chính làm như vậy căn bản là tiên trảm hậu tấu, mình đã nói trước rồi mà Đàm Siêu vẫn dám thả Tôn Hiểu Vĩ, rõ ràng là không coi một tiền bí thư thị ủy như y vào đâu cả. Chương 800, báo án 3. Tống Hoài Minh bảo quân đội đưa đám người Tôn Hiểu Vĩ về cơ quan công an, mục đích là gia tăng áp lực, y không phải muốn làm khó Đàm Siêu, Tôn Quốc Chính nếu thông minh, y cũng không nên đi đón con trai mình ra khỏi cục công an. Mà là trước tiên tới chỗ mình thành khẩn xin lỗi, nhưng Tôn Quốc Chính lại không làm như vậy, y trước tiên đón con trai ra, sau đó mới gọi điện thoại cho mình, chứng tỏ Tôn Quốc Chính không vững dạ, y nhìn ra mình trong chuyện này không phải là thật sự muốn tha thứ cho y, nhưng biết rõ như vậy mà còn cố làm. Có lẽ là mình rời khỏi Tĩnh An quá lâu rồi, Tôn Quốc Chính cho rằng y đã có vốn để khiêu chiến quyền uy của mình. Tống Hoài Minh sau khi cân nhắc cẩn thận, tối hôm đó gọi ba cú điện thoại. Một cú gọi cho bạn học cũ của y là tổng biên tập nhật báo Bắc Nguyên Phó Hề Văn, một cú gọi cho thính trưởng thính công an tỉnh Bắc Nguyên Tiếu Minh Giác, cú cuối cùng gọi cho bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Nguyên Lưu Quảng Đường. Đối với quan viên cấp số như Tôn Quốc Chính, Tống Hoài Minh căn bản không cần chọn dùng nhiều thủ đoạn, y mặc dù đã rời Bắc Nguyên, cũng không có nghĩa là nhân mạch của y từ nay về sau biến mất ở Bắc Nguyên, bạn học cũ Phó Hề Văn thì không cần phải nói, thính trưởng thính công an Tiếu Minh Giác là hắn tri kỷ của y khi còn công tác ở Tĩnh An. Về phần bí thư tỉnh ủy Bắc Nguyên Lưu Quảng Đường, người ngoài không hề biết huyên nguyên giữa bọn họ, cha của Tống Hoài Minh vào thời chiến tranh giải phóng đã từng cứu tính mạng của cha mẹ Lưu Quảng Đường. Có một số quan hệ cũng không nhất định phải để người ngoài biết. Thật ra tùy tiện xuất động một quan hệ trong số đó cũng đã đủ để Tôn Quốc Chính lâm vào khốn cảnh, nhưng Tống Hoài Minh làm việc có nguyên tắc của y không phải là chưa cho Tôn Quốc Chính cơ hội, đối với một người không biết quý trọng cơ hội, đối với kẻ đắc chí liền càn rỡ. Tống Hoài Minh phải dằn mặt hắn, cái này không những liên quan tới mặt mũi cá nhân, mà còn liên quan tới rất nhiều quan hệ còn ở Bắc Nguyên, y muốn nói cho một đám người ở Tĩnh An rằng, y tuy đã đi, nhưng người khác vẫn phải biết tôn trọng y. Đàm Siêu không hề dự đoán được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, thính trưởng thính tỉnh Tiếu Minh Giác khi gọi điện thoại cho y không chút khách khí nói, ngày mai tôi sẽ phái tổ công tác đặc biệt điều tra vụ án đua xe trái phép của Tĩnh An, cùng với trong đó có vấn đề phạm tội hay không, anh chuẩn bị một chút đi. Ngày mai đến văn phòng của tôi kiểm điểm. Đàm Siêu nói, thính trưởng Tiếu, tôi đang truy tra chuyện này. Tiếu Minh Giác nói, không cần, có chứng cứ cho thấy anh trong chuyện này có hành vi không làm tròn trách nhiệm, nếu thẩm tra, sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng. Đàm Siêu,
Tôi trước giờ luôn nghĩ rằng anh là một người làm việc tỉnh táo, làm gì cũng phân rõ nặng nhẹ, anh quá khiến tôi thất vọng rồi. Đàm Siêu nghe Tiếu Minh Giác nói xong liền choáng váng, trong lòng y đã hối hận rồi, Tiếu Minh Giác nói đúng, y không phân rõ nặng nhẹ, Tôn Quốc Chính tuy rằng là phó thị trưởng thường vụ, nhưng y so sánh Tống Hoài Minh thì chẳng bằng cái dám. Lần này thì xong rồi, Tống Hoài Minh thực sự bị chọc giận rồi, người ta đã đốt lửa lên đầu mình rồi. Con mẹ nó Tôn Quốc Chính, mày đúng là hại tao quá thảm. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Quốc Chính cũng đặc biệt gọi điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Lưu Quảng Đường, đắc tội với Tống Hoài Minh, trong lòng y rất không yên, y muốn đem tiền căn hậu quả của chuyện này nói cho Lưu Quảng Đường nghe. Trọng điểm trình bày của y là, một cán bộ ngoài tỉnh mà vươn tay quá dài, không ngờ quản đến cả thổ địa Bắc Nguyên, y muốn khơi mào lòng cùng chung kẻ địch với Lưu Quảng Đường. Chỉ cần Lưu Quảng Đường nguyện ý làm chỗ dựa cho y, Tống Hoài Minh cho dù có dày vò hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Nơi này là Bắc Nguyên, lời của Lưu Quảng Đường mới có sức nặng. Nhưng Lưu Quảng Đường căn bản không hứng thú nghe y trình bày hết, chỉ hỏi một cậu, Tiểu Tôn, con trai anh có phải đã làm hại Yên Nhiên hay không? Tôn Quốc Chính ngây ra một thoáng rồi nói, ạc, chỉ là bọn trẻ hiểu lầm chút thôi. Lưu Quảng Đường nói, anh có biết Yên Nhiên là con gái nuôi của tôi không? Sở Yên Nhiên không phải là con gái nuôi của Lưu Quảng Đường chỉ là thông qua phương thức này để chứng tỏ với Tôn Quốc Chính rằng quan hệ giữa y và Tống Hoài Minh không tầm thường. Tôn Quốc Chính nghe thấy tin tức này trong đầu liền trống rỗng, dùng từ sét đánh ngang tai để hình dung trạng thái hiện tại của y cũng không phải là quá đáng, y thật sự đã bắt đầu hối hận vì hành vi xung động của mình. Bí thư tỉnh ủy Lưu Quảng Đường lạnh lùng nói, có những quan hệ không tiện để người ngoài biết, nhưng khiêm tốn không có nghĩa là có thể nhường nhịn. Anh biết rõ nên làm như thế nào rồi chứ? Cú điện thoại đầu tiên của Tống Hoài Minh tuy rằng gọi cho Phó Hề Văn, nhưng y chỉ là mời người bạn cũ này đi gặp mặt ôn chuyện, còn có phải là dùng kiếm của cơ quan ngôn luận hay không thì còn phải xem tiến triển của sự việc. Tống Hoài Minh cho rằng mình chắc không cần vận dụng Phó Hề Văn, sự thật cũng đúng như y nghĩ. Sở Yên Nhiên dưới sự đi cùng của bà ngoại quay về, khi đi qua phòng khách, nhìn thoáng qua cha một cái, không nói gì, cúi đầu đi lên lầu. Một lát sau cô ta từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm hòm thuốc, quay về bên cạnh cha, kéo tay y, rất cẩn thận cởi khăn tay đã nhuốm máu của y, nhìn thấy bàn tay màu thịt lẫn lộn của cha, nội tâm Sở Yên Nhiên cảm thấy áy náy nói không nên lời, nước mắt bắt đầu rơi. Một giọt nước mắt rơi xuống vết thương của Tống Hoài Minh, đau đớn như dao cắt, nhưng Tống Hoài Minh nhìn thấy bộ dạng của con gái, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, y nói khẽ không sao đâu, không cẩn thận bị thương thôi. Sở Yên Nhiên cắn môi, vẫn không nói gì, cẩn thận dùng nước muối rửa sạch vết thương cho cha, cuối cùng dùng băng vải quấn lại, tuy rằng quấn rất cẩn thận, nhưng không thế nào chuyên nghiệp được, thành ra băng tay cha trông như cái bánh chưng. Trương Dương và Margaret ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn hai cha con họ, bọn họ cũng đều biết, Sở Yên Nhiên có thể làm ra biểu hiện như vậy, đã chứng tỏ nút thắt trong lòng cô ta cuối cùng cũng được cởi. Kể ra cũng lạ, từ trước tới giờ Trương Dương rất tin tưởng nhân cách của Tống Hoài Minh. Tuy rằng hắn không nhìn thấy cái gọi là chứng cứ này, cũng không biết nội tình cụ thể trong đó, nhưng hắn có thể nhìn ra sự đau đớn của Tống Hoài Minh tuyệt đối không phải là ngụy trang, sự quan tâm của y đối với Yên Nhiên khẳng định xuất phát từ tận đáy lòng. Đồng hồ đã chỉ 0 giờ, Tống Hoài Minh nói khẽ, đi ngủ đi, đã khuya rồi. Mấy ngày nay mọi người đều rất mệt. Sở Yên Nhiên gật đầu, nói khẽ cha cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tống Hoài Minh nghe thấy con gái lại gọi mình là cha. Trong nháy mắt trăm ngàn cảm xúc đan xen, ngay cả mắt cũng đỏ lựng lên, y gật đầu thật mạnh, nói, con gái ngoan. Margaret cười nói, được rồi, giữa cha con làm gì có thù hằn nào được lâu. Yên Nhiên, theo bà về nghỉ ngơi đi, có gì thì để mai nói. Sở Yên Nhiên dạ một tiếng, đứng dậy đỡ bà ngoại, sau khi bọn họ đi, trên mặt Tống Hoài Minh lộ ra nụ cười rạng rỡ, y nói với Trương Dương, cậu vẫn chưa về nghỉ ngơi đi à? Trương Dương gật đầu. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa, nửa đêm không ngờ có khách tới. Tới bái phòng Tống Hoài Minh là cha con Tôn Quốc Chính. Tôn Quốc Chính lúc trước đã nói trong điện thoại, ngày mai sẽ dẫn con trai tới xin lỗi Tống Hoài Minh, y nói được thì làm được. Tiếng chuông đêm khuya vừa mới vang lên, y đã dẫn con trai tới đảo nhỏ. Hiện tại Tôn Quốc Chính đã hoàn toàn minh bạch rồi, cúi đầu cũng là một loại kỹ xảo. Tuy rằng y cúi đầu, nhưng thái độ của y không đủ thành khẩn. Trong mắt Tống Hoài Minh, đây là một loại khiêu khích đối với quyền uy của y, Tống Hoài Minh tuy rằng không còn ở Tĩnh An. Nhưng nhân mạch của y vẫn còn, quan hệ các mặt tuyệt đối không phải là Tôn Quốc Chính có thể sánh được,
ngay cả Lưu Quảng Đường trước giờ luôn được Tôn Quốc Chính coi là tòa núi dựa, không ngờ cũng là cha nuôi của Sở Yên Nhiên. Tôn Quốc Chính không thể không bội phục sự che giấu quan hệ giữa những người này. Lưu Quảng Đường đến Bắc Nguyên đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy lâu như vậy, không ngờ không ai biết y và Tống Hoài Minh có bất kỳ mối quan hệ nào. Tống Hoài Minh đối với sự quay lại của Tôn Quốc Chính không cảm thấy bất ngờ gì, có điều khúc xen giữa trong đây khiến y cực kỳ tức giận, cho nên mới có ba cú điện thoại về sau. Tôn Quốc Chính dẫn con trai tới phòng khách, y giơ tay lên tát cho Tôn Hiểu Vĩ một cái, nổi giận nói, đồ mất dạy, còn không mau quỳ xuống cho tao. Lúc này y tuyệt đối là hình tượng quân pháp bất vị thân. Tôn Hiểu Vĩ dầm một cái quỳ gối xuống trước mặt Tống Hoài Minh, vẻ mặt cầu xin nói, chú Tống, cháu sai rồi, cháu không nên trêu chọc Yên Nhiên và Trương Dương. Thật ra cháu chỉ muốn đùa với họ một chút thôi, thằng Ôn này hiện tại thật sự bị dọa cho sợ rồi, đầu tiên là bị quân đội tẩn cho một trận, sau đó lại bị đưa vào cục công an, lão gia tử sau khi đưa hắn ra lại mắng cho một trận, Tôn Hiểu Vĩ lúc này đến lá gan cũng run rẩy. Trương Dương nhìn một màn trước mắt, suýt chút nữa thì cười thành tiếng, Tôn Quốc Chính đủ cứng đấy, dẫn con trai tới thỉnh tội mà dùng cả chiêu này, sớm biết như vậy hà tất lúc trước phải làm thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 800.